Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 19. Ngày hôm đó cuối cùng đã không thể đến. Nghĩ đến Trình Kiếm Phong ngày xưa hăng hái thể phải dẫn dắt Vô Song Môn làm dạng danh môn phái, nhưng bây giờ nhìn về nồi nhục, sự chán nản và tinh thần sa sút, lão Trình chi có thể đến báo về tàng kinh các. Công Tôn Hằng liên tục than thớ, nói vài chuyện qua lại. Được rồi, chuyện đã qua không cần nhắc lại. Cậu Trần, với quyền hạn của tôi thì chỉ có thể đưa cậu đến đây. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến tầng 4. Phía trên, Trần Đức phải tự đi lên. Tôi có thể ở tàng kinh các bao lâu, Trần Đức? Tàng kinh các không có thời gian hạn chế, Công Tôn Hằng nói, chỉ cần cậu muốn thì có thể đi và đến bất cứ lúc nào. Được, cảm ơn viện trưởng, tôi chuẩn bị ở đây một khoảng thời gian, nếu như ông có chuyện khác thì cứ đi đi. Ừ. Sắc mặt Công Tôn Hằng vô cùng vui mừng, ông ta chỉ mong Trần Đức ở lâu một chút. Trước khi đi môn chủ đã ảm thầm dặn dò ông ta, nếu không giữ anh ở Lạc Vân Phong thì cứ để anh ở tàng kinh các đợi mấy ngày. Còn về nguyên nhân, đương nhiên là vì Lâu Tử Phong sắp đến. Công Tôn Hằng lấy ra một tấm lệnh bài trên người, ông ta nói, võ kỹ hoàng giai ở tầng 6, cậu dựa vào cái này lên phía trên sẽ có người đón. Cậu có thể gọi ông ta là Lão Lâm. Ông ta chính là sư đệ của môn chủ và lão Trình tôi đã nói lúc trước. Được. Trần Đức nhận lấy lệnh bài rồi đi thẳng lên trên không dừng lại, anh đi đến tầng 6. Tầng 6 của tàng kinh các vô cùng rộng, còn rộng hơn bất kỳ tầng nào, một bên cửa có một lão giả người như củi khô, gầy đét vàng ố giống như hóa đá. Ông ta ngồi xếp bằng, đầu tóc bạc trắng dài hơn 1 mét, trên tay chân khóa xích sắt gông xiềng. Khí tức ông ta rất mạnh, không kém gì Ngụy Vô Minh. Chỉ là, nhìn khuôn mặt giống như tuổi thọ không nhiều, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Nhìn thấy ông ta, tâm tình Trần Đức có chút nặng nề, người này sở dĩ tay chân xiềng xích, không phải Vô Song Môn từng phạt ông ta, mà là tự nhốt. Năm đó vào tiệc mừng thọ 200 tuổi của Trình Kiếm Phong, ông ta cũng ở đó, chỉ vì không bảo vệ tốt sư huynh, trơ mắt nhìn Trình Kiếm Phong tu vi toàn thân bị hủy, cả đời xấu hổ, ông ta tự phạt à đây, trông coi tầng 6 tàng kinh các. Hơn 60 năm qua, ông ta chưa từng rời đi một bước. Nhìn thấy Trần Đức đến, Lâm Chấn Lôi dương mật nhìn anh, trong cổ họng bật ra âm thanh khô khốc, không có cho phép đặc biệt thì không thể đến nơi này. Tiền bối, tôi là môn chú đặc biệt cho phép tới đây học tập võ kỹ hoàng giai, Trần Đức cầm ra lệnh bài, có phần cung kính đưa trước mặt Lâm Chấn Lôi. Hả, trong mặt Lâm Chấn Lôi đục ngầu bỗng lóe lên khác biệt, hiển nhiên không ngờ Giang Ngụy Vô Minh sẽ đế cho một tên nhóc trẻ tuổi như vậy tới. Đây. Trước đó, người trẻ tuổi như vậy đến đây chỉ có 6 người. Không một ngoại lệ, mỗi người đều là cường giả tu vũ, khí thức kinh hãi, đặc biệt là Âu Dã Tư Linh, để lại cho ông ta ấn tượng sâu đậm. Nhưng người trước mắt, Lâm Chấn Lôi không cảm giác được bao nhiêu làn sóng linh lực trên cơ thể anh. Nhiều lúc cũng chỉ là linh hải sơ kỳ. Vào đi, mặc dù trong lòng nghi ngờ. Ông ta vẫn không nói gì nhiều, sau khi chắc chắn lệnh bài không có sai lầm gì, ông ta liền nói, sau khi vào, đi đến chỗ căn phòng màu đen kia. Vâng, đa tạ tiền bối. Trần Đức đẩy cửa ra, lập tức có một trận bụi tấn công đến, tầng này đã rất lâu không người tới. Lật tay đóng cửa, bây giờ Trần Đức mới phát hiện ra tầng 6 bát ngát này được chia thành 3 phòng, mỗi cửa phòng đều có màu sắc khác nhau. Theo thứ tự là đen, trắng, đỏ. Chắc hẳn nơi này chính là địa điểm cất giữ 3 loại võ kỹ hoàng giai của Vô Song Môn. Trần Đức không có kỳ vọng gì nhiều vào 2 loại võ kỹ khác, anh vẫn hiểu đạo lý ham nhiều không nhai nát, vì vậy anh đi thẳng đến cánh cửa màu đen rồi đẩy cửa vào. Trong phòng rộng rãi trí đặt một cái bàn, trên bàn đặt quyển sách bìa đa màu đen. Trên sách trí có 3 chữ. Kiếm Linh Hoan. Mở trang sách thứ nhất ra, chẽn đó ghi lại tổng kết chung về Kiếm Linh Hoan. Đây là một loại kiếm pháp bá đạo, sau khi luyện thành có uy lực phá núi cắt biển. Võ kỹ hoàng giai cấp thấp yếu hơn nhân vương ấn của nha đầu Ưng Thanh Vũ kia, hơn nữa. Còn yếu hơn rất nhiều, Trần Đức có hơi chút thất vọng. Nhưng có còn hơn không, vốn là niềm vui ngoài ý muốn, anh cũng không yêu cầu quá cao. Hơn nữa, bây giờ anh tiếp tục đề thăng thực lực, Lâu Vạn Xuân quá mạnh, 60 năm trước đã có thể đánh trọng thương người gần đến địa tiên. Vậy sau 60 năm thì sao? Nếu muốn giết chết báo thù thì phải trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa,
Anh rất rõ, cho dù anh không đi tìm Lâu Vạn Xuân thì Lâu Vạn Xuân cũng đến tìm anh. Suy cho cùng giết anh là chuyện Lâu Vạn Xuân đã muốn làm vào 20 mấy năm trước, huống chi trước khi đến đây, con trai nhỏ của ông ta còn chết trong tay anh. Nếu như không ngoài dự liệu, e rằng Lâu Vạn Xuân đã có hành động, anh phải nắm chặt thời gian. Vừa luyện hóa linh tinh, vừa tu hành kiếm linh hoan. Trần Đức ghi nhớ phương pháp tu hành kiếm linh hoan, rồi anh lấy ra kiếm long ngâm bắt đầu tu hành. Điểm chính của kiếm linh hoan nằm ở chữ linh và chữ hoan. Đầu tiên cần đến linh, sau đó là hoan. Linh là linh khí, dung hợp hoàn mỹ trong tay, điểm này không khó với Trần Đức, bản thân kiếm long ngâm chính là linh khí, cực kỳ phù hợp với Trần Đức. Trong 10 phút, giữa lúc cánh tay Trần Đức cua múa đã xuất hiện từng đường lưu quang màu đen giống như ma vương. Thứ hai là hoan. Một kiếm hóa 10 kiếm, 10 kiếm hóa 100 kiếm, như thật như ảo. Trần Đức rất chuyên tâm, đồng thời khi lĩnh ngộ kiếm linh hoan, anh cảm thấy trong cơ thể đang điên cuồng xông xáo, đánh thẳng vào linh tinh của kỳ kinh bát mạch. Không hổ là tinh hoa linh khí, mặc dù chỉ có một luồng lưu quang, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong mạnh mẽ hơn 10.000 cân linh thạch. Nếu có thể luyện hóa nó, mình sẽ đột phá 100% ở đây. Nội tâm Trần Đức kích động, giản giật linh tinh bơi khắp tứ chi toàn thân. Tên nhãi này, thật biến thái, trong thức hải, Linh Lung cảm thấy Trần Đức chuyên tâm như vậy cũng không kiềm được cảm khái. Dù đặt vào thế giới kia của cô ta, Trần Bát Hoang cũng xem như là thiên tài ấy chứ. 10 phút nắm giữ võ kỹ, đồng thời còn dẫn dắt linh tinh. Khi cô ta bang tuổi Trần Đức cũng không làm được điều này. Lúc Trần Đức rơi vào khố tu, tin đồn về Trần Đức truyền ra ngày càng nhiều, ngày càng phức tạp trong Vô Song môn. Ngày thứ hai đến học viện Vô Song, anh đã hoàn toàn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Nghe thấy chưa, hôm qua Trần Ma Vương mới gia nhập học viện Vô Song, hôm nay đã bị bắt đến Vô Song môn chúng ta. Anh ta quá giỏi, hôm nay chính mắt tôi nhìn thấy anh ta đi lên bậc thứ 33 thang thần thánh. Thật hay giá thế, bậc 33. Năm đó tôi đi lên thang thần thánh cũng mới chỉ đến bậc 4 thôi. Đương nhiên là thật, không chỉ như vậy, anh ta đắp đạp vỡ thang thần thánh trước mặt môn chủ. Các đệ tử của Vô Song môn đương nhiên không biết thang thần thánh là Trần Đức một cước đạp bể, chí là càng đồn càng mê, các loại phiên cản cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người nói anh khiêu khích môn chủ Vô Song môn ngay tại chỗ, đánh nhau với ổng ta, gâng gượng tiếp một chiêu của môn chủ, sau đó không thương tích giờ ồ đi. Đồng thời, chuyện hôn ước của anh và Âu Dã Tư Linh cũng ngày càng lan truyền rộng rãi. Người thành công trong cuộc đời rồi. Không hổ là Trần Ma Vương, quá mạnh. Có rất ít người hâm mộ và kính phục dũng khí của Trần Đức, đại đa số đều là không phục. Cái gì mà Trần Bát Hoang hay Trần Ma Vương, bước lẽn 33 bậc thì giỏi lắm sao? Lục tử ngang tôi cũng có thể một phát tát chết hân, đệ tử nằm trong top 3 Vô Song môn. Linh Hải kỳ đỉnh phong tên Lục Tử Ngang khinh thường nói. Trần Ma Vương, thú vị đấy, hắn ở đâu, lắm cống tôi lâu rồi chưa gặp đối thủ nào như vậy. Vua không ngai vàng lâm cống thế hệ trẻ của Vô Song môn, hân ta trực tiếp công khai khiêu chiến Trần Đức, Trần Ma Vương, dám cùng tôi đánh một trận không? Hai người là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, lâm cống 30 tuổi, Lục Tử Ngang 35 tuổi, bọn họ đã đến Vô Song môn 10 mấy năm. Khoác lác rằng sẽ không yếu hơn Trần Đức. Bọn họ rất không phục Trần Đức. Sư muội Tư Linh là người phụ nữ tôi nhìn chúng, người khác đùng hòng cướp đi, một tẻn đệ tử lâu. Năm cũng đứng lên, hắn ta tên Châu Thanh, thực lực còn mạnh hơn Lâm Cống, đồng cảnh giới cũng đã từng một quyền đánh Lâm Cống trọng thương. Hôn phu chó má gì vậy, súng với sư muội Tư Linh sao? Đủ các loại tin đồn và khiêu chiến bùng nổ trong một đêm. Nhưng đến nửa đêm, trong Tử Vân Phong đột nhiên phát ra một tiếng giống giận dữ. Đao của tao đâu? Đó là Lâm Cống, cường dập mạnh nhất trong thế hệ trẻ Vô Song môn. Không thấy đao của hắn ta. Hắn ta đi tám, đặt đao bên bờ suối, quay đầu lại đã không thấy tăm hơi tung tích. Lâm Cống là người luyện đao, từ nhỏ cùng đao bầu bạn, năm nay hơn ta 30 tuổi, trong đó hơn 20 năm có đao bên cạnh. Hắn ta đam mê luyện đao. Cả đời này, đao chính vật chân quý nhất với hắn. Ta, vậy mà, nó lại bị mất. Bà nội ưng, Lâm Cống nhìn thấy ở chỗ đao biến mất có để lại một tờ giấy, phía trên có viết hàng chữ. Đao của mày,
bà nội ưng mượn đi chơi, hừ. Hừ, là ai, con mẹ nó kẻ nào dám đá mông tao, không chỉ Lâm Cống, ở một ngọn núi khác, Lục Tứ ngang suốt cả đêm tu võ đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét rung trời. Đừng để ông đây phát hiện, nếu không thì không chết không thôi. Hần ta vừa dứt lời. Giống như có một tờ giấy trôi bồng bềnh giữa không trung, bà ưng thay thế Trần Ma Vương dạy dỗ mày một chút, nếu còn phách lối nữa thì là đạp mông mày. Mẹ nó, mày là ai, đứng lại cho tao, không bao lâu, ở một ngọn núi khác, Châu Thanh cũng trúng chiêu, Hân ta vừa về nhà, đến trước cửa, đột nhiên một chậu nước tiểu từ trên trời rơi xuống, mùi hôi thối chuyển đến. Đồng thời, hắn ta nhìn thấy một bóng hình đang điên cuồng chạy xuống, hắn ta không chút suy nghĩ liền đuổi theo. Không làm gì được, đối phương quả thực quá nhanh, hắn ta không chạy theo nối, thân pháp hết sức quỷ dị, giống như âm hồn lay động. Châu Thanh chó má, mày không phải rất ngông cuồng sao? Ha ha! Phía trước một bóng dáng đột nhiên dừng lại, dưới ánh trăng sáng có thể thấy rõ ràng đó là một thiếu nữ chừng 18 tuổi, tóc thật bím đuôi ngựa, thanh thuần linh động. Mày là ai? Châu Thanh thở hổn hển, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cô ta làm mặt quỷ về phía Châu Thanh, giơ ngón giữa lên khiêu khích, nhớ kỹ, tao là bà nội ưng của mày. Sau đó, cô ta trong nháy mắt biến mất dưới ánh trăng, đồ khốn kiếp. Châu Thanh hung tợn đánh một quyền lên cây già, nó liền sụp đổ rồi nát vụn. Không chỉ ba người bọn họ, còn có hai ba chục người khác đã từng mắng qua Trần Bát Hoang đều bị chỉnh đốn, gần như không có gì khác nhau. Điều tra cho tao. Nhất định phải tra ra người tên bà nội ưng rốt cuộc là ai. Bà nội ưng đáng chết, đùng đế tao tìm ra mày. Cả đêm nay Vô Song Môn hoàn toàn điên cuồng và nhốn nháo, không chỉ ba chữ Trần Ma Vương truyền ra, mà còn có ba chữ bà nội ưng cũng đang truyền đi rất nhanh. Không ít người đang điều tra xem bà nội ưng đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai. Mãi đến khi trời sáng, cuối cùng bọn họ đã điều tra ra. Ưng Thanh Vũ là người đi cùng Trần Bát Hoang đến học viện Vô Song, bây giờ đang ở trong Thiên Huyền Phong. Sáng sớm, ba người làm cống, Lục Tử Ngang và Châu Thanh dẫn theo hai ba chục tên đệ tử học viện Vô Song, mặt ai cũng đằng đằng sát khí tức giận đi đến chỗ ở của Ưng Thanh Vũ. Tàng Kinh Các, trải qua một đêm tu luyện, linh tinh trong cơ thể đã được Trần Đức luyện hóa hoàn toàn, cảnh giới của anh đã điên cuồng đề thăng trong một đêm. Từ Linh Hải Sơ Kỳ, một bước vượt đến Linh Hải Đỉnh Phong. Hơn nữa, đây cũng không phải là điểm cuối. Cùng với kiếm linh hoàn anh tu hành, linh hải trong cơ thể không ngừng sôi trào cuồn cuộn, linh khí chẳng đầy trời lúc này toát ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Nhìn bằng mắt thường, thể xác của Trần Đức lúc này cũng lóe lên từng trận kim hoa, hết sức thần. Dị, cùng với linh hải sục sôi xen lần và ngưng kết lần này đến lần khác, xuất hiện một kim đan hình dạng giống với đan dược. Lần đầu tiên, ngưng kết thất bại. Lần thứ hai, ngưng kết thất bại. Lần thứ ba, thất bại. Lần thứ tư, thất bại. Lần thứ năm. Lần thứ sáu. Chạy nước rút kim đan kỳ cũng không dễ dàng như vậy. Trần Đức khống chế linh hải, ngưng kết kim đan hết lần này đến lần khác. Một lần không được thì trăm lần không được thì ngàn lần. Cuối cùng, vào lúc sáng sớm tinh mơ, kim đan thành hình. Đồng thời linh khí trong cơ thể từ màu trắng chuyển thành màu vàng, giữa lúc linh khí thi triển, ánh sáng này cực kỳ chói mắt. Kim đan màu vàng chìm nổi, xoay tròn giữa trung tâm đan điền, Trần Đức chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy hình dáng của nó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây chính là tầng thứ nhất kim đan kỳ sao? Trên kim đan, có một tầng đường vân quấn quanh, một tầng là nhất trọng. 9 tầng viên mãn thì là kim đan cửu trọng. Trần Đức hít sâu một hơi, khi anh đột phá, kiếm long ngâm trong tay quơ múa một hóa 2, 2 hóa 3, 3 hóa 10, 10 hóa 100. Kiếm linh hoan, luyện thành. Nếu Ngụy Vô Minh nhìn thấy cảnh này, e rằng lão sẽ nổi điên mất, năm đó lão tu hành kiếm linh hoan, khoảng 3 tháng mới luyện được linh, 6 tháng cũng mới có thể chia kiếm làm hai. Suốt hơn một năm, kiếm linh hoan mới được lão nắm giữ hoàn toàn. Đây vẫn là trong tình trạng thiên phú của lão không tệ, thậm chí một vài người còn phải cần thời gian 3 đến 5 năm. Mà Trần Đức chỉ cần một đêm. Không chỉ như vậy, càng khiến người ta tức hơn. Là anh còn thuận lợi đạt tới kim đan kỳ. Biến thái quá trời ơi, thiên tài ở đâu vậy,
rõ ràng là thiên tài trong thiên tài. Linh Lung sợ ngây người, cô ta chưa từng thấy qua người nào kinh khủng như vậy, rốt cuộc anh là loại yêu nghiệt gì? Còn nữa, tại sao linh khí là màu vàng? Dù Linh Lung kiến thức sâu rộng, đêm nay cũng hoàn toàn bị Trần Đức làm cho chấn động, đồng thời trong đầu lóe lên từng trận nghi ngờ. Sau kim đan kỳ, màu sắc linh khí quả thật sẽ theo thế chất, thuộc tính và các loại tâm pháp mà chuyển hóa. Thể chất của Trần Đức thuộc tính hỏa, theo lý thuyết linh khí của anh chắc hẳn sẽ lấy màu lửa đỏ làm chủ đạo mới đúng. Nhưng trước mắt, rõ ràng là linh khí màu vàng thuần. Không chỉ có như vậy. Trong thức hái, thần thức bị trói buộc kia cũng lột xác thành màu vàng, đồng thời nó khẽ di chuyển, thoát được không ít ánh sáng trói buộc trên người nó. Ước chừng khoảng 1/3. Như vậy một tay của thần thức kia đã có thể tự do hoạt động. Linh Lung lại không nói nữa. Đúng là tức chết mà, kim đan kỳ nhất trọng có thể thoát một bàn tay. Ban đầu khi cô ta không thoát nối một bàn tay, cũng chỉ kim đan cửu trọng mới làm được. Người bình thường đến cánh giới kim đan nhất trọng chỉ có thể tỏa ra lực tinh thần, hơi nhúc nhích đầu mà thôi. Nói cách khác, thực lực anh không chỉ vượt quá cảnh giới, ngay cả thần thức cũng vượt xa cảnh giới trước mắt, gấp 10 lần người bình thường, hoặc cao hơn. Rốt cuộc tên nhãi này có lai lịch gì? Thật sự là người của giới thế tục. Có thể động rồi. Trần Đức kinh ngạc một tiếng, từ trước đều là. Linh Lung nói chuyện qua thần thức, thỉnh thoảng anh cũng định liên lạc với nó. Chỉ là từ trước đến nay vẫn không có động tĩnh gì. Không ngờ đến thời khắc này lại xuất hiện liên lạc, hơn nữa tùy ý động một cái còn thoát được một bàn tay. Thực sự là niềm vui bất ngờ. Trần Bát Hoang, thần thức của anh rất mạnh, sau này có thể dùng nó thi triển tấn công tinh thần với người ta, trước đây chẳng phải tôi hứa sẽ truyền cho anh một loại võ kỹ sao, anh nghe kỹ đây, tôi đọc nó cho anh nghe. Giọng của Linh Lung vang lên. Cô ta không thể đợi rất muốn thử thần thức của Trần Đức rốt cuộc mạnh đến thế nào, cũng không đợi Trần Đức trả lời, trực tiếp đọc nội dung chính là võ kỹ, sau đó nói. Võ kỹ này là một loại sóng âm do thần thức phát ra, tôi đặt tên nó là Vạn Tự Thiên Âm, sau khi luyện thành, có thể trực tiếp hủy diệt kẻ địch từ mặt tinh thần. Anh thử dùng thần thức đọc cùng tôi chữ vạn đi. Vạn. Đúng, không phải dùng miệng đọc, dùng thần thức của anh, tay niết ấn, thần thức đọc chữ. Linh Lung hướng dẫn Trần Đức từng bước, truyền thụ nội dung cho anh. Không biết làm thế nào, võ kỹ này thực sự quá. Khó, khó hơn kiếm linh hoan không biết bao nhiêu lần, thử đọc 1-200 lần, Trần Đức cảm thấy tinh thần hơi hoang mang, mệt mỏi, vẫn không thể thốt ra nửa chữ. Anh giao tiếp với Linh Lung gần như là dùng thần thức, cứ tưởng đây không phải việc khó, nhưng khi anh tiến vào thần thức màu vàng, sắp xếp xử lý. Bất luận thế nào cũng không phát ra được chữ, vạn, dường như nó không chịu sự điều khiển của anh. Cứ luyện từ từ, ngay cả chiêu này cũng tổn hại cực lớn đến sức mạnh tinh thần, mệt thì nghi một lúc rồi lại tiếp tục, không thể quá nóng vội. Linh Lung thấy Trần Đức mệt mỏi, cười nói, võ kỹ mà chị đây truyền cho anh, không phải loại võ kỹ rác rưởi như kiếm linh hoan có thể sánh được. Trần Đức đáp một tiếng, trải qua một đêm, anh thu hoạch đủ nhiều rồi. Còn Vạn Tự Thiên Âm này, anh cũng không vội. Đồng thời việc này cũng không nóng vội được. Dù sao, thần thức của anh cũng không tính là mạnh, tu luyện có phần khó khăn. Cũng nên rời khỏi Tàng Kinh Các rồi, nghỉ một lúc, Trần Đức cất kiếm Long Ngâm đi. Hôm nay, là ngày Ngụy Vô Minh hứa với anh, giúp anh hẹn Âu Dã Tư Linh chiến một trận, đương nhiên anh phải đến như đã hẹn. Không biết với thực lực hiện tại của anh, có thể chiến một trận với Âu Dã Tư Linh hay không? AI cũng nói Âu Dã Tư Linh sắp đột phá kim đan kỳ, cũng có nghĩa là cô ta phải là kim đan kỳ cửu trọng, ít nhất cũng là thất bát trọng. Với thực lực hiện tại của tôi, chắc hẳn có thể thân được cô ta. Trần Đức cảm nhận sức mạnh đáng sợ trong cơ thể, bây giờ anh đã mạnh hơn Linh Hải Kỳ, còn mạnh hơn bao nhiêu, bản thân anh cũng không nối rõ được. Nói ít thì cũng gấp 10 lần, hoặc là 100 lần đấy. Cho dù không dùng cửu trọng cực ánh. Bây giờ chắn hắn anh cũng có 500 triệu đến gần 10 tỷ tấn sức mạnh, có lẽ là sức mạnh của 10 thập long. Điều quan trọng nhất là sự cường mạnh của kim đan kỳ không chỉ là lực bùng phát, mà là sử dụng với linh lực. Cảm nhận sức mạnh đáng sợ ấn chứa trong cơ thể, sau đó, thu lại toàn bộ khí tức, Trần Đức rất hài lòng đi ra ngoài cửa. Bẽn ngoài cửa, Lâm Chấn Lôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sang Trần Đức. Đây là tân đầu tiên ông ta gặp một người chỉ trong một đêm đã ra ngoài nhanh như vậy,
trước đẩy những người đến nơi này, có ai mà không phải đến hơn nửa tháng mới đi ra chứ? Có vẻ như không học được, cũng phầy. Võ kỹ hoàng giai không phải người nào cũng học được. Trước đây, Lâm Chấn Lôi không cảm nhận được sự dao động của Trần Đức, bây giờ lại thấy anh ra nhanh như vậy, bèn liệt anh vào nhóm đệ tử bình thường của Vô Song Môn theo bản năng. Tiền bối, tôi xin cáo từ trước, Trần Đức chào tạm biệt Lâm Chấn Lôi. Lâm Chấn Lôi điềm tĩnh một tiếng, lần này còn không cả ngẩng đầu. Trần Đức cũng không để ý, chỉ nghĩ rằng tính cách của ông ta hơi cổ quái, vì vậy tự đi xuống lầu. Ai ngờ Côn Tôn Hằng lại đợi ở tầng 4, nhìn thấy anh liền tỏ ra ngạc nhiên, cậu Trần, cậu ra nhanh thế, võ kỹ. Học được rồi hả? Học kha khá rồi, Tạm Hiếu, Trần Đức tùy tiện nói. Tạm Hiếu, hay là lại quay lại xem, theo quy tắc, rời khỏi tàng kinh các sau này sẽ không được đọc cuốn sách đó nữa. Công Tôn Hằng chân thành khuyên Trần Đức, một là vì quy tắc của Vô Song Môn đúng là như vậy, võ kỹ hoàng giai chỉ có một lần cơ hội được đọc, sau khi đi ra, trừ phi có được sự cho phép đặc biệt lần nữa, nếu không quyết không được phép vào. Thứ hai đương nhiên là vì lời giao phó của Ngụy Vô Minh. Lúc này Trần Bát Hoang xuất hiện, nếu gặp phải cậu lâu đề nghị kết thân, ông ta khó mà thoái thác sai lầm. Không cần, những điều ẩn nhớ tôi đã ghi nhớ rồi, Trần Đức ôn hòa nói, viện trưởng, dẫn tôi đến Đính Lạc Vân trước đi, xem nhà mới của tôi. Được, cậu Trần, đi theo tôi. Công Tôn Hằng vừa nghe Trần Đức muốn đến đỉnh Lạc Vân, thở nhẹ nhõm, cùng Trần Đức đi xuống tầng. Mới sáng sớm tàng kinh các đã có đông người qua lại, tầng 1 tầng 2 đều có không ít đệ tử Vô Song Môn, phần lớn đều đang học võ kỹ. Trần Đức đi xuống, đương nhiên thu hút ánh mắt của rất nhiều người, dẫn đến một hồi bàn tán. Xôn xao, anh ta chính là Trần Ma Vương ư. Trông có vẻ rất anh tuấn. Đúng thế, nhưng nhìn linh khí dao động, hình như không mạnh lắm. Khốn khiếp, đại khốn khiếp. Bỗng nhiên một tiếng gọi dồn dập từ bên ngoài tàng kinh các truyền đến, một bóng hình xinh đẹp cũng chạy vào theo đó, thở hổn hển nhìn chằm chằm Trần Đức, đại khốn khiếp, cuối cùng anh cũng ra rồi, tôi đợi anh muốn chết. Ấy, Thanh Vũ, sao cô lại ở đây? Không phải ở nội viện à, Trần Đức hỏi. Ở nội viện mà, nhưng tối qua tôi đến Vô Song Môn rồi, Vô Song Môn này. Chẳng phải tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ư. Thanh Vũ chuyển giọng điệu, nhăn mũi nói, đại khốn khiếp, đừng phí lời, tôi hỏi anh một chuyện. Vấn đề gì, Trần Đức hỏi. Tôi hỏi anh, ở núa ổ Bách Thú, có phải anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi không, Thanh Vũ hỏi. Đúng, tôn đã hứa bảo vệ cô, cho đến học viện Vô Song thì thôi. Hừ, chẳng lẽ đến học viện Vô Song rồi thì không bảo vệ tôi nữa há? Dù thế nào chúng ta cũng là bạn bè cùng hoạn nạn, phải không? Coi là vậy đi. Con người Thanh Vũ rất tốt, huống hồ còn truyền thụ nhân vương ấn cho Trần Đức. Tóm lại, cô ta muốn kết bạn với anh. Ha ha, tôi biết ngay anh coi tôi là bạn mà, Trần Bát Hoang, tôi cũng coi anh là bạn. Có người nhục mạ bạn bè, anh nói xem tôi có nên quản không, Thanh Vũ tinh quái hỏi. Nhưng, không đợi Trần Đức trả lời, cô ta lại tiếp tục nói, không cần trả lời. Tôi biết anh sẽ nói nên quản, cho nên bạn bè gặp khó khăn, anh cũng nên ra tay cứu giúp chứ nhí. Đương nhiên, Trần Đức thấy rất khó hiểu, sao mới sáng sớm mà cô bé này đã hỏi nhiều vấn đề như vậy. Mặc kệ cô ta, uống ngụm rượu trước đã rồi tính. Anh lẩy bình rượu ra uống một ngụm rượu mạnh, hương rượu nồng từ trong miệng Trần Đức lướt qua, theo cổ họng vào trong cơ thể, thiêu chảy lục phú ngũ tạng, sau đó một cảm giác vô cùng sảng khoái lan khắp người. Khóe miệng bất giác cong lên độ cong thỏa mãn. Một ngụm rượu xuống bụng, Trần Đức bỗng bắt hiện trong ánh mắt Thanh Vũ lóe lên tia giảo hoạt. Lập tức, dâng lên một cảm giác không ổn lắm. Tuy anh ít tiếp xúc với cô bé Thanh Vũ này, nhưng những lần tiếp xúc trong thời gian ngân đó khiến anh hiểu, tuy cô bé này lòng dạ lương thiện nhưng thực tế cũng không phải là loại vừa, xinh đẹp phá phách, còn thích trêu chọc người khác. Thanh Vũ! Thanh Vũ, cô đủng lại cho tôi! Thanh Vũ, chẳng phải cô là bà cô hả? Chạy cái gì mà chạy? Cảm giác không ổn vừa lướt qua, bên ngoài tàng kinh các lập tức có 5-60 người xông vào chen chúc chật kín cả tàng kinh các, đông người thành rực rối, ở ngoài cửa tàng kinh các còn có 1-2 ngàn đệ tử Vô Song Môn, phần lớn bọn họ đến xem trò vui, gây ầm ý đến vậy, một số đệ tử Vô Song Môn đang đọc sách, luyện võ kỹ cũng phải dừng luyện, đều nhìn ra đám người xông vào đó. Lâm Cống,
Lục Tử Ngang, Châu Thanh. Nhìn thấy ba người dẫn đầu phía trước nhất, liền có người nhận ra bọn họ, là mấy đệ tứ mạnh nhất Vô Song Môn, có mấy ai mà không biết bọn họ đây. Phía sau ba người còn có một đám 20-30 người, cũng là những đệ tử có danh tiếng trong Vô Song Môn. Phía sau nữa là một số bạn bè, những người đi theo của bọn họ. Bọn họ đến đây làm gì? Cậu chưa nghe nói à? Tối qua con bé này đi khắp nơi chọc người, trộm đao của Lầm Cống, đá mông Lục Tử Ngang, dội chậu nước tiểu lên đầu Châu Thanh. Còn cả xung quanh, một số người thấp giọng kể lại chuyện cho các đệ tử không biết tình hình bên ngoài. Đây là muốn hại chết Trần Ma Vương hả? Anh ta có mạnh đi nữa thì cũng không đỡ nổi nhiều cao thủ như vậy chứ. Đúng thế mà, cô bé này thật không biết chừng mực. Trong tàng kinh các, lúc này mọi người xông vào, ai nấy cũng thực giận bùng bừng, vô cùng phẫn nộ, thậm chí có một số người mang theo sát khí giận dữ, tất cả bao vảy chặt Ưng Thanh Vũ. Nhìn thấy bọn họ, Ưng Thanh Vũ nhảy vụt trốn phía sau Trần Đức, lớn tiếng hét, đám gà các người, chẳng phải coi thường đại khốn khiếp Trần Ma Vương lãm há, bây giờ anh ta đang ở đây, các người đánh anh ta đi, ha ha, anh ta là chỗ dựa của bà cô đây. Ưng Thanh Vũ vừa khiêu chiến, vừa vung nắm đấm, ra dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đồng thời, còn nhướn mày với Trần Đức. Trá đũa, hoàn toàn là trá đũa. Trước đây khi cô ta bị thương, Trần Đức ác với cô ta như vậy, bây giờ cô ta hoàn toàn là đang chập đũa Trần Đức. Hai người Trần Đức và Công Tôn Hằng tối sầm. Mặt, cô bé này muốn làm gì vậy? Có cần phải lôi kéo thù hận như vậy không? Anh chính là Trần Ma Vương. Ưng Thanh Vũ là người phụ nữ của anh phải không? Ánh mắt lâm công khóa chặt Trần Đức, hắn ta đã muốn chiến một trận với Trần Đức từ lâu, không hề che đậy ý chiến đấu sắc bén trong đôi mắt. Trần Ma Vương, tối qua người phụ nữ của anh đã mạo phạm chúng tôi, chuyện này tính thế nào đây? Lục Tử Ngang lớn tiếng quát, khó giấu nỗi tức giận. Đúng thế, tối qua cô ta đổ toàn bộ quần áo của tôi rồi. Trần Ma Vương, anh là chỗ dựa của cô ta, phái cho một lời giải thích. Đám người này vốn đã ngưỡng mộ, ghen ghét, không thích Trần Đức, lúc này giống như tìm được nơi trút giận, trực tiếp bỏ qua kẻ chủ mưu, tức giận mắng Trần Đức. Trần Đức rất không còn gì để nói, nhưng anh không tức giận cũng không nổi nóng. Những lời bàn tán xung quanh đã khiến anh hiểu đại khái tình hình, dù thế nào thì cũng là Ưng Thanh Vũ có lỗi trước. Sau đó, anh nghiêm túc, thận trọng nói, các vị, Ưng Thanh Vũ còn nhỏ tuổi, không hiếu chuyện lâm, Trần Bát Hoang tôi với danh nghĩa cá nhân. Ở đây thay mặt cô ta xin lỗi các vị, hy vọng các vị đại nhân đại lượng có thể tha thứ cho cô ta. Trần Đức xin lỗi rất chân thành, thậm chí cơ thể còn hơi cúi thấp để thể hiện thành ý của mình. Cử tưởng sẽ đánh nhau, không ngờ lại nhát gan như vậy, Ưng Thanh Vũ thất vọng hừ hai tiếng, bất mãn lấm bẩm. Coi như vẫn là đàn ông, trong mắt Lâm Cống hiện lên tia thích thú, nhưng chuyện này xin lỗi cũng không tác dụng, cô ta ăn trộm đao của tôi, chạm vào tự tôn của tôi. Phải chặt một cánh tay. Lâm huynh nói rất đúng, cái chân mà đá tôi cũng phải chặt gãy. Lục Tử Ngang hừ lạnh lùng, trong mắt tràn đầy cao ngạo, đá mông hân, buộc phải trả giá. Ha ha, tôi không cần tay và chân của cô ta, để cô ta lột sạch quần áo, ngâm mình một ngày trong hố phân là được. Châu Thanh ôm hai tay, ánh mặt lóe lẽn vẻ khát máu. Trần Ma Vương, đừng tưởng anh lợi hại đến mức nào, dù anh có lợi hại thì có đánh được đám người chúng tôi không? Phải giao Ưng Thanh Vũ ra, có người hét lớn nói. Sắc mặt Trần Đức hơi trầm ngâm, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, các vị, tổn thất của các vị, tôi có thể bồi thường cho các vị. Vãi, bồi thường cái con khỉ, Trần Bát Hoang, có phải anh muốn tôi vứt anh vào hố phân ngám một ngày không? Châu Thanh vốn không muốn phí lời, rút ra song đao từ trong tay áo, nắm trong tay sát khí bừng bừng, Lâm Cống, Lục Tử Ngang, các anh em, đừng phí lời với anh ta. Trực tiếp dâm qua người anh ta, để chúng ta xem rốt cuộc anh ta là ma vương hay tôi là ma vương. Đúng thế. Đánh chết anh ta đi. Dưới sự xúi dục của Châu Thanh, đám người phía sau hắn ta đều vung vũ khí ra, Lục Tử Ngang cũng lấy ra một thanh kiếm, còn Lâm Cống nằm chặt nắm đấm, vận hành linh khí, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Lập tức, trong cả tàng kinh các kiếm rút cung dương, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Trần Bát Hoang. Nghe nói anh là chồng chưa cưới của Âu Dã Tư Linh, tôi nói cho anh biết, tôi đã để ý Âu Dã Tư Linh từ lâu rồi. Châu Thanh hừ lạnh lùng, cười âm hiểm nói, nếu anh không giao cô ta ra, thì đừng trách tôi tiện tay thịt luôn anh.
Sắc mặt Trần Đức sầm xuống, Châu Thanh này đúng là đã muốn giết anh. Xin lỗi, Ưng Thanh Vũ, tôi bảo vệ chắc rồi, Trần Đức lướt nhìn đám đông, đầy khí thế, ai muốn xử cô ta, có thể xông lẽn thử xem. Ưng Thanh Vũ có lỗi, Trần Đức có thể xin lỗi. Thay, anh hiểu Ưng Thanh Vũ, đúng là rất phá phách, thích trêu người khác, nhưng trong lòng cô ta thực sự không có ý xấu. Tuy có lúc làm hơi quá đáng một chút, nhưng chẳng phải Trần Đức cũng hứa sẽ bồi thường rồi sao? Những người này lại quấn lấy không tha, còn muốn chặt tay, chặt chân, yêu cầu đúng là quá đáng. Bề ngoài là nhâm vào Ưng Thanh Vũ, thực chất hoàn toàn là nhằm vào anh. Đặc biệt là Châu Thanh, lại không hề che đậy ý muốn giết anh. Thực sự coi anh là quả hồng mềm, tùy ý nắn bóp u. Những ai không muốn xảy ra xung đột với tôi thì có thể lui ra, xong việc tôi sẽ bồi thường, ánh mắt Trần Đức vẫn lãnh đãm như cũ, nhưng giọng điệu không còn ôn hòa như trước đó. Nếu có ai không buông tha, có thể tiến lên chiến với tôi một trận, tất cả cùng lên hay từng người lên một, tùy các anh. Những lời thản nhiên được nói ra từ miệng Trần Đức, truyền đến bên tai tất cả mọi người, lập tức những người đứng vây xem không còn gì để nói. Trần Ma Vương quả nhiên ngông cuồng như lời đồn. Quá ngạo mạn rồi, đối diện với ba đệ tử hàng đầu của Vô Song Môn, hơn 30 đệ tử trong top 50 mà còn dám nói tất cả cùng lên. E rằng đầu óc có vấn đề rồi phải không? Trong tàng kinh các, người nào cũng nhó tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Trần Đức giống như nhìn một kẻ ngốc, một người khiêu chiến với mấy chục hơn trăm người. Chẳng phải là kẻ ngu nói mơ thì là cái gì? Phải biết rằng, những người này đều là cảnh giới linh hải kỳ. Trong đó, cũng có mười mấy người là đỉnh phong linh hải kỳ. Tuy trong số bọn họ có người mặc dù chiến lực thực sự không bằng Cổ Tinh Hoa đã chết, nhưng nhiều người cùng lên, thực lực chắc chắn là mạnh chưa từng có. Cậu Trần, hay là hai người đi trước đi, để tôi giải quyết. Công Tôn Hằng cũng cảm thấy Trần Đức hơi ngạo mạn, chiến lực của ba người Châu Thanh, Lâm Cống, Lục Tử ngang mạnh thế nào, đương nhiên không cần nói nhiều. Mấy chục. Hàng trăm người còn lại liên thú đã không đơn giản chỉ là một cộng một bằng hai, thay đổi về lượng sinh ra thay đổi về chất, nhiều người như vậy đủ để đánh Trần Bát Hoang mới ở Linh Hải sơ kỳ thành bã. Đương nhiên, ông ta không biết Trần Đức đã đột phá, ai mà ngờ được chỉ trong một đêm, Trần Đức lại đột phá chứ. Hơn nữa còn đột phá đến Kim Đan kỳ, trong nhận thức của Công Tôn Hằng, đây là việc không thể nào. Viện trưởng, tốt nhất là ông rời khỏi đây đi. Lục Tử ngang ngạo nhiên cười nói, chuyện hôm nay đã không phải là chuyện mà ông có thể giải quyết. Đúng thế, viện trưởng, chúng tôi không muốn liên lụy đến ông, mau cút đi, Châu Thanh cũng không hề nể mặt Công Tôn Hằng, viện trưởng ngoại viện thì đã làm sao? Hần ta cũng không coi ra gì. Này, đại khốn khiếp, chúng ta dứt khoát chạy đi, Ưng Thanh Vũ lẻ lưỡi, phát hiện sự việc hình như đã mất kiểm soát. Trần Đức không nói một lời, đứng thẳng, thản nhiên như thường. Không có ai rời đi hả? Xem ra, các anh đều lựa chọn chiến với tôi một trận phải không? Vừa nói Trần Đức vừa bước ra một bước. Đã vậy thì đừng lãng phí thời gian, mau chóng ra tay đi. Anh còn đợi chiến với Âu Dã Tư Linh một trận cơ, không có tâm tư ở lại đây, chủ động ép đám người Châu Thanh. Được, vậy chúng tôi thử xem Trần Ma Vương anh rốt cuộc mạnh thế nào. Ha ha, Châu Thanh cười lạnh lùng, vô cùng âm trầm, trực tiếp ra tay. Song đao trong tay hóa thành luồng sáng, nhanh như chim cắt ép đến Trần Đức. Trần Ma Vương, mày nhớ kỹ đây, tao mới là người đàn ông của Âu Dã Tư Linh. Cùng lúc đó, Lục Tử Ngang, Lâm Cống, bao gồm mấy chục người xông vào tàng kinh các cùng bùng phát. Tên rác rưởi như mày mà cũng súng với Âu Dã Tư Linh. Nhưng đúng lúc bầu không khí căng thẳng, Trần Đức chuẩn bị ra tay, một giọng nói cực kỳ vang dày bá đạo đột nhiên lọt vào màng nhĩ của mọi người. Dường như có sức tấn công, đâm đến đau lỗ tai. Tựa như sông núi gầm thét, ầm ầm nhức tai, lại như sấm sét vang đội, khiến người ta sợ mất hồn phách. Mọi người không kìm được nhìn ra ngoài tàng kinh các, đám người chặn ở cửa tàng kinh các cũng đã giặt sang hai bên trái phải từ lâu, nhường ra. Một lối đi. Bọn họ không dám không nhường. Người đến là một người đàn ông bá đạo hơn 20 tuổi gần 30 tuổi, mặc áo choàng dài, đi giày cao. Thân hình cao lớn hùng vĩ, tóc ngắn rụng ngược, vẻ mặt tàn độc âm hiểm. Hân đi không nhanh, cũng không chậm, rất có nhịp điệu tiết tấu, mỗi lần bước chân dường như mang theo âm luật, trái tim của mọi người như cũng đập theo nhịp điệu bước chân của hắn. Nhìn thấy người đi đến, trong tàng kinh các,
tất cả các đệ tử lâu năm của học viện Vô Song đều nhận ra người này. Cả tàng kinh các bỗng trá nên yên tĩnh không tiếng động. Không ai dám lên tiếng. Chỉ thấy hắn đi nhanh thẳng đến trước Trảo Thanh, Lâm Cống, Lục Tứ Ngang, đôi mắt giống như quỷ thần, khóa chặt ba người. Vừa nãy tên rác rưởi nào tự xưng là người đàn ông của Âu Dã Tư Linh. Ánh mặt hắn lướt nhìn ba người. Lập tức Lâm Cống, Lục Tử Ngang cùng lùi xuống một bước. Không chút do dự, liền bán đứng Châu Thanh. Bọn chúng không thể không lùi lại. Lâu Diêm Vương. Ai ỷ báo người đàn ông trước mặt quá mạnh quá ngang ngược chứ? Những người được gọi là thiên tài vô song môn như bọn chúng, so ra quả thực là rác rưởi. Bởi vì, hẳn là Lâu Tử Phong. Năm năm trước đã là người đàn ông không ai địch nổi. Nhìn thấy hắn, sắc mặt Công Tôn Hằng trở nên vô cùng khó coi, môn chú trăm phương ngàn kế, tìm đủ mọi cách để ngăn Lâu Tử Phong và Trần Bát Hoang gặp nhau, nhưng cuối cùng cả hai vần chạm mặt, gặp nhau rồi. Hơn nữa, còn trong tình huống này, tại sao Lâu Tử Phong lại đến đây? Bụp! Đột nhiên, Châu Thanh quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy xuống, hung hăng tự tát mình ba cái. Bốp! 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 Ba cái tát này quá mạnh, đánh cho khuôn mặt của hắn ta bị biến dạng. Châu Thanh không dám không tát. Đến tận bây giờ, hắn ta vẫn nhớ kết cục của những kẻ đã đắc tội với Lâu Tử Phong vào 5 năm trước. Hắn ta sợ, vô cùng sợ hãi, hoảng hốt. Diêm Vương tha mạng .cso tôi sai rồi, tôi không có ý đó. Châu Thanh run rẩy, khóe miệng giật giật, chẽn mặt bị rách ra chóc thịt. Tư Linh, không thể bị sỉ nhục. Xong, Lâu Tử Phong chỉ liếc nhìn Châu Thanh một cái, ngay lập tức thản nhiên phun ra một câu, sau đó liền tung ra một quyền, dỗ dàng chí là một quyền đơn giản, nhưng có thể thấy rõ, dưới lòng bàn tay hắn, không gian như sóng nước, từng lớp sóng bập bềnh. Đồng thời, cuồng phong nổi dậy, trời đất rung chuyển. Thực sự làm người ta phải kinh ngạc, chỉ là một quyền đơn giản, không nhanh, thậm chí còn vô cùng chậm, nhưng một quyền này lại trực tiếp khóa chặt không gian này, khu vực này đều được bao phủ bởi lòng bàn tay của hắn, tràn ngập luồng khí tức cái thế, vô song. Trong tàng kinh các, không ai không kinh ngạc. Một quyền này, bao gồm cả những kẻ mạnh như Công Tôn Hằng, Lục Tử Ngang, Lâm Cống, cũng không có ai có thể nghĩ ra chống đỡ và hóa giải như nào. Giống như một quyền đó chính là bầu trời trong không gian nhỏ bé này, một quyền vung xuống giống như trời sụp, chấn động lòng người, đáng sợ không gì sánh bằng. Linh lực ám hợp, đại đạo, Trần Đức đứng rất gần, cũng nhìn thấy rất rõ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, người đàn ông 20-30 tuổi này vậy mà lại là một võ giả kim đan kỳ. Nói một cách chính xác, sao kim đan kỳ không? Gọi là võ giả nữa, mà có một cách gọi khác. Tu sĩ. Người ở cảnh giới này đã không chỉ riêng là tu võ, mà là tu đại đạo, tu hành. Sau kim đan kỳ, kim đan trong cơ thể có thể dẫn động quy luật trời đất, một quyền một chiêu thức đều có thể chứa đựng đạo vận, linh lực. Người trước mặt đã đạt được điều này, hơn nữa, linh lực của hắn là màu xanh, không phải màu trắng, đủ để chứng minh điều này. Châu Thanh gọi hắn là Diêm Vương, người này, rốt cuộc có lai lịch như nào, Vô Song môn còn có người mạnh như vậy sao? Không phải nói Âu Dã Tư Linh là mạnh nhất sao? Trong lúc Trần Đức còn đang suy ngẫm cùng nghi ngờ, một quyền của Lâu Tử Phong đã đánh xuống. Không chút bất ngờ rơi trên mặt Châu Thanh, bụp. Ngay lập tức, đầu của Châu Thanh biến thành một mảng xương máu. Máu đỏ tươi tản ra trong không khí như sương mù, mùi máu tanh nồng khó ngửi. Đó là một quyền cực kỳ chuẩn xác, chỉ làm bị thương đến phần đầu của Châu Thanh, ngoài phần đó ra. Phần cổ và cơ thể của hắn ta không hề bị thương tổn, cả người vẫn quỳ trên mặt đất. Mạnh như rồng như hổ như Châu Thanh lại bị chết một cách dễ dàng như vậy. Bên trong tàng kinh các càng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cảm giác bị áp bức, sợ hãi, bao trùm lên mọi người, Lâu Tử Phong thực sự giống như Diêm Vương, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt đi tính mạng của bọn họ. Ngay cả viện trưởng nội viện Công Tôn Hằng lúc này cũng không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Còn có, lúc trước tôi nghe có kẻ nói muốn lấy tay và chân của em gái tôi. Ngay lập tức, Lâu Tử Phong lại quét mắt tới đám người, là kẻ nào, tự mình đứng ra đi. Em gái. Lão Tử Phong vừa nói ra lời này, mọi người ngay lập tức ù hết cả đầu, ưng thanh vũ là. Ra, em gái Lâu Tử Phong. Này, ai là em gái anh?
có phải anh nhận nhầm người rồi không? Ưng Thanh Vũ không sợ Lâu Tứ Phong chút nào, nói với hẳn, tôi không quen biết anh. Lời này vừa nói ra, không ít người dùng mình. Mẹ kiếp, Ưng Thanh Vũ điên rồ, dám nói với Lâu Diêm Vương như vậy. Muốn tìm cái chết. Nào ngờ, Lâu Tử Phong không hề tức giận, ngược lại còn cười, em gái Thanh Vũ, em không nhớ anh cũng rất bình thường, lúc đó em còn nhỏ, khoáng chừng 2-3 tuổi, lúc anh theo bố đến Vân Tiêu Giới, có đến nhà các em, còn cho em kẹo ăn. Anh là, Ưng Thanh Vũ có vẻ suy ngẫm. Lâu Tử Phong, bố anh, Lâu Thiên Khung, khóe miệng Lâu Tử Phong nở một nụ cười, nếu đã quên, đó là tốt nhất, Ưng Thanh Vũ, người nhà họ Ưng ở Vân Tiêu Giới, mà tổ tiên nhà họ Ưng, nghe nó là một con Phượng Hoàng, chẽn người bọn họ cháy dòng máu của Phượng Hoàng. Chỉ cần không chết cho dù bị thương nặng cỡ nào, cũng có thể bình phục, niết bàn. Khả năng phục hồi cực kỳ khủng bố. Lâu Tử Phong. Ngay lập tức, trong mắt Ưng Thanh Vũ hiện lên vẻ chán ghét. Lâu Tử Phong, làm sao cô ta có thể không biết đó là ai? Anh trai của Lâu Tinh Hái. Lần này cô ta xảy ra tranh chấp với gia đình, bỏ nhà đi đến Côn Luân Hư. Lâu Tinh Hải cảm nhận được khí thức của cô ta, chẽn đường liên tục truy sát cô ta, muốn chiếm đoạt, sở hữu sức mạnh huyết mạch trên người cô ta. Biết rõ cô ta là người nhà của nhà họ Ưng. Lâu Tinh Hải vẫn làm như vậy, muốn ngấm ngầm chiếm đoạt. Lão Tử Phong là người một nhà với Lâu Tinh Hái, làm sao cô ta có thể cố ấn tượng tốt được. Điều quan trọng nhất là cô ta đã nhớ lại chuyện xảy ra lúc 3 tuổi, lần gặp Lâu Tử Phong đó, ký ức đặc biệt khắc sâu. Bởi vì, Lâu Tử Phong cũng muốn thôn tính cô ta. Năm đó, Lâu Tử Phong dùng kẹo để lừa cô ta đến nơi không một bóng người, định vươn móng vuốt ra. Nếu không phải tôi tớ của cô ta kịp thời Su A Hiệt, e rằng cô ta không thể sống đến ngày hôm nay. Nhà họ Lâu so với nhà họ Ưng, hoàn toàn là cặn bã trong cặn bã, nếu là lúc bình thường, nhìn thấy cô ta, chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn thẳng. Làm con chó cho cô ta cũng không xứng. Bây giờ, còn nói là anh trai của cô ta, không biết xấu hổ. Người nhà họ Lâu đúng là bị ổi vô liêm sỉ, hạ lưu. Em gái Thanh Vũ. Anh cảm nhận được khí thức của em, nên đặc biệt đến đây gặp em không thể nhớ ra anh thì không cần phải ép buộc bản thân, em không cần phải nhớ anh nhớ em là được rồi. Lâu Tử Phong vui vẻ cười với cô ta, hiện tại, hắn không dám có ý đồ gì với Ưng Thanh Vũ, dù sao TSL, cô ta đã đến Vô Song Môn, môn chủ Vô Song Môn Ngụy Vô Minh biết thân phận của cô ta, e rằng sớm đã nghĩ trăm phương ngàn kế thông báo cho người nhà của cô ta. Lúc này mà hân ra tay. Chắc chắn là tìm đường chết. Điều duy nhất có thể làm là lấy lòng, nịnh bợ, tạo mối quan hệ tốt đẹp. Việc thôn tính, hoàn toàn có thể tìm cơ hội về. Sau, tôi hỏi lại một lần nữa, là kẻ nào, muốn lấy tay và chân của em gái Thanh Vũ? Ngay lập tức, không đợi Ưng Thanh Vũ nói tiếp. Lâu Tử Phong lại quét mắt về phía đám đông, lời nói của hắn lạnh thấu xương. Không chút chú ý đến Trần Đức ở một bên. Ánh mắt dần trở nên có chút nghi hoặc, ngưng trọng, Lâu Tử Phong, con trai của Lâu Thiên Khung. Âu, thật thú vị. Xin lỗi Diêm Vương. Diêm Vương, tôi sai rồi. Lâm Cống, Lục Tử Ngang đồng thời nhận san, lúc trước chính là bọn chúng muốn tay và chân của Ưng Thanh Vũ, lúc này đang vô cùng kinh hoàng lo. Sợ, gần như không chút do dự, cả hai cùng giơ tay đánh gãy một tay và một chân của mình, lấy điều này để xin Lâu Tử Phong tha thứ. Bọn chúng biết rất rõ, đối mặt với Lâu Diêm Vương, không ai có thể cứu được bọn chúng, cho dù môn chú Vô Song Môn đích thân đến đây cũng không có tác dụng gì. Xem như các người biết điều. Nhìn thấy hai người hiểu chuyện như vậy, Lâu Tử Phong cũng khinh thường, lười ra tay, đám run rế này không đáng. Đồng thời, hắn nhìn đến tất cả mọi người trong tàng kinh các, uy nghiêm nói, tất cả các người tại đây đều nhớ lấy cho tôi. Âu Dã Tư Linh là người phụ nữ của tôi, Ưng Thanh Vũ là em gái tôi, ai cũng không được phép động đến, càng không cho phép xúc phạm, cho dù là ức hiếp các người hay giết các người, cũng là vinh hạnh của các người, hiểu chưa? Vâng, Diêm Vương, vâng, chúng tôi đã hiểu. Xin nghe theo lệnh của Diêm Vương. Diêm Vương, chúng tôi đã nhớ kỹ. Đám người sớm đã khiếp sợ đến run lẩy bẩy, vội vàng đáp lại, ngay cả Công Tôn Hằng cũng không nhịn được gật đầu như gà mổ thóc. Đâu còn phong thái của một kẻ mạnh, một viện trướng. Bên ngoài tàng kinh các,
những đệ tử Vô Song Môn đang xem kịch không ai cười nhạo hay khinh thường bọn họ, đối mặt với Lâu Diêm Vương, lộ ra bộ dạng như vậy là rất bình thường, còn bình thường hơn cả ăn cơm uống nước, hoàn toàn là đều hiển nhiên, nên là như vậy. Ai bảo hắn là Lâu Tử Phong, Lâu Diêm Vương, còn là cháu trai của người canh giữ. Từ 5 năm trước đã trấn áp được thế hệ trẻ của Vô Song Môn, phá vỡ sự tồn tại của thế hệ cũ, hiện tại, Hân còn mạnh hơn, không ai địch nổi trong Vô Song Môn. Cúi đầu trước Hân, không có gì mất mặt. Anh! Đột nhiên! Ánh mặt của Lâu Tử Phong, như một con dao găm trên mặt Trần Đức, không nghe thấy lời của tôi sao? Tại sao còn không gật đầu? Là muốn đối đầu với tôi sao? Mọi người xung quanh hắn đều khiếp sợ gật. Đầu! Chỉ có duy nhất người này, không phản ứng gì, thậm chí vừa rồi còn lấy rượu uống một ngụm. Hơn nữa, khóe miệng còn có mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trần Đức giống như một con đom đóm trong đẻm, lúc mọi người vâng vâng dạ dạ, hoảng hốt sợ. Hãi, anh lại điềm tĩnh, vẻ mặt sửng dưng, trông đặc biệt chướng mét. Trực tiếp liền bị Lâu Tử Phong để ý đến, đôi mắt nham hiểm như loài bọ cạp khóa chặt lấy, trong nháy mắt, Công Tôn Hằng cực kỳ căng thẳng. Đúng là sợ cái gì thì cái đó xảy ra. Trần Bát Hoang ơi Trần Bát Hoang, cậu không thể khiêm nhường chút sao, sao cứ phải để Lâu Diêm Vương chú ý đến cậu. Công Tôn Hằng sắp khóc đến nơi, nếu Lâu Tử Phong biết Trần Bát Hoang là chồng chưa cưới của Âu Dã Tư Linh, nhất định sẽ giết chết cậu ta. Ngược lại, Trần Đức vẫn thờ ơ, bình tĩnh, cười híp mặt. Anh đang định nói thì Ưng Thanh Vũ ở một bên đột nhiên nói, anh ta là bạn của tôi, Lâu Tử Phong. Lẽ nào anh muốn ra tay với anh ta? Hửm. Lâu Tử Phong thu lại ánh mắt, sau đó mỉm cười, em gái Thanh Vũ, bạn của em tất nhiên anh sẽ không động đến, lần này, sẽ tha cho hắn. Nhưng có vài lời anh muốn nhắc nhở em, thân. Phận của em cao quý, không phải đám run rế nào cũng xứng làm bạn của em. Tôi muốn làm bạn với ai thì làm bạn với người đó, tôi cam tâm tình nguyện, Ưng Thanh Vũ nhãn mũi, rõ ràng. Cô ta không muốn giao lưu quá nhiều với Lâu Tử Phong, tự nhiên kéo cánh tay của Trần Đức, lôi anh đi ra ngoài, ở đây bức bối quá, này, chúng ta đi ra ngoài. Trần Đức cầm bình rượu, mỉm cười đi theo Ưng Thanh Vũ ra ngoài, anh biết Ưng Thanh Vũ lo lắng anh sẽ xung đột với Lâu Tử Phong, bị tổn hại, vì vậy vội vàng kéo anh rời khỏi đây. May mà anh cũng đi theo Ưng Thanh Vũ ra cửa, một là, tàng kinh các quá nhỏ không đủ để thi triển quyền cước. Hai là hôm nay anh chỉ muốn đấu với Âu Dã Tư Linh, còn về Lâu Tử Phong, sau này xử lý hắn cũng chưa muộn. Hai người đi ngang qua Lâu Tử Phong. Trong nháy mắt, sắc mặt Lâu Tử Phong không được tốt cho lắm, Ưng Thanh Vũ vậy mà lại bảo vệ một tên nhãi, lại có quan hệ tốt như vậy với một tên. Nhãi, hẳn có chút đố kỵ, lạnh lùng nói, anh kia, cho anh một lời khuyên, tránh xa Thanh Vũ một chút. Phải biết tự lượng sức mình, bằng không. Sẽ chết rất thảm, hiểu chưa? Trần Đức phớt lờ hắn, thậm chí còn không nhìn đến hắn, đã đi ra đến cửa tàng kinh các. Lâu Tử Phong càng không thoải mái, càng không vui, tên nhãi này vậy mà lại coi thường hắn. Nếu là bình thường, có thể vì Ưng Thanh Vũ, Hân vẫn có thể nhẫn nhịn, nhưng hôm nay, trước mặt nhiều người của Vô Song Môn như vậy, mặt mũi của Hân biết để vào đâu. Ngay lập tức, hắn lách mình, dùng tốc độ cực nhanh. Chặn trước mặt Ưng Thanh Vũ và Trần Đức. Hân trực tiếp coi thường Trần Đức, anh quỳ xuống. Lâu Tử Phong, anh làm cái gì hả? Ưng Thanh Vũ khuôn mặt nhỏ trắng trẻo cũng không chút suy nghĩ chặn Trần Đức ở phía sau, tôi nói rồi, anh ấy là bạn của tôi, anh không thể động vào. Thanh Vũ, em tránh ra, Lâu Tử Phong lạnh lùng nói, cũng vì là bạn em, hắn coi thường khiêu khích anh cũng không trực tiếp giết chết Hân đâu. Lâu Tử Phong, anh tránh ra. Ưng Thanh Vũ có chút nóng nảy, cô ta lo lắng Lâu Tử Phong nhận ra Trần Đức. Suy cho cùng, Trần Đức đã giết chết em trai Hân. Quỳ xuống, chỉ cần quỳ dập đầu mấy cái, mày có thể cút đi. Lâu Tử Phong dứt khoát không để ý đến Ưng Thanh Vũ, mà hắn nhìn chằm chằm Trần Đức, ánh mắt tràn đầy nhạo báng độc ác, không quỳ thì chỉ có chết. Quỳ đi, có thể quỳ dưới chân Lâu Diêm Vương là vinh hạnh của anh đấy. Lục Tử Ngang không nhịn được gầm nhẹ, hốc mắt đỏ bừng. Quá thực hắn ta không muốn có thêm rắc rối. Nữa, bây giờ gãy một chân rồi, hắn ta không muốn vì một Trần Bát Hoang mà xuất hiện vấn đề khác. Làm cống cũng vậy, hắn khuyên nhủ, quỳ xuống đi, trước giờ Diêm Vương đều nói chuyện giữ lời, chỉ cần anh quỳ xuống, anh ta sẽ không làm tổn thương anh đâu. Không sai,
anh còn đứng ngây ra đó làm gì, anh ngạo mạn thì có ích gì chứ, còn không phải cháu chấu trước mặt Lâu Diêm Vương. Mau quỳ xuống, chậm chạp cái gì? Nhanh lên chút, đừng làm hại bọn tôi. Các đệ tử của Vô Song Môn ở xung quanh lần lượt gầm nhẹ rồi thúc giục, bọn họ không hy vọng làm lớn chuyện. Lâu Diêm Vương cũng không phải nói chơi, một khi hắn nổi giận, có thể sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Bọn họ không muốn vạ lây đến mình. Nhưng Trần Đức làm như không nghe thấy, mặc kệ âm thanh xung quanh có vội vã thúc giục thế nào, anh vẫn bình tĩnh. Lâu Tử Phong, anh tránh ra. Ưng Thanh Vũ nổi nóng, cô ta trách mang Lâu Tử Phong, ngôn ngữ không hay. Lão Tử Phong không nhúc nhích, ánh mắt càng phát ra tia lạnh như băng, em gái Thanh Vũ, chỉ vì một con kiến hôi mà em dám đối nghịch với anh. Bất kể như thế nào, Lêu Tử Phong, nếu anh động vào anh ta, trước hết phải qua cửa ải này. Trên khuôn mặt thanh thuần của Ưng Thanh Vũ dâng lên một tia đỏ hồng, mang theo một mùi vị khác, ngực ưỡn thẳng ngăn trước người Trần Đức, linh khí trong cơ thể di chuyển, một quyền nâng lên, cô ta gào thét về phía Lâu Tử Phong. Lâu Tử Phong không hề tránh né, mặc cho một quyền của cô ta hạ xuống. Hai người chênh lệch quá lớn, một quyền của Ưng Thanh Vũ cách Lâu Tử Phong còn có nửa mét liền bị một luồng kinh khí vô hình ngăn lại. Bụp! Một tiếng rên vang lên. Ưng Thanh Vũ bị bức tường kia đàn hồi, liên tục thụt lùi 3-4 bước. Trần Đức nâng một bàn tay giúp cô ta gỡ lực xuống mới có thể ổn định thân hình. Em gái Thanh Vũ, đắc tội rồi. Lâu Tử Phong cười ngạo nghề, hân rất hài lòng với kết quả lần này. Diêm Vương, chuyện đến bước này, Công Tôn Hằng thân là viện trưởng không thể không đứng ra. Thân thể già nua dè dặt đi về phía trước, ông ta kính sợ nói. Tâu Diêm Vương. Không biết cậu còn nhớ tôi không? Ông là ai? Lâu Tử Phong hỏi, hiển nhiên là hắn không nhớ. Tôi là viện trưởng nội viện học viện Vô Song, tên Công Tôn Hằng. Công Tôn Hằng không nổi giận, Lâu Tử Phong không nhớ ra ông ta là chuyện rất bình thường. Diêm Vương, xin cậu nể mặt tôi, môn chủ Trực. Đã trên đường tới rồi, có chuyện gì? Bụp! Đột nhiên, Công Tôn Hằng còn chưa nói hết câu, Lâu Tử Phong trực tiếp đánh một quyền vào bụng ông ta. Một tiếng nặng nề vang lên, bỗng nhiên Công Tôn Hằng bay ngược đụng vào tường chẽn tàng kinh các, máu tươi ướt đẫm ngực, xuất hiện một lỗ máu. Tường sau lưng ông ta nứt ra từng khe hở, từng khối đá vụn rơi rào rào xuống rồi sụp đổ. Người trong sân đều chấn động, mồ hôi lạnh càng nhiều, vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Công Tôn Hằng bắp thịt căng cứng. Đây chính là Lâu Diêm Vương sao? Ngay cả viện trưởng nội viện cũng không chịu nổi một kích. Thậm chí ngay cả một câu cũng không thể nói trước mặt hắn. Trong tàng kinh các đã kiềm chế đến cực điểm. Rất nhiều người xuất hiện địch ý vô hình với Trần Đức, đều vì anh không quỳ xuống mới dẫn đến chuyện này xảy ra. Ông coi đây là trò vui há, báo tôi nể mặt ông. Có phải lâu rồi không đến Vô Song Môn nên các người coi thường hả, Lâu Tử Phong cười ác độc. Tiếp đó, Hân lại đưa mắt về phía Trần Đức, nói cực kỳ. Không kiên nhẫn. Ông đây hỏi mày lần cuối, quỳ hay không quỳ? Quả thật Trần Đức có chút hết nói nổi với Lâu Tử Phong. Đi lên liền bảo người ta quỳ xuống, loại kiêu ngạo tự phụ này đến từ đâu vậy? Quỳ. Cuối cùng, Trần Đức đã lên tiếng, chẳng ai ngờ nụ cười nơi khóe miệng anh càng sâu, độ cong ấy nhếch lén càng cao. Sau đó, anh nói không chút khách khí. Quỳ tê chán lắm, anh xem tôi là trò vui gì đấy? Giọng nói đột ngột vang lên. Giống như là gợn nước lan tràn khắp các ngõ ngách trong tàng kinh các, xông vào màng nhĩ của mọi người. Rõ ràng có thể thấy được trên ngàn đệ tử trong ngoài tàng kinh các lúc này sặc mặt hoảng sợ, mắt mở thật to, vẻ kinh hãi hiện ra vẻ bề ngoài. Đặc biệt là hai người Lục Tử Ngang và Lãm Cống Ớ trong khoảng cách gần thì càng bị dọa sợ đến mức dựng tóc gáy, da đầu tê dại, nổi da gà toàn thân, kinh hãi run sợ. Thi thế không đầu Cố Châu Thanh vẫn còn quỳ ở đây. Công Tôn Hằng vẫn đang bò xuống đất không dậy nổi. Chẳng lẽ Trần Đức không nhìn thấy mấy cảnh này sao? Vẫn chưa lĩnh ngộ ra sự đáng sợ của Lâu Tử Phong từ hai người bọn họ sao? Còn dám nói Lâu Tử Phong như vậy? Điên rồi. Điên hoàn toàn rồi. Lâu Tử Phong chân chính đứng trên đầu một nhóm người Côn Luân Hư. Diêm Vương vô cùng tàn nhẫn. Hân chính là vô địch Côn Luân Hư. Huống chi. Sau lưng Hân có Lâu Thiên Khung hùng mạnh. Còn có người canh giữ Côn Luân Hư Lêu Vạn Xuân lại càng mạnh hơn. Còn Trần Bát Hoang có cái gì?
Cỏ cái lông ý. Một tên nhãi đến từ giới thế tục, e rằng ngay cả lông cũng không còn. Anh dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với Lâu Diêm Vương Lâu Tử Phong, không khác nào kiến lay cây, lên núi đao, xuống chảo dầu. Đây không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết, mà là chịu chết, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa hết lần này tới lần khác chui vào. Thắng nhãi, dây kế tiếp Lâu Tử Phong nói, trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, tức giận, hung ác càng thêm đậm đà, một tia sát ý tỏa ra nồng nặc. Câu nói kia là mày nói với tao. Cậu Lâu, đúng lúc đó, một giọng nói già nua đột nhiên truyền tới. Bất chợt, từng bóng hình từ trên trời hạ xuống, sau khi rơi phía sau Trần Đức đã hoàn toàn chặn lại. Là Ngụy Vô Minh, còn có tám đại trưởng lão. Bọn họ chạy đến kịp rồi. Biết được Lâu Tứ Phong và Trần Bát Hoang ở đây, bọn họ đã tập hợp trước rồi cùng đến chỗ này. Bọn họ sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng may vẫn chưa xảy ra chuyện gì lớn. Ngụy Vô Minh nhìn xung quanh, chỉ có Châu Thanh chết, lão có chút an tâm. Lão sẽ trấn an và bồi thường cho người nhà của Châu Thanh thật tốt. Cậu Lâu, không biết cậu đã đến Vô Song Môn, không có đón tiếp từ xa, quả thực xin lỗi. Ngụy Vô Minh đã hơn 200 tuổi, ngày thường chức vị cao, nói chuyện vô cùng uy nghiêm, nhưng hôm nay cực kỳ ôn hòa, thậm chí trong giọng nói mang từng tia kính sợ. Bây giờ biết rồi vẫn chưa tính là muộn, Lâu Tứ Phong vần như trước, nói chuyện rất lạnh nhạt. Cậu Lâu, nơi này đông người phức tạp, không thích hợp nói chuyện, chi bằng chúng ta đối nơi khác đi, nói một chút về công việc chủ yếu hôm nay cậu tới đây, thế nào, Ngụy Vô Minh cố ý nói sang. Chuyện khác, muốn Lâu Tử Phong rời đi địch ý với Trần Đức. Đồng thời, Ngụy Vô Minh cũng không nói ra hôm nay lão tới làm gì, lo rằng Trần Bát Hoang sẽ nổi giận. Nói thật, lão rất coi trọng Trần Bát Hoang, cảm thấy tương lai của anh sẽ tha hồ phát huy tài năng. Tương lai không phải không có khả năng vượt qua sư huynh của lão là Trình Kiếm Phong. Lão muốn bảo vệ Trần Đức. Không đi. Lâu Tử Phong trực tiếp từ chối, không hề giảm đi chút hung ác nào. Ngụy Vô Minh, môn hạ đệ tử của ông nói tôi chẳng ra gì, ông đích thân ra tay hay đế tôi ra tay. Ngụy Vô Minh run lên, lão vội nói, cậu Lâu, môn hạ đệ tử của tôi không hiểu chuyên, người làm môn chủ như tôi dạy dỗ không đúng cách. Xin cậu Lâu tha thứ, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu. Thật xin lỗi, cậu Lâu. Lúc nói chuyện, thậm chí Ngụy Vô Minh còn cúi rạp cơ thể già nua xuống hành lễ với hẳn. Tám vị trưởng lão sau lưng thấy vậy cũng cúi người. Dù có ấn tượng với Trần Bát Hoang thế nào, từ đầu đến cuối bọn họ vẫn đúng cùng chiến tuyến với Ngụy Vô Minh. Đệ tử Vô Song Môn xung quanh đã hoàn toàn ngáy ngốc. Ngay cả môn chủ và tám đại trưởng lão cũng phải như vậy sao? Không hổ là Lâu Diêm Vương Lâu Tử Phong. Ngoài đám người ra, lão già Trình Kiếm Phong cũng run rẩy cả người, dường như rất tức giận. Nhưng cuối cùng, ông ta không nói được gì, chỉ thở dài. Côn Lưu Ản Hư. Cuối cùng vẫn là chỗ cá lớn nuốt cá bé, dùng. Thực lực đế nói chuyên. Tuổi tác có già, lý lịch có cao, thân phận lợi hại thì sao? Ở trước mặt thực lực mạnh mẽ, tất cả những thứ này đều là hư vò. Không có thực lực thì không có quyền lén tiếng. Ngụy Vô Minh khom người, Lâu Tử Phong không lên tiếng, lão cũng không đứng thẳng. Thực tế, trong lòng lão bây giờ rất khẩn trương. Dù nói nhà họ Lâu được xem như là kẻ thù của Vô Song Môn, nhưng dù là con cháu hậu duệ của kẻ thù đứng trước mặt, bọn họ cũng không dám nói nửa câu. Chuyện năm đó chỉ có thể nhớ trong lòng. Không dám nhắc tới. Lão chí hy vọng Trần Bát Hoang có thể tiếp tục sống, ngộ nhờ đến một ngày sẽ giúp bọn họ báo thù thì sao? Có thể bước lẽn 33 bậc, tất cả đều có khả năng. Lão thật sự rất coi trọng Trần Bát Hoang. Bây giờ lão không hy vọng chọc vào người không nên chọc. Ba người canh giữ Côn Luân Hư là Lâu Vạn Soản, Liều Tông Nguyên, Tư Mã Hồn. Ba gia tộc gần như nằm giữ toàn bộ Côn Luân Hư. Bọn họ là người canh giữ. Danh như ý nghĩa, người canh giữ chính là người bảo vệ Côn Lưu Ản Hư, trấn áp tất cả gia tộc, thế lực và tài phiệt ở Côn Luân Hư. Đồng thời tuyến chọn từ trong đó một vài người thực lực cao và thiên phú mạnh, giao phó cho bọn họ tư cách tiến vào Vân Tiêu Giới. Người có thực lực mạnh nhất trong toàn bộ Côn Luân Hư chính là bọn họ. Quyền lợi chính là cao nhất. Tất cả các thế lực lớn, đại tông tộc, thế phiệt ở Côn Luân Hư phải nhìn ánh mắt của bọn họ mà làm. Việc
Đắc tội bọn họ thì tương đương với một chữ. Chết. Xin cậu Lâu tha thứ, cậu Lâu, thật xin lỗi, lại một lần nữa, Ngụy Vô Minh nặng nề mở miệng. Ha, một tên đệ tử nhó nhoi lại đáng cho mấy người làm như vậy, xem ra. Các người rất coi trọng Hân. Lâu Tử Phong đắc ý ngạo nghễ nói, nếu như vậy, ông đây cố gắng nhìn vào mấy người già như các ông, có thể cho Hân thêm một cơ hội. Thằng nhãi. Lưu Tử Phong mang theo ánh mắt hung ác lại một lần nữa đặt lên người Trần Đức, lời nói vô cùng ác liệt và bức người. Nể tình mấy người bọn họ và em gái Ưng Thanh Vo, cậu đây cho mày một cơ hội. Tao hỏi mày một câu, vừa rồi lời mày nói có phải nói với tao không? Lưu Tử Phong vừa nón ra lời này. Đám người Ngụy Vô Minh thở phào. Cuối cùng đã giải quyết được chuyện này. Tiếp theo, chỉ cần Trần Đức nói một câu không phải, chuyện như vậy sẽ qua đi. Vừa giữ được mặt mũi cho Phong Tử Lâu, Trần Đức lại có thể sống tiếp. Mặc dù hơi bực bội một chút, nhưng có thể tiếp tục sống vẫn là may. Mau trả lời, Ngụy Vô Minh thấp giọng nhắc Trần Đức, nhưng lại không có nói tên anh. Lão không dám nói, lo lắng Lâu Tử Phong nghe thấy ba chữ Trần Bát Hoang, nếu hắn biết được anh là hôn phu của Âu Dã Tư Linh, từ đó sẽ tăng thêm mâu thuẫn. Lời vừa rồi của tôi không phải nói anh, một lát sau, Trần Đức mở miệng. Nhưng tiếp theo tôi lại muốn nói với anh mấy câu. Ha ha! Sợ rồi, yếu rồi hả? Thế này mới đúng chứ? Đây mới giống tính cách của đám rác rưởi Côn Luân Hư đúng không? Lâu Tử Phong hài lòng gật đầu. Tốt lắm, mày muốn XLN lỗi tao sao? Nói đi, tao rửa tai lưng nghe. Trần Đức cầm vò rượu trong tay lén rồi uống một hớp. Đột nhiên, anh nhìn thẳng Lâu Tử Phong rồi nói. Anh hãy nghe cho kỹ. Tôi muốn nói, anh là một kẻ ngu ngốc, siêu cấp ngu ngốc, chỉ dựa vào anh mà cũng muốn tôi quỳ xuống, đi tiểu cũng phải chú ý đến mình. Anh là cái thá gì thế? Chẳng bằng cái mẹ gì cả. Không biết giả bộ, lại còn vẫn dám giả bộ ở trước mặt Trần Bát Hoang tôi, thứ chó má như anh, ông đây tùy ý tát một cái cũng có thể chết dễ dàng. Bây giờ anh không phải rất khó chịu sao? Thứ hàng như anh còn muốn làm người đàn ông của Âu Dã Tư Linh. Cút ra xa đi được không? Đừng làm xấu hổ mất mặt mình nữa. Trần Bát Hoang tôi mới là hôn phu của Âu Dã Tư Linh. Anh không phục, cần tôi. Một chàng chửi rủa châm chọc vang lên. Nhất thời. Tất cả mọi người hoàn toàn ngây ngấn, kinh hoàng và sợ hãi. Thân hình như pho tượng, không nhúc nhích, hô hấp đều ngừng lại. Giống như toàn bộ không gian dừng lại vậy. Ngụy Vô Minh vừa thở phào, nét mặt già nua lập tức đọng lại. Hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run lấy bẩy. Phụt. Một giây kế tiếp, vết thương bên trong Ngụy Vô Minh bị cách đố một ngày lại khạc ra một hớp má ấp. Môn chủ. Môn chủ. Đám người đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão vội vàng vây đến, vẻ mặt từng người mang theo vẻ quan tâm cùng tức giận. Đặc biệt là nhị trưởng lão, ông ta hận không thể lập tức giết Trần Bát Hoang. Đáng chết. Vô song môn bảo vệ anh như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác không biết điều mà đi chọc phải tên Diêm Vương kia? Mẹ nó chứ anh tưởng mình là ma vương hả? Toàn thân nhị trưởng lão Đinh Nghi run rẩy, gần như muốn giải phóng sát ý, ngoài ra có hai ba vị trưởng lão cũng như vậy, hận không thể giết Trần Bát Hoang. Ưng Thanh Vũ cũng cực kỳ kinh ngạc, nãy giờ Trần Đức không hé răng nói gì, cô ta vốn tưởng rằng anh không muốn đắc tội với Lâu Tử Phong. Ai ngờ không mở miệng thì thôi. Vừa mở miệng thì làm người ta kinh ngạc. Dù ngày thường cô ta càn quấy, thích gây chuyện, nhưng cũng không có lả gan lớn như Trần Đức. Lâu Tử Phong không dè chọc đâu, nhưng, tên khốn kiếp, nế tình con người anh không tồi, dù phái vận dụng luồng sức mạnh kia tôi cũng sẽ cứu anh. Đôi mắt to của Ưng Thanh Vũ lóe lên ánh sáng, nộ ồ tâm tự lấm bấm. Trần Bát Hoang là người đàn ông đầu tiên cho cô ta cảm giác an toàn, mặc dù hơi khốn nạn. Nhưng cuối cùng Vân Đế lại giấu vết không thể xóa nhòa trong lòng cô ta. Lúc này hai người cách nhau rất gần, cô ta có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt chẽn người Trần Đức, thậm chí có thể cảm nhận được sự ấm áp của người đàn ông trưởng thành. Trong thời điểm gươm súng sẵn sàng này, lần đầu tiên nội tâm cô ta xuất hiện từng tầng rung động. Chắc mình sẽ không thích tên khốn kiếp này đâu, Ưng Thanh Vũ thầm nghĩ. Ha, ha ha, cùng giây đó. Một chàng cười ngửa mặt lên trời bỗng nhiên truyền ra, là Lâu Tử Phong, Hân giận dữ cười ngược lại, da thịt trên mặt và cơ bắp trên người đều run lên. Bần bật,
một luồng khí tức cuồn cuộn nổ tung giống như thuốc nổ theo nụ cười của hắn. Nhất thời, sắc mặt rất nhiều người tái nhợt, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Đây chỉ là một luồng khí tức. Khí tức thuộc về cường giả kim đan kỳ. Sau ba tiếng cười to. Tiếp đó, Hân nhìn chằm chằm vào Trần Đức, Trần Bát Hoang, chúng ta thật có duyên, không ngờ lại đụng phải mày ở chỗ này. Rất tốt. Giọng hắn bỗng nhiên dương cao. Một tốt chữ rơi xuống. Rõ ràng có thể thấy được. Hân động đậy rồi. Bước ra một bước. Có thể nhìn thấy rõ ràng, không gian trước mặt hẳn vì một bước kia mà bị đạp vỡ. Giống như mạng nhện, xuất hiện từng vết nứt. Đồng thời, bóng dáng quỷ quyệt của hẳn cúi xuống, không gian đột nhiên vỡ vụn, bụi bay cuồn cuộn, tản ra hai bên. Hân cách Trần Đức 3-4 mét. Nhưng, chỉ trong 1% hơi thở, hắn đã tới bên cạnh Trần Đức. Ngụy Vô Minh và 8 đại trưởng lão đứng chính giữa, không ai có thể ngăn cản được hắn. Ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Giữa lúc linh lực nổ tung, Lâu Tử Phong ra tay, một tay hắn thành quyền giống như ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lọi, ánh sáng màu xanh nhức mắt, một bàn tay khác là trường, như một vầng trăng sáng, cùng tương phần rực rỡ. Không biết hắn dùng võ kỹ gì, hai bàn tay giống như hóa thành khí lực vô địch, trong lúc bơi đến cất không gian thành từng đường vết nứt. Cùng lúc đó, toàn thân hẳn hoàn được linh khí màu xanh bao bọc, ánh sáng sâu kín cực kỳ đậm, giống như một ngọn lửa màu đen. Nhìn từ xa, hắn giống như một Diêm Vương dáng thế rất kinh khủng, sát khí ác liệt. Giơ tay nhấc chân, xé không gian, sóng gợn từng trận. Hắn, Hân còn mạnh hơn 5 năm trước, mí mắt Ngụy Vô Minh không ngừng nháy, lão dâng lên một cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt. 5 năm trước, lão còn có thế ngang bằng với Lâu Tử Phong. Mà bây giờ đừng nói là ngang bằng. E rằng lão liên thủ với 8 đại trưởng lão cũng chưa chắc là đối thủ của Lâu Tử Phong. Người này, thiên phú quá mức yêu nghiệt, thậm chí còn bá đạo hơn so với Lâu Thiên Khung và Lâu Vạn Xuân lúc còn trẻ. Ngụy Vô Minh và 8 đại trưởng lão cùng kinh. Hãi, miệng môi khô khốc, hàm răng cần chặt, dáng vẻ như sắp cân gãy cả răng. Bọn họ muốn cứu Trần Bát Hoang, nhưng cũng bất lực. Với trình độ của bọn họ, trong thời gian ngắn như vậy căn bản không làm được. Quả thật không tệ, cảm nhận thấy thực lực mạnh mẽ của Lâu Tử Phong, Trần Đức cũng đánh giá một cẩu. Nội tâm anh có chút kinh ngạc. Thực lực chân chính của Lâu Tử Phong có thể nói vượt quá xa sức tưởng tượng của anh, loại trình độ đáng sợ này hoàn toàn vượt qua phạm vi võ giả Côn Luân Hư. Có thể nói Lâu Tử Phong lúc này hoàn toàn không có khuyết điểm, Hân giống như con nhím, toàn thân đều là gai, có khả năng tấn công và phòng thủ cùng lúc ở bất cứ chỗ nào. Nhưng, Trần Đức cũng chỉ có chút ngạc nhiên, chỉ thế mà thôi. Lâu Tử Phong thực sự không tệ, nhưng anh cũng không kém. Hai mắt Trần Đức híp lại, nhìn thấy nắm đấm càng lúc càng gần, anh cũng lặng lẽ chuyển vận âm dương kinh, chuẩn bị đánh trả. Cheng! Chính vào lúc này, đột nhiên một tiếng kim loại va chạm vang lên. Giữa trời đất xuất hiện luồng sáng màu tím, một thanh kiếm đột nhiên, không chút báo trước xuất hiện trong không gian quét ngang trước mặt Trần Đức, ở đầu kia của thanh kiếm là một cô gái mặc đồ trắng, tóc dài đến thắt lưng. Xinh đẹp động lòng người, cô gái giống như tiên dáng trần, cô ta vừa xuất hiện, nhiệt độ của không gian này đã giảm xuống cực điếm, rất lạnh giá, cảm giác lạnh giá lan ra, đồng thời, một quyền của Lâu Tử Phong rơi xuống lưỡi kiếm. Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển, một luồng ánh sáng chói lọi xen lẫn với tiếng sấm sét ầm ầm vang lẻn, đinh tai nhức óc. Năng lượng đáng sợ giống như phản ứng tổng hợp hạt nhân ngay lập tức tỏa ra, tàng kinh các lung lay sắp đổ. Vù. Một chùm ánh sáng lập lòe, phía trên tàng kinh các hiện ra các đường vân, đó là sức mạnh của trận văn ấn bên trong nó, chống đỡ những chấn động, mới có thể không bị đổ. Các đệ tử vô song môn từng người một bị văng ra ngoài, bị thương nặng máu chảy ròng ròng. Vù vù. Có thể thấy rõ thân trường kiếm ở trước mặt Trần Đức bị chấn động rung lên. Bóng dáng xinh đẹp phía sau thân kiếm, sắc mặt tái nhợt, ho ra một ngụm máu đỏ tươi đến chói mắt. Liên tục lùi về phía sau hai bước. Cùng lúc đó, Lâu Tử Phong cũng ngã bay ra phía sau, liên tục lùi ra sau mười mấy bước, nhưng hắn không bị thương, đôi mặt như loài rắn rết nhìn chằm chằm cô gái mặc đồ trắng. Âu Dã Tư Linh. Người đến không phải ai khác chính là người mạnh nhất vô song môn, Âu Dã Tư Linh. Tư Linh, sao con lại đến đấy,
Vu Thu Yến vô cùng kinh ngạc, trước khi bà ta rời Đính Vân Hà, đã dặn đi dặn lại con bé không được xuất hiện cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Tư Linh, Tư Linh. Ngụy Vô Minh cùng các trưởng lão đều ngây người chăm chú nhìn Âu Dã Tư Linh, một vài đệ tử nhìn thấy cô ta gần như không thể rời mắt, cô ta quả thực quá xinh đẹp, giống như hoa thủy tiên, thánh thiện không vướng bụi trần, giống như tiên nữ Quảng Hàn đến nhân gian, được bao phủ bởi linh khí màu tím, vẻ đẹp của cô ta khiến người ta nghẹt thở. Kim Đan Kỳ, cũng là Kim Đan Kỳ. Nhìn chằm chằm Âu Dã Tư Linh, sau cây SL hít thở vài hơi, Lâu Tử Phong mở miệng, giọng nói uy nghiêm đáng sợ, đầy đố kỵ, thậm chí là căm hận. Âu Dã Tư Linh, đến cô cũng muốn giúp hắn. Đúng. Âu Dã Tư Linh không nhiều lời, mặc dù đã bị thương nhưng cô ta vẫn đứng giữa Trần Bát Hoang và Lâu Tử Phong, tay cầm trường kiếm, linh lực cuồn cuộn. Tại sao? Lâu Tử Phong không hiểu. Dựa vào cái gì? Tại sao? Ngụy Vô Minh và các trưởng lão của Vô Song Môn đứng về phía Trần Bát Hoang cũng thôi đi, Ưng Thanh Vũ giúp Trần Bát Hoang cũng chẳng có gì, tại sao Âu Dã Tư Linh cũng đứng về phía Trần Bát Hoang? Hắn không hiểu, hắn thực sự không hiểu. Xét về thân thế, cảnh giới, thực lực, ngoại hình, hẳn thua kém Trần Bát Hoang ở điểm nào chứ? Hân đầy ghen ghét, phẫn hận cùng khó hiểu, trong lồng ngực giống như có một con bò đang húc điên cuồng. Đôi mặt trở nên đỏ au, giống như Diêm Vương đến nhân gian sát phạt, khiến người ta kinh hãi. Hân nghi hoặc, Trần Đức cũng rất bất ngờ, thành thật mà nói, anh chưa từng nghĩ Âu Dã Tư Linh sẽ xuất hiện, thực sự vô cùng bất ngờ. Bởi vì, anh ta là chồng chưa cưới của tôi, Âu Dã Tư Linh mặt không chút thay đổi, lời nói bình tĩnh mà dửng dưng như đang nói một chuyện rất bình thường. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, Trần Bát Hoang là chồng chưa cưới chính thức của cô ta, mặc dù chưa qua sự đồng ý của cô ta. Nhưng, cô ta là một người giữ chữ tín, quen với nếp sống cũ. Hắn xứng sao? Lâu Tử Phong gần như sắp phát điên, sắc mặt hung dữ, vặn vẹo, khí tức cuộn trào, áo bung ra, lộ ra cơ bắp dần chắc như nham thạch, bóng láng sắc lẹm khiến người ta sợ hãi. Xứng. Đôi môi đó mỏng của Âu Dã Tư Linh khẽ hé mớ, nhàn nhạt nói ra một chữ. Cô ta không nói nhảm, càng không phải nói dối. Lâu Tử Phong, khoảng thời gian này, cô ta đã quan sát Trần Bát Hoang, mặc dù, sức mạnh hiện tại của Trần Bát Hoang thấp một chút, nhưng, anh ta xứng, thực sự xứng. Dù là tu dưỡng tài năng hay tính cách, phẩm giá đều là sự lựa chọn tốt nhất để làm chồng cô ta, trong những ngày bí mật quan sát này, cô ta không khỏi cảm thấy có chút động lòng. Thậm chí, chính bởi vì động lòng, mấy ngày gần đây, cô ta thậm chí còn có dấu hiệu đột phá Kim Đan Kỳ. Loại dấu hiệu này khiến cô càng cảm thấy Trần Bát Hoang có lẽ là người đàn ông định mệnh của cô ta. Được, được Lâm, mẹ kiếp, con đàn bà thối tha, cô với người đàn ông của cô cùng đi chết đi. Lúc này, Lâu Tử Phong hoàn toàn bùng nổ, linh lực màu xanh giống như cơn lốc xoáy quét qua, không gian bùng nổ, Kim Đan Kỳ, cửu trọng. Hắn thật sự là Kim Đan Kỳ cửu trọng, cảnh giới hoàn toàn giống với Âu Dã Tư Linh. Sau một tiếng hét lớn, Hân liền di chuyển. Cơ thể nhanh như chớp, không gian vỡ vụn, kèm theo từng đợt sấm sét nổ vang, ra tay bất ngờ. Ầm. Lần này, Hân càng hung bạo hơn, niết ấn trong tay, thi triển võ công, cánh tay vung vẩy, linh khí phía sau tạo thành một con vượn khổng phô cao 5-6 mét, cùng hắn đánh xuống một quyền, trong lòng bàn tay hội tụ đủ loại sấm sét, nghiền nát tất cả, quét sạch tất cả. Long cong. Âu Dã Tư Linh nheo mắt lại, cơ thể giống như chim nhạn. Bóng hình xinh đẹp chuyển động, đoán ra được bước chân quái dị, trường kiếm long ngâm trong tay phát ra những tiếng rít, đinh tai nhức óc, giống như rồng thét. Ầm. Âu Dã Tư Linh bay lên chẽn không, đối mặt với một quyền đó, trực tiếp đáp trả. Vù vù. Trường kiếm giao tranh, giống như có ý thức tự chủ, cố gắng hết sức chống đỡ Lâu Tử Phong, giữa những bóng kiếm lấp lánh, không biết đã ra bao nhiêu chiêu thức. Leng keng. Ngay sau đó, con vượn khổng lồ tiêu tan. Trên da Lâu Tử Phong xuất hiện vài vết thương dài, máu tươi chảy ra, nhưng, một quyền của hắn vẫn mạnh mẽ rơi trên đỉnh đầu Âu Dã Tư Linh, một tiếng bịch trầm thấp vang lên, Âu Dã Tư Linh bị đánh bay như diều bị đứt dây. Ha ha! Lâu Tử Phong cười ác độc, không đợi Âu Dã Tư Linh ngã xuống, hắn đã nhảy vọt lên không trung, giơ cao chân đạp Âu Dã Tư Linh. Răng rắc! Tiếng xương gãy vang lên, mặc dù Âu Dã Tư Linh đã chặn lại nhưng xương thắt lưng của cô ta đã bị gãy, nặng nề rơi xuống đất,
tạo thành một hố sâu. Đây chính là trận chiến giữa các kim đan kỳ sao, Lâm Cống mở to mắt, nhìn không chớp mắt vào sức mạnh hủy diệt đáng sợ đó, bị chấn động đến mức khó nói thành lời. Bọn chúng dù có kiêu ngạo, tài giỏi đến đâu, đối mặt với những người có tạo năng thiên phú như Âu Dã Tư Linh, Lâu Tử Phong cũng chỉ là một đám run rế, khoảng cách quá lớn. Tư Linh, Ngụy Vô Minh, Phù Thụ Yến và các trưởng lão khác đều kinh hãi, mặc dù Âu Dã Tư Linh rất mạnh, nhưng người mà cô ta đối mặt lại là Lâu Tử Phong. Cùng một cảnh giới, nhưng sức mạnh chênh lệch không hề nhỏ. Chỉ một chiêu, Âu Dã Tư Linh đã thua. Cô ta nằm dưới đất cố gắng gượng dậy, nhưng vừa đứng lên lại ngã xuống. Ngụy Vô Minh và các trưởng lão vô cùng đau. Lòng chạy đến bẽn cạnh cô ta, sư phụ Vu Thu Yến của cô ta gần như sắp khóc. Âu Dã Tư Linh, tôi không có được cô, cũng đừng ai nghĩ có được cô. Trong nháy mắt, Lâu Tử Phong lại đánh tới. Lúc này, hắn biến bàn tay thành đao, từ trên trời giáng xuống, thần quang chói mắt quét qua hư không, không gian phát ra tiếng vù vù run rẩy, khí tức cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt khóa chặt lấy Âu Dã Tư Linh. Lẽn, Ngụy Vô Minh hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi, tiên phong đứng trước Âu Dã Tư Linh, đồng thời, Phù Thu Yến cũng đứng ra. Bà ta và Ngụy Vô Minh là hai người đứng gần Âu Dã Tư Linh nhất, cũng là hai người duy nhất có thể giúp cô ta. Vô Song Quyền. Hai người đồng thời hét lên một tiếng trầm thấp, trực tiếp thi triển một trong những chiêu thức của võ kỹ hoàng giai của Vô Song Môn, bùng phát mãnh liệt mang theo tiếng ầm ầm chặn lại Lâu Tử Phong. Răng rắc, một. Ngay sau đó, cả hai đều ngã xuống đất. Có thể thấy rõ, nắm đấm của bọn họ đã bị biến dạng, bóp méo, lờ mờ có thể nhìn thấy xương. Trong cả quá trình, bọn họ căn bản không chạm được đến Lâu Tử Phong. Trực tiếp bị lĩnh lực của Lâu Tử Phong làm cho chấn động. Khoảng cách giữa bọn họ thực sự quá lớn, lớn đến mức không thể chạm vào góc áo của đối phương. Ngụy Vô Minh, Phù Thụ Yến và mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, Lâu Tử Phong giống như Diêm Vương thực sự, có thể phán quyết tính mạng của mọi người. Lúc này, ngay cả Ngụy Vô Minh cũng cảm thấy có chút hối hận, có phải không nên bảo vệ Trần Bát Hoang không? Cái giá như này, thật sự quá lớn. Lâu Tử Phong đã đến trước mặt Âu Dã Tư Linh, cười đáng sợ như đến từ địa ngục, con đàn bà thối tha, không phải cô muốn bảo vệ người đàn ông của cô sao? Nhìn xem người đàn ông của cô, hắn đang... làm gì? Hắn đã sợ đến phát ngốc rồi. Tên bỏ đi đó dựa vào cái gì mà có thể khiến cô bảo vệ hắn? Đáng tiếc, thật đáng tiếc người con gái xinh đẹp thuần khiết như cô vậy mà lại là một người mù, ha ha. Chạy mau, Âu Dã Tư Linh nhìn Trần Đức, đôi môi đỏ mỏng khẽ động, khó khăn nói ra hai chữ. Chạy, chỉ dựa vào hắn, một tên vô dụng rác rưởi chỉ biết núp sau lưng người khác, núp sau lưng phụ nữ. Hắn có tư cách chạy sao? Chỉ đáng tiếc, Âu Dã Tư Linh, cô không được nhìn thấy tôi giết Hân, cô yên tâm chấm sau khi cô chết, Hân sẽ sớm đi xuống địa ngục với cô thôi. Nói xong, sức mạnh bàn tay của Lâu Tử Phong tăng lên. Chưng đao đánh xuống mang theo uy lực không gì sánh bằng hướng thẳng về phía cổ Âu Dã Tư Linh, đôi mắt trong veo của Âu Dã Tư Linh nhìn chằm chằm vào trường đao, không hề nhắm mã, ngây người nhìn nó càng lúc càng gần. Chị Tư Linh, Ưng Thanh Vũ hoảng hốt hét lên một tiếng, lập tức chuẩn bị dùng sức mạnh đó trong cơ thể, nhưng... đúng vào lúc này, một con gió nhẹ chợt thổi qua mặt cô ta, bất ngờ, Trần Đức ở bên cạnh cô ta không biết đã biến mất từ lúc nào. Chưa đầy một phần 10 giây, thân ảnh của anh đã đến trước mặt Âu Dã Tư Linh. Nhanh! Nhanh đến kinh người! Nhanh đến mức, ngoại trừ Ưng Thanh Vũ, không ai kịp phản ứng lại. Ngay cả Lâu Tử Phong cũng không cảm nhận được bên cạnh mình có một người khác, khóe miệng cười ác độc giễu cợt, muốn giết chết Âu Dã Tư Linh. Chỉ là, ngay khi lòng bàn tay hắn sắp chạm đến Âu Dã Tư Linh, đột nhiên, cánh tay bị người khác túm lấy. Bàn tay đó... giống như một chiếc kìm sắt, bất ngờ kẹp lấy. Rực rác, một cơn đau truyền đến, cánh tay của Lâu Tử Phong bị đứt rời. Đúng vậy, bị siết đứt, lôi xuống. Vốn đang chờ chết, Âu Dã Tư Linh kinh ngạc nhìn đến bóng dáng cao lớn bình tĩnh đó, sững sờ giống như đang nằm mơ, Trần Bát Hoang lôi đứt cánh tay Lâu Tử Phong. Làm sao có thế? Không thể nào. Ảo giác sao? Cân nhẹ đầu lưỡi, một cơn đau đớn truyền đến. Âu Dã Tư Linh phát hiện đẩy không phải là mơ, càng không phải là ảo giác. Lâu Tử Phong vẫn chưa định thần lại, sững sờ phát hiện tay của hắn biến mất không rõ tại sao, không thấy nữa.
Sau đó, kinh hãi nhìn thấy máu tươi nhỏ trên đất, tay Hân bị đứt rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bị đứt dễ dàng như vậy? Thậm chí, hắn không cảm thấy được bất kỳ đau đớn nào. Đứt, chỉ là việc trong nháy mắt. À, một lúc sau, một cơn đau thấu tim đột nhiên ập đến toàn thân, không kìm nổi, Lâu Tử Phong hét lên một tiếng cực kỳ bi thảm, tê tâm liệt phế, vô cùng chói tai. Hân nhìn thấy Trần Bát Hoang, tay của Hân ở dưới chân Trần Bát Hoang. Trong con người hung ác hiện lên thân ảnh cao lớn của Trần Bát Hoang, Tân Mật nhìn thấy Trần Đức giơ chân lên. Xì, cánh tay đó của Hân đã biến thành một vũng máu thịt. Sau đó, Trần Bát Hoang trầm ngâm, mang theo giễu cợt nói, Lâu Diêm Vương. Chỉ với thực lực rác rưởi như này, cũng có mặt mũi dùng danh hiệu Diêm Vương. Trần Bát Hoang, Ngụy Vô Minh, tám vị trưởng lão và tất cả đệ tử trong tàng kinh các lúc này đều đớ hoàn hồn lại. Tảm trạng của mọi người chấn động đến cực điểm, tim đập thình thịch, không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng vào thời khắc quan trọng, vậy mà lại là Trần Bát Hoang ra tay cứu giúp. Anh không phải là võ giá Linh Hà Ô Kỳ sao? Phù! Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi, Trần Đức lại ra tay, không dùng đến một chút võ kỹ nào, thậm chí linh lực cũng không có, trực tiếp đánh ra một quyền, tốc độ của anh quá nhanh, Lâu Tử Phong căn bản không có thời gian để né tránh, giống như một ảo ảnh, dưới nắm đấm của anh phát ra tiếng ầm ầm, nắm đấm cuồng bạo dứt khoát, lúc đánh xuyên qua không gian, có thể thấy rõ không gian xung quanh hóa thành bột mịn, còn xuất hiện từng đợt hư không hỗn loạn, rít gào không dứt. Lúc này, anh giống như thiên thần, giống như chiến thần, giống như ma vương. Áo choàng phấp phới, cuồng phong rít gào. Lâu Tử Phong, anh biếu diễn lâu như vậy, giờ đến lượt tôi, Trần Bát Hoang tùy tiện lên tiếng, trong nháy mã, một quyền chuẩn xác đánh lên trên người Lâu Tử Phong, ngực Lâu Tử Phong bị xuyên qua, máu thịt cùng xương cốt cùng vỡ vụn, hóa thành vũng bùn, ào ào chảy ra. Cút! Cũng vào lúc này, Lâu Tử Phong cuối cùng cũng hoàn hồn, hắn không hổ là thiên tài võ đạo, là cháu cố người canh giữ, nếu là người khác, đối mặt với một quyền này của Trần Đức, sớm đã choáng váng, không biết phải làm sao, thậm chí là chết. Nhưng hắn cuối cùng cũng định thần lại, hét lén một tiếng chấn động bầu trời, cơ thể hắn lùi về phía sau, cùng lúc đó, ánh sáng trong mắt bùng nổ, khắp cơ thể linh lực màu xanh cuồn cuộn dâng trào, hình thành các lớp áo giáp, hoàn toàn quấn quanh. Đó chính là võ kỹ của nhà họ Lâu. Thanh Huyền Y, lấy linh lực làm vỏ bọc, ngưng tụ thành áo giáp. Võ kỹ này là võ kỹ có tính phòng ngự mạnh nhất của nhà họ Lâu, từ nhỏ hắn đã bắt đầu luyện, nhưng cho dù tư chất của Hân xuất sắc, vượt qua rất nhiều võ giả, luyện tập đã 20-30 năm cũng chỉ ở mức sơ cấp. Có điều, cho dù là mức sơ cấp cũng rất khủng bố, có nó cho dù cả tỷ tấn sức mạnh rơi xuống cũng không làm hắn bị thương. Sau khi thi triển võ kỹ phòng ngự, bước tiếp theo đương nhiên là tấn công, Hân dùng một tay niết ấn, bước chân múa may, cùng lúc đó khắp người Hân xuất hiện những ánh sáng huyền áo, khí tức của hắn càng thêm tràn đầy, ngưng kết lại. Một cỗ khí tức hủy diệt vây chặt bốn phía, không gian xung quanh đột nhiên sụp đổ, có hiện tượng đứt gãy. Mà điều này, mới chỉ là bắt đầu. Khi hắn sắp thi triển xong ấn ký, bồng chốc, một ảm thanh vang dội như tiếng sấm sét phát ra từ trên cơ thể Hân, âm thanh cuộn trào giống như một cơn sóng thần, mở rộng lan tràn ra khắp nơi. Phụt! Trong nháy mắt, những đệ tử vô song môn ở xung quanh đều run rẩy, hàng ngàn đệ tử cùng lúc phun ra một ngụm máu. Âm thanh cuộn trào, thậm chí còn lớn hơn cả tiếng sấm sét, tràn ngập bao trùm toàn bộ đỉnh Thiên Huyền. Vô số đệ tử vô song môn nôn ra máu. Bịt lồ tai, sặc mặt xanh xao, ôm đầu hét lớn. Âm thanh quá khủng khiếp, cộng với tâm trạng của bọn họ, hầu hết mọi người đều không thể chịu đựng được. Hai người Lục Tử Ngang và Lâm Cống đứng khá gần, còn bị văng ra xa hơn 100 mét. Chạy, mau chạy! Ngụy Vô Minh hét lớn. Một chiêu này của Lâu Tử Phong ảnh hưởng quá lớn đến tinh thần, nếu tiếp tục ở lại đây, có thể sẽ đế lại thương tật cả đời. Ngay lập tức, các đệ tử của vô song môn cuống cuồng chạy đi, chạy thật xa. Trần Bát Hoang, mày có thể chết rồi, một võ giả linh hải kỳ còn con có thể khiến tao sử dụng võ kỹ thượng thừa của nhà họ Lâu, mày cũng đủ kiêu ngạo rồi. Cuối cùng, Lâu Tử Phong niết ấn, tóc bay tán loạn, khí tức tăng hơn một bậc, ánh sáng mờ tối chiếu ra bốn phương tám hướng, ánh sáng xám xanh khiến trời đất xám xịt,
giống như miệng hùm bao trùm lấy Trần Đức, chiếm đoạt lấy. Vào lúc này Trần Đức chỉ cảm thấy cơ thể của mình như bước vào lò lửa, năng lượng tàn phá vô hạn đang cố gắng làm tan chảy anh. Ánh mắt Trần Đức dùng lại một chút, không hề báo trước, đột nhiên linh lực bộc phát, trực tiếp được một tầng ánh sáng màu vàng bao bọc lấy. Giống như mặt trời chói chang, vô cùng rực rỡ, một loại khí tức cao ngạo không gì sánh được đột nhiên xuất hiện, đồng thời, bàn tay Trần Đức khẽ động kiếm tâm kiếm long ngâm liền xuất hiện. Kiếm linh hoan. Quát một tiếng trầm thấp, kiếm trong tay Trần Đức lập tức phân tán, giống như tiên nữ tung hoa, xuất hiện chi chít không rõ căn cứ. Đó là những ảo ảnh, nhưng cũng là những thanh kiếm thực sự, mỗi thanh kiếm đều có sức sát thương nhân hao. Xì. Một thanh kiếm rơi xuống, hàng trăm ngàn thanh kiếm cũng theo đó rơi xuống. Ngay lập tức, Lâu Tử Phong bị nhấn chìm, cho dù thanh huyền y của hắn cũng không bảo vệ được hẳn. Bởi vì, Trần Đức đã dùng toàn bộ sức mạnh. Với khả năng vượt qua chính mình, kim đan nhất trọng của anh có sức chiến đấu mạnh mẽ và dữ dội hơn so với kim đan cửu trọng. Trần Đức dùng toàn bộ sức mạnh của mình, cho dù vượt qua chín thiếu cảnh giới, vẫn vượt xa Lâu Tử Phong. Tấn công của hắn, phòng ngự của hắn, mọi thứ của hắn, trước mặt Trần Đức căn bản không chịu nổi một đòn, không đáng nhắc đến. Sức mạnh dễ như trở bàn tay, hủy diệt mọi thứ, trấn áp mọi thứ. Ma Vương đấu với Diêm Vương gần như áp chế 1000%. Kiếm rơi. Thập. Lâu Tử Phong bị chém đút ở giữa. Vô số tia sáng. Âm thanh, tại lúc hắn bị chém nứt đều biến mất không còn sót lại chút gì. Đột nhiên, đỉnh Thiên Huyền khôi phục lại yên tĩnh, Lâu Tử Phong bị thương tổn nặng nề. Sức sống của hắn quá ngoan cường, cho dù là lúc này, Hân vẫn còn thở, sắc mặt xanh xao nằm trên đất, sự kiêu ngạo thách thức trong mắt Hân sớm đã biến mất, thay vào đó chỉ có sự tuyệt vọng. Vô cùng tuyệt vọng, Trần Bát Hoang có thể giết hẳn. Tạ ý sao một kẻ sinh ra lớn lẽn trong cõi thế tục lại mạnh như vậy? Cơ thể hắn run rẩy, máu không ngừng tuôn ra. Lâu Tử Phong ngoài tuyệt vọng còn cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi sâu sắc mãnh liệt đến từ cái chết. Bởi vì, Trần Bát Hoang đã đến trước mặt Hân, đoạn kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu đang kề vào đầu hẳn. Không phải anh muốn giết tôi sao? Vãn câu nói đó, Trần Bát Hoang tôi, xin được giết, vẻ mặt Trần Đức bình tĩnh, thong thả nói, để giết Lâu Tử Phong, anh không cần tốn một chút sức lực nào. Khi mọi thứ yên tĩnh lại, trong không khí, chỉ còn lại câu nói đó của anh, Trần Bát Hoang tôi ỉ, xin được giết. Công Tôn Hằng kích động không thôi, khung cảnh Trần Đức lần đầu tiên đến học viện vô song ngày hôm đó không kìm được tái hiện trong tâm trí của ông ta. Vẫn câu nói cùng sự ngang tàng giống vậy. Ngụy Vô Minh cùng 8 vị thái thượng trưởng lão sớm đã choáng váng tới ngây người, Âu Dã Tư Linh cũng sửng sốt vô cùng. Cho đến bây giờ bọn họ vẫn luôn tưởng rằng bản thân đang bảo vệ Trần Đức, nhưng sự thực thì... Sao? Dường như... Không phải bọn họ đang bảo vệ Trần Đức mà ngược lại. Lục Tử Ngang, Lâm Cống và đám đệ tử theo đuôi bọn họ muốn thách đấu với Trần Bát Hoang sớm đã chơi như phóng, cơ thể lạnh toát như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Ha ha, e rằng chúng ta trước kia trong mắt Trần Ma Vương chỉ giống như một lũ hề nhảy nhót. Đi! Lâm Cống đắng chát thầm nhủ, Lục Tử Ngang. Bên cạnh hắn cũng bật khóc, đã hoàn toàn bị Trần Ma Vương dọa sợ tới phát khóc. Âu Dã Tư Linh với tư cách là nhân vật hạng đầu của Vô Song Mòn, vị hôn thê của Trần Bát Hoang cũng không khá hơn là bao, trong lòng cô ta lúc này cảm xúc lằn lộn, trăm vị rối rắm khó có thể gọi tên. Ước hẹn một năm, đến nay mới qua bao lâu? Cô ta thất bại rồi. Tuy rằng chưa so đấu với Trần Đức, nhưng cô ta hiểu anh của hiện tại đã bỏ lại bản thân ở rất xa phía sau. Cô ta không còn là đối thủ của Trần Đức nữa. Trần Bát Hoang, nếu mày dám giết chết tao, bố và ông nội của tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Lâu Tử Phong đã kinh hoàng tới cực điểm, vừa nói vừa không ngừng lùi bước. Vừa dứt lời, một kiếm của Trần Đức đã đâm tới, xuyên thấu qua mai thiên linh của hắn rồi nhanh chóng rút ra, chẽn thân kiếm không hề dính lấy một giọt máu tươi nhưng Lâu Tử Phong đã chết. Đổ gục xuống đất. Em trai của anh trước kia cũng nói với tôi như vậy. Trần Đức cuối cùng liếc hắn ta một cái, vì thận trọng đạt được mục đích, trên đầu ngón tay anh đột nhiên lượn lờ ánh sáng vàng, chấn lôi ấn đè ép xuống, lại một tiếng nổ tung vang trời, Lâu Tử Phong hoàn toàn vỡ vụn, thi thể xương cốt tan thành bột phấn. Cô thế nào rồi? Trần Đức đi đến trước mặt Âu Dã Tư Linh vươn tay định kéo cô lại gần. Vân tốt.
Âu Dã Tư Linh tóm lấy cánh tay nóng như thiêu như đốt của Trần Đức rồi mượn lực đứng thẳng dậy, vừa định rút tay đã bị anh giữ chặt lại. Đừng bướng bỉnh nữa, tôi biết cô không chống đỡ nổi nữa rồi, tôi đưa cô tới chỗ sư phụ mình. Khóe miệng Trần Đức nhếch lên nụ cười nhạt, không chờ Âu Dã Tư Linh đáp lại đã trực tiếp bế ngang cô ta đi về phía Vu Thu Yến. Âu Dã Tư Linh giãy giụa một hồi nhưng đều không có tác dụng, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ và khuôn ngực rộng lớn của người trước mặt, trái tim Âu Dã Tư Linh. Không rõ lý do đập nhanh hơn, khuôn mặt xinh đẹp dâng lên một tầng dáng hồng. Dường như cô ta thực sự đang được người đàn ông của bản thân bao bọc, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc. Cảnh tượng anh cứ như vậy ôm Âu Dã Tư Linh một đường đi về phía trước đều rơi vào mắt các đệ tử của Vô Song Môn, ai nấy cũng hâm mộ đến cực điểm, nhưng không ai dám phản đối. Vu trưởng lão, cô ấy giao lại cho bà, khi đến bên cạnh Vu Thu Yến Trần Đức mới nhẹ nhàng đặt Âu Dã Tư Linh xuống, lạnh nhạt nói. Vu Thu Yến gật đầu với tâm tư rối bời tôi. Sẽ chăm sóc cô ấy. Trần Bát Hoang. Ngụy Vô Minh ở một bên bỗng nhiên lên tiếng. Đi mau, lập tức đi đi, rời khỏi học viện vô song này, chạy càng xa càng tốt, với tư chất của cậu, đi tìm hai người bảo vệ tìm kiếm sự bao che không hề khó. Tôi không đi. Trần Đức lắc đầu, môn chủ, tôi biết ông lo lắng người của nhà họ Lâu sẽ đến trả thù tôi, đúng không? Đúng vậy, Ngụy Vô Minh gật đầu. Ngay sau khi Lâu Tử Phong chết đi, với sức mạnh của nhà họ Lâu chắc chắn sẽ lập tức biết được, một khi họ tới, Trần Bát Hoang chỉ còn một con đường chết không phải nghi ngờ. Nếu tôi rời đi thì Vô Song Môn phải làm thế nào? Gương mặt Trần Đức treo nét cười, nụ cười ấy ôn hòa ấm áp tựa như gió xuân. Người nào làm, người đó chịu. Kêu anh ra đi như thế này. Không thế nào, anh sẽ không làm vậy, cũng không dằn lòng làm được việc này. Vô Song Môn chúng tôi nói thế nào cũng là tông môn đứng đầu tại Côn Luân Hư, nếu bọn họ không tìm thấy cậu, tôi sẽ tìm biện pháp tống cổ họ, ánh mắt Ngụy Vô Minh lấp lánh, mơ hồ che giấu lương tâm đáp. Cậu mau rời khỏi đây đi, lập tức dần theo Âu Dã Tư Linh tránh xa khỏi Vô Song Môn, chỉ cần các người rời đi, Vô Song Môn cũng sẽ an toàn. Môn chủ. Ông không cần phải lừa tôn nữa, nơi đây là Côn Luân Hư lấy sức mạnh làm chủ, nhà họ. Lâu là người canh giữ, có thứ gì mà họ không có đâu, ông làm thế nào đuổi bọn họ đi. Trần Đức không hề khoan nhượng vạch trần lời nói dối của Ngụy Vô Minh. Tôi, Ngụy Vô Minh vừa định phản pháo, Trần Đức bỏng cất ngang, môn chủ, đừng nói tới việc tôi không muốn rời đi, cho dù tôi mong muốn hiện tại cũng đi không nổi nữa rồi. Bởi, bọn họ đã tới rồi. Lời này của Trần Đức vừa nói ra, Ngụy Vô Minh và tám vị đại trưởng lão đều giật mình kinh ngạc. Cậu có ý gì? Ngụy Vô Minh vừa dứt lời thì bất thình lình phát hiện bầu trời đang sáng sủa bỗng chốc có chút ẩm đạm. Trắng lâu sau một đám mây đen cuốn tới, từ trên bầu trời một trận mưa như chút nước đột ngột đổ xuống. Lộp độp lộp độp, hạt mưa giống như tinh thể đá rơi xuống bần, tung tóe thành những bông hoa nước trên nền đất. Cùng lúc đó, sự đè nén cuồn cuộn vô biên đột nhiên bao phủ lên toàn bộ không gian, giống như có một vị thần vừa giáng thế. Bỗng nhiên dưới đám mây xuất hiện hai bóng người. Họ giống như xuất hiện từ trong hư vô, hoàn toàn không biết đã đứng đó từ lúc nào. Một trong số đó là một người đàn ông trung niên, tai ông ta cực lớn, dái tai giống như bị kéo dài ra vậy, môi dày như dao, nhìn tổng thể giống như mặt Phật. Sắc mặt ông ta u ám tựa như ngày âm u triền miên. Người còn lại trông khoảng 60 hoặc 70 tuổi khoác trên mình áo choàng lộng lẫy, tràn đầy sức sống với thân hình thẳng tắp. Lâu Vạn Xuân, chỉ với một cái liếc mắt Trần Đức đã nhận ra người tới là ai. Lúc đầu Chu Hồng Diêu sử dụng các công nghệ tiên tiến như thực tế ảo và in 3D để phục chế lại dung mạo của ba người Lâu Vạn Xuân, Phương Tâm, Ngọc cùng Tà Vô Cương. Sau khi xem qua, ba gương mặt ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh. Tuy rằng Lâu Vạn Xuân đã già đi rất nhiều nhưng đường nét ngũ quan cùng ánh mắt đó vẫn như thuở đầu. Về phần kẻ còn lại, không cần bàn cãi, tất nhiên là bố của Lâu Tinh Hải và Lâu Tử Phong, con trai của Lâu Vạn Xuân, Lâu Thiên Khung. Hai người đứng chẽn đỉnh Thiên Huyền Phong, trước cái xác tan nát của Lâu Tử Phong. Tử Phong, xin lỗi, ông nội không nên để con một mình tới trước. Lâu Vạn Xuân nhìn màn xương máu răng đầy trời cùng quần áo rách bươm trên mặt đất với vẻ mặt âm trầm như nước. Cháu trai của ông ta. Chết vô cùng thê thảm. Ngay cả một chút thi thể nguyên vẹn cũng không còn.
Lâu Thiên Khung thu từng chút thi thể bỏ vào một cái hũ. Trong khoảng thời gian này, Vô Song Môn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm bọn họ, không phải bọn họ không muốn lên tiếng, mà là hoàn toàn không dám quấy rầy. Khí tức của hai người đó quá mạnh. Cảm xúc của bọn họ ảnh hưởng trực tiếp đến không gian và thời tiết, mây đen che kín cập bầu trời, mưa xối xả, như thể ngày tận thế sắp đến, vô cùng khủng khiếp. Ưng Thanh Vũ đi đến bên cạnh Trần Đức, trên khuôn mặt trong sáng hiện lẽn một nỗi sợ hãi sâu sặc, Trần Bát Hoang, bọn họ rất mạnh. Tôi biết. Trần Đức gật đầu, không cần Ưng Thanh Vũ nói, anh đã cảm nhận rõ ràng điều đó. Lâu Vạn Xuân và Lâu Thiên Khung đứng cùng nhau, giống như một con dã thú bất khả chiến bại, không gian này bị áp chế đến cực điểm, một vài đệ. Tứ của Vô Song Môn trực tiếp bị ngạt thở mà chết. Ngay cả khóe miệng của những cường giả như Ngụy Vô Minh và tám vị đại trướng cũng đều dí máu. Ở đằng xa, khi Trình Kiếm Phong nhìn thấy Lưu Vạn Xuân, ông ta càng bất an hơn, cả người run bần bật, không biết là tức giận hay sợ hãi. Một lúc lâu sau, cuối cùng Lâu Thiên Khung cũng thu thập xong thi thể và giao cho Lâu Vạn Xuân, bố, tính mạng của Trần Bát Hoang, để con ra tay. Được, ta đợi con, Lâu Vạn Xuân nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy hũ cho cốt, nâng niu trong tay. Hai người bọn họ nói lấy tính mạng của Trần Đức giống như đang trò chuyện về cuộc sống thường ngày, không có một chút cảm xúc dao động nào. Sau đó, Lão Thiên Khung tiến lên vài bước, giơ tay lên, chỉ vào Trần Bát Hoang, mày, bước ra đây. Đừng, nhanh chạy đi, Ngụy Vô Minh nắm lấy cánh tay Trần Đức, nhỏ giọng khẩn trương nói. Môn chủ, Trần Bát Hoang tôi chinh chiến một đời, trải qua vô số trận chiến, giết rất nhiều kẻ địch. Bị kẻ địch đánh trọng thương, cũng từng chạy thoát thân. Nhưng, tôi chưa từng bỏ rơi đồng đội, chiến hữu. Mặc kệ cánh tay của Ngụy Vô Minh đang nâm chặt, Trần Đức đi về phía trước, Trần Bát Hoang, mới vừa đi được hai bước, phía sau liền truyền đến một tiếng hét, chính là Âu Dã Tư Linh. Cô ta vung tay ném trường kiếm Long Ngâm về phía Trần Đức, nó thuộc về anh rồi. Cảm ơn. Trần Đức không khách sáo, cầm lấy kiếm Long Ngâm thì thấy rõ ở giữa kiếm bị lõm xuống một lô. Vị trí đó vừa hay giống y hệt với kiếm tâm Long Ngâm. Anh lấy kiếm tâm ra, nhét vào trong trường kiếm, đột nhiên một tia sáng màu lam lóe lên, lúc này có thể thấy rõ ràng hai thanh kiếm đan vào nhau, dung hợp với nhau. Chưa đầy 10 hơi thở đã có thể dung hợp một cách hoàn hảo, không để lại bất kỳ dấu vết nào, vô cùng toàn vẹn. Một con rồng xanh đang quấn quanh trên thân. Kiếm, sống động như thật, như thể nó sẽ sống lại và lao ra bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, tiếng rồng gầm vang vọng cả bầu trời, kinh thiên động địa, mưa lớn càng thêm dữ dội. Trần Đức cầm kiếm Long Ngâm trong tay, ánh sáng màu vàng chói lóa bao phủ khắp xung quanh, anh không hề nhiều lời, đột nhiên bay lên trời, chém về phía Lâu Thiên Khung. Kiếm Long Ngâm kêu vù vù như hoàn toàn hợp nhất với Trần Đức, muốn làm gì cũng được, kiếm Linh Hoan lại một lần nữa thi triển, lấp đầy bầu trời, thi nhau đâm xuống. Hai mắt Lâu Thiên Khung khẽ híp lại. Nhắm thẳng phía trước tung ra một quyền. Bùm! Kiếm Linh Hoan, trực tiếp bị phá hủy. Võ kỹ hoàng giai hạ cấp ở trước mặt Lâu Thiên Khung căn bản không thể tạo nên chút sóng gió nào. Bởi vì, ông ta chỉ cần nhấc chân, là đã có thể bước sang cảnh giới tiếp theo, địa tiên cảnh. Sức mạnh của Trần Đức hoàn toàn không thể chạm đến ông ta. Một quyền đánh tới, xuyên qua không gian, xuyên qua kiếm Linh Hoan, ngay sau đó. Trực tiếp rơi xuống trên người Trần Đức keng. Trần Đức bay ra ngoài như một quả đạn pháo, tạo thành một đường parabol, sau đó tiếp đất một cách nặng nề. Lâu Thiên Khung không hề thừa thắng xông lén, dường như ông ta muốn chơi đùa Trần Đức, trên khuôn mặt từ bi như Phật có chút ảm đạm, ông ta nở một nụ cười không ăn khớp chút nào, Trần Bát Hoang, 20 năm trước, mày may mắn không chết. 4 năm trước, mày cũng may mắn sống sót. Không thế không nói. Vận may của mày thực sự không tệ. Chỉ là, hôm nay mày muốn chết, e là sẽ không dễ dàng như vậy, bởi vì, Lâu Thiên Khung tao muốn khiến mày sống không bằng chết. Như vậy mới có thể an ủi được linh hồn trên trời của hai đứa con tao. Thân hình của Lâu Thiên Khung giống như một vị thần, có thể làm tất cả mọi chuyện, nhưng lại còn Diêm Vương hơn cả Diêm Vương. Ông ta lật lòng bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi xích sắt. Trên xích sắt đầy gai nhọn. Nhưng thứ đáng sợ không phải là gai nhọn, mà là chẽn đầu gai đó có rất nhiều ngạnh. Nói xong, ông ta liền dừng sức ném mạnh. Dầm.
xích sắt quật xuống Thiên Huyền Phong, ngay lập tức, toàn bộ Thiên Huyền Phong trực tiếp bị tách ra, lung lay sập đổ, đá văng tứ tung. Sau đó, ông ta ném xích sắt như ném quả tạ, mạnh mẽ uy phong, những chiếc gai sắc nhọn gào thét lao về phía Trần Đức keng. Trần Đức vung kiếm chém tới, âm thanh kim loại vang lên, nhưng không hề bị chặt đứt, một bên của sợi xích xoay quanh thân kiếm, nặng nề đáp xuống xương vai chẽn người anh, phập. Những chiếc gai đâm nhọn vào da thịt Trần Đức, Lâu Thiên Khung cười dữ tợn, dùng sức kéo sợi dây xích ra. Rào rào, mũi nhọn bị rút ra, ngạnh phía trên lập tức lôi ra một mảnh xương, một mảng máu thịt, tàn khốc đâm máu. Chẽn người nổi lên từng đợt đau đớn, Trần Đức chỉ liếc mắt nhìn ông ta một cái, sau đó nhìn đi chỗ khác, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh băng, Lâu Thiên Khung, ông quả thực mạnh hơn con trai ông rất nhiều. Chỉ là, vẫn chưa đủ mạnh đến mức khiến tôi không thể đối phó được. Nói xong, Trần Đức lại bạo phát linh lực, lần này, mạnh hơn lần trước gấp nhiều lần. Tầng thứ nhất của cửu trọng cực ảnh, tăng gấp 10 lần. Hơn nữa, đây chỉ mới là khởi đầu. Sau khi linh lực của anh dao động tăng lên gấp 10 lần, vẫn tiếp tục tăng vọt một cách điên cuồng. 10 lần, 20 lần, 30 lần, 50 lần. Tăng 2 của cửu trọng cực ảnh, uy lực tăng gấp 50 lần. Sức bạo phát và linh lực dao động của Trần Đức đột nhiên tăng từ sức mạnh của 10 long tượng lên đến sức mạnh của nảm trăm long tượng. Sức mạnh nằm chám tỷ tấn. Ngay khi khí tức bùng phát, Trần Đức cũng chuyển động rồi, kiếm long ngâm trong tay xẹt qua, kiếm ý như sóng trào, lao về phía trước keng. Keng, keng, kiếm ý cuồn cuộn như muốn xé nát không gian, xung quanh xuất hiện những luồng không gian hỗn loạn, ầm ầm gào thét, cực kỳ chói tai. Sau đó, chỉ nghe thấy vài tiếng leng keng nhức óc, sợi xích sắt trên tay Lâu Thiên Khung đứt tung tóe, vô lực rơi xuống đất. Bản thân kiếm long ngâm đã là một linh khí cực phẩm. Cùng với sự gia tăng gấp 10 lần sức mạnh và tốc độ cực nhanh của Trần Đức, một sợi ổ xích sắt có là gì? Sao có thể? Sắc mặt của Lâu Thiên Khung thay đổi rõ rệt, một tia sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng ông ta, nhưng ở phía đối diện Trần Đức vẫn cầm kiếm lao đến, tay phải cầm kiếm, tay trái đang vẽ một ấn quyết kỳ lạ. Khi ấn quyết đó chuyển động, sấm sét trên trời càng dữ dội hơn, giữa những đám mây đen, vô số tia chớp lập lòe. Vậy mà lại có thể gây nên sấm sét. Lão Thiên Khung cảm thấy không ổn, sau đó không chút do dự, lập tức thi triển võ kỹ của mình, Hàn Băng Trưởng. Vù vù, một trưởng của ông ta giáng về phía trước, cảm giác lạnh lẽo truyền đến, lúc này cây cỏ cùng vụn đá xung quanh ngưng tụ thành từng tảng băng, nhiệt độ trong không khí đột nhiên giảm xuống hàng trăm độ. Nhất thời, khu vực Trần Đức đang đứng lạnh lẽo đến cùng cực. Mặc dù động tác của anh cực kỳ nhanh, nhưng sau khi tiến vào khu vực đó, thân thế cũng cứng đờ, chậm lại rất nhiều. Trần Bát Hoang, mày chỉ có vậy mà thôi, Lâu Thiên Khung thấy thế, nhếch mép cười dữ tợn, trực tiếp xem Trần Đức như một cái thớt mà chặt chém. Với cánh giới này, động tác của anh thực sự là quá chậm, chậm đến mức Lão Thiên Khung có thể nhẹ nhàng hóa giải, phá hủy, thậm chí là phản kích. Tao đã từng nói, phải khiến mày sống không bằng chết. Bước đầu tiên chính là muốn phá hủy kim đan. Lâu Thiên Khung đến gần Trần Đức, nâng lòng bàn tay lên, từ từ giáng xuống đan điền của Trần Đức, nơi đó có chứa kim đan. Một khi kim đan bị phá hủy, tương đương với việc tu vi bị phế bỏ. Đến lúc đó, Trần Đức thật sự tia đi thành một người bình thường, muốn giày vò thế nào thì giày. Vò. Đợi ông ta chơi chán rồi, giày vò đủ rồi thì sẽ giết chết. Băng Hàn Trưởng càng lúc càng gần. Đúng lúc này Lâu Thiên Khung đột nhiên nhận thấy khóe miệng của Trần Bát Hoang đang nở một nụ cười đó giống như thực hiện một âm mưu thành công, sau đó ông ta nhìn thấy một ngọn lửa, đúng vậy. Da thịt của Trần Đức, không biết từ lúc nào, đã bị ngọn lửa quấn lấy, linh lực hóa thành hỏa diễm. Thuộc tính lửa, Trần Bát Hoang, căn bản không hề bị khống. Chế, đột nhiên, Lâu Thiên Khung hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng đáng tiếc, đã quá muộn. Thanh kiếm chẽn tay phải của Trần Đức đã chém xuống cổ ông ta, trong lúc vội vàng, Hàn Băng Trưởng của Lâu Thiên Khung bỗng giáng vào long ngâm, răng rác, có thể thấy rõ một tầng băng dày lập tức ngưng tụ trên kiếm long ngâm, lưỡi kiếm sắc bén cứ như vậy mà bị hóa giải, kiếm này của mày quá yếu. Vậy sao, vậy thì thử cái này xem, nụ cười trên miệng Trần Đức vẫn không thay đổi. Đột nhiên, trong lòng bàn tay anh, sấm sét mãnh liệt đan xen cùng tia điện. Giống như trong tay đang cầm quả lựu đạn khổng lồ,
toát ra khí tức khiến người ta rùng mình khiếp sợ, đùng đoàng. Ầm ầm, lòng bàn tay của Trần Đức nâng lên cao, trên bầu trời, một tiếng sấm dữ dội vang lên, vô số tỉa chớp lóe xuống, chiếu sáng mọi hướng. Đồng thời, nó chiếu sáng khuôn mặt sợ hãi của Lâu Thiên Khung. Ông ta sợ rồi. Vào lúc này, dưới sức mạnh gấp 50 lần của Trần Đức cùng với võ kỹ của anh, cho dù anh chỉ mới bước nửa chân vào cánh giới địa tiên, nhưng cảm giác tuyệt vọng vẫn bao trùm trong lòng Lâu Thiên Khung. Đùng đoàng đùng đoàng. Trần Bát Hoang vung lòng bàn tay, điều khiến sấm sét, kim quang lóe lên khắp người, giống như chiến thần giáng thế, từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng Lâu Thiên Khung. Bố ơi, cứu con. Lâu Thiên Khung vừa kinh hãi vừa hoảng loạn. Sau khi thi triển Hàn Băng Chướng, ông ta không thể chống lại chiêu thức này trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu như chống lại, Sắc Chân sẽ chết. 2. Ở đằng xa, Lâu Vạn Xuân khẽ thở dài, ông ta không thế nào ngờ, một đứa trẻ từ 2 năm trước, bây giờ lại lợi hại đến mức độ này, ngay cả con trai của ông ta cũng không phải là đối thủ. Thôi vậy, kết thúc ở đây đi. Lâu Vạn Xuân đứng từ xa, phất tay một cái. Trong phút chốc, một trường sắp giáng xuống chắc chắc giết chết Lâu Thiên Khung của Trần Đức, dường như bị một luồng sức mạnh từ bên ngoài bầu trời tấn công, nổ tung. Sức mạnh kinh khủng đó đánh trúng vào người Trần Đức, đánh anh bay ra ngoài. Chính xác là đã bị đánh bay. Thân hình anh giống như một chiếc diều bị đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài Thiên Huyền Phong, bay xa cách Thiên Huyền Phong hàng nghìn mét. Rầm. Trong một vài nhịp thở, Trần Đức rơi xuống và thẳng vào đỉnh Vân Hà. Cả người ướt đầm trong máu. Kinh khủng thảm khốc. Sau một tiếng nổ cực lớn, vậy mà lại nhìn thấy đỉnh núi cao khoáng 1-2 ngàn mét. Không biết chiếm diện tích mấy chục ngàn mét vuông, trực tiếp sụp đổ, tan tành. Thiên Huyền Phong chỉ còn lại sự im lặng, không ai dám lên tiếng, không ai dám nói chuyện, quá mạnh. Thực sự là quá mức mạnh mẽ. Cảnh tượng này thật là khiến người ta chấn động. Lâu Vạn Xuân chỉ thản nhiên khua tay một cái, giống như một người bình thường đang chào hỏi, khua tay cực kỳ nhẹ nhàng. Mạnh như Trần Bát Hoang cũng bị đánh bay hơn 1 ngàn mét. Va vào một ngọn núi lớn sừng sững ngàn năm không đổ. Người canh giữ, khủng khiếp, đến mức này sao? Vô Song Môn, Thiên Huyền Phong, mưa lớn xối. Xả đổ xuống, ào ạt không ngừng, trong vòng mấy chục nhịp thở, đã hình thành một dòng nước chảy xiết, quét sạch vết máu trên mặt đất trôi xuống Thiên Huyền Phong. Trên bầu trời, mây đen bao phủ khắp nơi, một máng đen kịt, có lúc sấm sét rền vang, có lúc thì điện chớp đan xen, cảnh tượng quá mức kinh người. Đỉnh Vân Hà ầm ầm đổ xuống, sụp đổ, tan tành. Người làm nên tất cả những chuyện này là Lão Vạn Xuân, chỉ sử dụng một tay. Môn chủ của Vô Song Môn, các vị trưởng lão về tất cả đệ tử có mặt ở đó đều kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Chuyện ra tay giúp đỡ. Càng không cần nhắc đến, bọn họ còn không dám nhúc nhích chút nào. Bây giờ, hầu hết các đệ tử của Vô Song Môn đều ước rằng Trần Đức có thể chết càng sớm càng tốt. Chỉ cần anh chết thì mọi chuyện sẽ qua, bọn họ không phải chịu đựng những nỗi sợ hãi khủng khiếp như vậy nữa. Trần Đức đau đớn khôn cùng, sau khi va vào đỉnh Vân Hà, anh ngã xuống đất, máu me be bét, cực kỳ thê thảm. Trần Đức, tỉnh lại đi, giọng nói hoảng hốt của Linh Lung vang lên trong tâm trí Trần Đức. Tôi không chết, cũng không ngất, tỉnh cái gì chứ? Trần Đức thở hổn hển, hô hấp cực kỳ khó khăn lắm mới có thể gượng gượng đứng dậy khỏi đống đá vụn. Cơ thể đầy những vết bầm tím, không có chỗ nào là nguyên vẹn. Lúc này còn có tâm tư nói đùa, ở trong tiềm thức, Linh Lung trợn trắng mắt, lo lắng nói, lão già đó rất mạnh, vượt xa anh rất nhiều. Đúng vậy, nhưng, cho dù rất mạnh, tôi cũng phải chiến đấu. Trần Đức lau vết máu khóe miệng, sau khi đứng dậy liền nhảy dựng lên, tiếp theo lại vọt tới Thiên Huyền Phong, bùm. Tay anh bắt đầu thi chiến, chấn lôi ấn lại một lần nữa ngưng tụ. Toàn thân đều bị điện quang bao phủ, quang mang chói mắt chiếu ra chung quanh, không gian giống như bị xé nát, lơ lửng vì thân hình cuồng bạo kia. Trần Đức không nói gì, mặc kệ Lâu Vạn Xuân, lao thẳng về phía Lâu Thiên Khung. Như vậy vẫn không sao. Lâu Thiên Khung kinh hãi, thực lực của Trần Bát Hoang tăng lên quá nhiều, ông ta hoàn toàn không thể chống lại, mí mắt giật liên tục. Không chỉ ông ta mà ngay cả Lâu Vạn Xuân. Cũng khá bất ngờ khi một thanh niên hơn 20 tuổi sau khi tiếp chiêu của ông ta vẫn có thể đứng dậy, còn có thể tiếp tục dùng võ kỹ, chuyện này quá mức kinh người. Cho dù là con trai của ông ta, Lâu Thiên Khung, e là cũng không có khả năng như vậy.
Chỉ là, tội gì phải khổ vậy? Lâu Vạn Xuân nhẹ nhàng tung ra một trường cách xa hàng ngàn mét, đột nhiên, một cơn gió thổi qua, mây đen trên bầu trời cuồn cuộn thành lốc xoáy vì luồng sức mạnh đáng sợ. Một lòng bàn tay vô hình ngưng tụ lại từ trên trời giáng xuống. Rầm. Đột nhiên, Trần Đức rơi xuống đất lún xuống thành một cái hố siêu sâu, bị đất đá chôn vùi. Lâu Vạn Xuân ra tay rất tùy ý, nhưng luồng linh lực đáng sợ chứa trong đó như núi sông đổ xuống, khiến người ta tuyệt vọng và kinh hoàng. Đừng đánh nữa, mau chạy đi, với thực lực của anh chưa hẳn là không thoát được, trong tiềm thức, Linh Lung lại nói chuyện với Trần Đức. Trốn thoát là chuyện không thể, nếu như tôi bỏ. Trốn, Vô Song Môn sẽ gặp tai họa. Trần Đức từ chối, có một số chuyện anh có thể làm, nhưng có một số chuyện không thế. 2. Linh Lung khẽ thở dài, chìm vào im lặng, yên tĩnh, như thể cô ta đã biến mất. Trần Bát Hoang. Một bóng người xinh đẹp từ xa bay tới, hạ xuống bên người Trần Đức, chính là Ưng Thanh Vũ, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, trong mắt hiện lên vẻ quan tâm. Trần Bát Hoang, anh sao rồi, có ổn không? Thanh Vũ, cô đến đây làm gì, mau trở về đi. Trần Đức nằm ở hố sâu cười khố, đây không phải là nơi cô nên đến. Tôi không đi. Ưng Thanh Vũ quay lại nhìn Lâu Vạn Xuân và Lâu Thiên Khung, hai người, đừng làm hại Trần Bát Hoang nữa, nếu không Tôn và các người sẽ không xong đâu. Người của nhà họ Ưng, Ưng Thanh Vũ, M, Lâu Vạn Xuân nhìn chằm chằm vào Ưng Thanh Vũ, lập tức nhận ra cô ta. Có điều, ông ta không thèm quan tâm, nếu ở Trẻn Vân Tiêu Giới, ông ta có thể sẽ sợ Ưng Thanh Vũ. Nhưng ở đây là Côn Luân Hư. Thế lực của nhà họ Ưng có lớn mạnh tới đâu cũng không thể lo chuyện ở đây, chỉ cần ông ta không ra tay với Ưng Thanh Vũ, xác hắn nhà họ Ưng sẽ không tới đây vì một tên Trần Bát Hoang nhỏ bé này. Ưng Thanh Vũ, đây không phải là nơi cháu nên đến, chuyện này kết thúc ở đây, chú Lâu đích thân đưa cháu trở về. Lâu Vạn Xuân nói là làm ngay, ông ta không hề động thủ, một luồng ánh sáng xanh vây quanh người Ưng Thanh Vũ, cuốn về phương xa. Lâu Vạn Xuân, các người sẽ hối hận, Ưng Thanh Vũ lo lắng, nước mắt chảy dài chẽn má. Tất cả là tại cô ta, nếu không có cô ta thì Trần Bát Hoang đã không giết Lâu Tinh Hải, càng không kết oán với Lâu Tử Phong, đều tại cô ta hãm hại Trần Bát Hoang. Ưng Thanh Vũ cảm thấy vô cùng tự trách, tội lỗi và dằn vặt, nhưng cô ta không thể thoát khỏi sự trói buộc của Lâu Vạn Xuân. Hối hận, Lâu Thiên Khung chế nhạo, Ưng Thanh Vũ, tôi biết trong người cô có một nguồn sức. Mạnh bị phong ấn, nhưng cô dám dùng không? Sẽ vì một con kiến của Côn Luân Hư mà dùng không? Trên gương mặt điềm tĩnh của Lâu Thiên Khung hiện lên vẻ lạnh lùng của Diêm Vương, Ưng Thanh Vũ rất đặc biệt. Cô ta là người đặc biệt, trẻ tuổi nhất trong nhà họ Ưng, bởi vì trong cơ thể cô ta bị giam cầm bằng sức mạnh Phượng Hoàng thuần khiết. Lâu Vạn Xuân cũng biết chuyện này, nhưng bọn họ dám chắc Ưng Thanh Vũ sẽ không làm vậy, cũng không dám sử dụng sức mạnh đó. Với thực lực hiện tại, cô ta không thế nào chịu được, cũng không thể chống đỡ nổi, nếu không cũng không cần phong ấn. Một khi sử dụng, cô ta có thể vĩnh viễn mất nhân tính và trở thành một con thú hình người. Cũng có khả năng sẽ chết. Chỉ vì một tên Trần Bát Hoang mà dùng sức mạnh đó có đáng không? Đừng ép tôi, đừng ép tôi, đừng ép tôi, Ưng Thanh Vũ rơm rớm nước mắt, lắc đầu, tự đánh giá thấp bản thân. Lâu Vạn Xuân và Lâu Thiên Khung hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng của Ưng Thanh Vũ. Bọn họ chỉ muốn trả thù cho Lâu Tử Phong và Lâu Tinh Hải. Dồn tất cả sự chú ý lên người Trần Bát Hoang. Lâu Vạn Xuân chưa từng di chuyển bước nào. Từ đầu đến cuối ông ta vẫn đứng yên ở đó, phán xét mọi chuyện, liếc nhìn khinh thường. Trước khi Tử Phong chết, nó bảo mày quỳ xuống. Trần Bát Hoang chấm giết ai cần mày quỳ xuống, nhận lỗi với cháu trai đã chết của tao. Xin lỗi nó, thì tao đã để mày chết một cách sáng khoái. Lâu Thiên Khung quay trở lại bên cạnh Lâu Vạn Xuân, sắc mặt u ám đến cùng cực, cả hai đứa con trai tao đều chết trong tay mày, Trần Bát Hoang, quỳ xuống tạ tội với hai đứa nó, nếu không hôm nay mày sẽ bị tra tấn đến chết. Ngụy Vô Minh, ngay cả tám vị đại trưởng lão và người canh giữ tầng 6 của Tàng Kinh Các cũng vô cùng căng thẳng. Hai đứa con trai đều chết dưới tay Trần Đức, tên này thật sự biết đắc tội với người khác quá mà. Vừa đến đã đắc tội với nhân vật lớn thế này. Đây là đang tự tìm đường chết sao? Ha, ha ha. Trần Đức run rẩy, cười khẩy, khó khăn trèo lên khỏi đất, đứng thẳng dậy, tay cầm long ngâm. Anh! Rõ ràng bị thương rất nặng, nhưng đôi đồng tứ kia vẫn sắc bén vần ngoan cường như mọi khi, không có chút sợ hãi nào.
âm dương kinh xoay chuyến, hào quang màu vàng mãnh liệt lại bao phủ, cuồng phong dữ dội, áo bào tung bay, Trần Đức cầm kiếm từng bước đi về phía trước, quỳ. Quỳ, mẹ kiếp. Trần Bát Hoang lê kiếm chậm rãi tiến về phía trước, đồng thời tập trung tinh thần, khai thông thần thức, hiện tại anh chỉ còn chiêu cuối cùng này là chưa từng dùng đến. Trong Nhân Vương Tam Ấn, anh chỉ mới nắm chắc Chấn Lôi Ấn, muốn thi triển Bình Thiên Ấn hay thậm chí là ấn thứ ba Nhân Vương Ấn là không thể được rồi, vậy thì chỉ còn lại Vạn Tự Thiên Âm. Trong trận chiến với Lâu Vạn Xuân, mặc dù thực lực của Trần Đức kém xa so với đối phương, nhưng sau mỗi một lần thất bại đó, không phải là anh không thu hoạch được gì. Trong luồng sức mạnh hủy diệt kia, thần thức của anh không những không suy yếu, ngược lại càng thêm kiên cố chói mắt, độ ăn khớp giữa anh và thần thức cũng ngày càng cao hơn. Như vậy, anh chưa hẳn là không thể thi triển được. Trong cùng một giây, quỳ, đệt mẹ. Sắc mặt của Lâu Vạn Xuân trở nên cực kỳ khó coi, tức giận đến nồi đỏ bừng, gân xanh hẳn rõ trên mặt, sau đó, có thể nhìn thấy rõ, chân của ông ta bắt đầu nâng lên, rời khỏi mặt đất, từ từ bay lên không trung, áo choàng bay loạn điên cuồng giữa mưa to gió lớn. Trên đỉnh đầu ông ta mây đen bao phủ, tia chớp đan xen vào nhau, chiếu sáng khắp nơi vô cùng chói mắt, giống như lôi thần giáng thế, không gian xung quanh ông ta không ngừng dao động, sụp đổ ầm ầm. Cảnh vật tứ phía trực tiếp trở thành hư vô, với những dòng chảy hỗn loạn dâng trào. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Trần Đức, ông ta giơ tay lên chỉ về phía trước, mày, rất tốt, rất tốt. Lời nói của ông ta giống như sấm sét, gào thét chói tai, chấn động cả thiên huyền phong, giờ phút này vì ông ta mà thiên địa trở nên cực kỳ khủng khiếp. Cố phải Trần Bát Hoang đang muốn hại chết chúng ta không? Hắn điên rồi, nhất định là điên rồi, còn muốn kéo chúng ta chết chung với hắn. Các đệ tử của Vô Song Môn, bao gồm Đỉnh Bình Bộ, Đỉnh Thanh Vân và các đệ tử của nội viện ngoại viện đều run bần bật, hoảng loạn bất an nhìn về phía Lão Vạn Soản đang đứng trên cao, trong lòng dâng lên cảm giác chết chóc hủy diệt. Lâu Vạn Xuân. Đó là Lâu Vạn Xuân, một trong ba người canh giữ đấy. Trần Bát Hoang dám nói những lời mang tính sỉ nhục như đệt mẹ, không quỳ với ông ta. Đây không phải điên rồi thì là gì? Ngay cả Lâu Thiên Khung cũng bất giác giật mình. Bố của ông ta hiểu rất rõ. Lão Vạn Xuân cực kỳ nhạy cảm với mấy câu chửi thề như đệt mẹ các kiểu, đừng thấy bố ông ta là cường giả vô địch, nhưng sâu thẳm trong tim cũng có một vết sẹo in hằn. Bởi vì, mẹ của Lâu Vạn Xuân từng bị một cường giả đến từ Vân Tẻo Giới, làm nhục đến chết. Còn Lâu Vạn Xuân thì đứng bên cạnh chứng kiến tất thảy. Đúng vậy. Cứ như vậy mà đứng nhìn. Đối mặt với gã cường giả đó. Lâu Vạn Xuân không dám cử động hay phản kháng. Dù lúc đó mẹ ông ta có giải giụa, cầu cứu và đau đớn đến mức nào, ông ta cũng không dám nhúc nhích, ngay cả khi lúc đó Lâu Vạn Xuân không bị thương, người vẫn nguyên vẹn, nhưng ông ta vẫn không dám phản kháng hay có hành động gì. Đây là vết sẹo trong tim ông ta, mãi mãi không thể nào biến mất. Đùng đoàng, sấm sét nổ tung, mưa xối xả, dưới tầng mây đen. Lâu Vạn Xuân gần như chạy loạn, sắc mặt vô cùng khó coi, ông ta thật sự rất tức giận. Trần Bát Hoang, mày không quỳ, tao cứ bã mày quỳ. Sau một tiếng thét lớn, Lâu Vạn Xuân tiến về phía trước, một lần nữa tung ra một trường. Mây gió đối màu, hư không dao động mãnh liệt, ầm ầm. Một trường này giáng xuống vai Trần Đức, như thể trăm ngàn ngọn núi đã đổ xuống. Chân anh bắt đầu run rẩy, một vài tiếng gãy xương vang lên. Phụt, một ngụm máu phun ra, sắc mặt của Trần Đức trở nên trắng bệch như tờ giấy, cực kỳ khó coi. Nhưng, anh vẫn chống đỡ, không hề quỳ xuống. Cho dù hai chân không ngừng run rẩy, chao đảo, khớp xương gần như đã bị bẻ gãy, nhung chấm ans vân không chịu quỳ. Trần Bát Hoang, mày quỳ hay không quỳ, ánh mắt Lâu Vạn Xuân vô cùng u ám, nhìn chòng chọc vào Trần Đức, lại tát xuống một tát. Bốp, một, nơi Trần Đức đang đứng. Nổi lên một cơn bão dữ dội, một cái hố khổng lồ có độ sâu 100 mét hiện ra, khói bụi cuồn cuộn. Trong hố sâu đó, Trần Đức vẫn cố gắng kháng cự, hai chân đã ứa máu ướt đẫm, nhưng lúc này anh vẫn ngưng tụ linh lực, lấy long ngảm làm chỗ dựa, đứng vững như cũ. Không quỳ, không quỳ, không quỳ, không bao giờ quỳ. Chỉ dựa vào ông, đệt mẹ ông đây không quỳ. Lúc này, hai mặt, hai tai, mũi và miệng của Trần Đức đều đang chảy máu, đen đỏ lẫn lộn. Vô cùng đâm máu. Nhưng,
Từ đầu đến cuối anh vẫn đứng hiên ngang, cả đời này anh không quỳ lạy trời, quỳ lạy đất. Nếu như phải quỳ, thì anh chỉ quỳ trước bố mẹ, người đã sinh thành và nuôi dưỡng anh. Người khác dựa vào cái gì mà bắt anh quỳ? Đó là tôn nghiêm cũng là giới hạn của anh. Hơn 20 năm, anh đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, có vô số kẻ bắt anh phải quỳ xuống. Nhưng anh có quỳ không? Không. Trước đây không bao giờ thì sau này cũng sẽ không bao giờ. Anh đã trải qua rất nhiều lần bên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Đối với cái chết anh đã không còn sợ sệt gì nữa. Trong lòng anh, cho dù là chết, tôn nghiêm và giới hạn cũng không thể mất đi. Nếu anh quỳ xuống, đời này kiếp này anh sẽ bị tâm niệm chèn ép, sống trong bóng tối trong suốt cuộc đời, nếu như vậy thì anh thà chết còn hơn. Chịu đựng cơn đau dữ dội, Trần Đức đâm kiếm long ngâm xuống đất, dựa người trên kiếm, anh vẫn đang cố gắng thi triển vạn tự thiên âm, thần thức lại một lần nữa kết ấn. Sắp rồi, sắp rồi. Trong lòng Trần Đức gào thét, trong tình thế tuyệt vọng, tiềm năng của anh tăng lên gấp bội, chỉ cần cho anh thêm một chút thời gian, vạn tự thiên âm chặt Trần sẽ thành công. Thằng nhóc này, Ngụy Vô Minh bị Trần Đức làm cho thần sắc chấn động, thà chết cũng không. Chịu quỳ xuống. Không chỉ ông ta, Linh Lung, Lục Tử Ngang và những người còn lại cũng không biết nên nói gì, nếu là bọn họ thì e là 7 giờ đã nát bét rồi nhí. Còn Trần Đức Vân đứng. Trong lòng bọn họ vô cùng phức tạp, đó chỉ là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi mà thôi. Đừng, cầu xin các người, cầu xin các người đấy. Ưng Thanh Vũ không thể ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe, cô ta muốn quỳ xuống thay Trần Đức để giữ lại tính mạng của anh. Nhưng cỏ ta đang bị giam cầm, căn bản không thể làm theo ý mình. Còn có thể chống cự sao? Tao thực sự muốn xem thử mày có thể chống cự bao lâu. Lâu Vạn Xuân lại một lần nữa ra tay, tiếng gió gào rít điên cuồng, thần uy cái thế. Răng rắc, bắp chân của Trần Bát Hoang bị tấn công nặng nề, chân run lẽn, gần như sắp khuỵu xuống, phịch. Thân thể Trần Đức ngắp xuống, dùng tay làm chân, lại một lần nữa chống đỡ. Lần này không ai để ý rằng có một chút vui mừng trong mắt Trần Đức, rất mờ nhạt, thoáng qua nhanh chóng. Vào thời điểm khi chân anh sụp xuống, với tư thế đặc biệt này, thần thức của anh khẽ phát ra một tiếng độc, giọng nói rất yếu ở, ngay cả Linh Lung à trong tiềm thức cũng chưa từng nghe thấy, nhưng anh biết âm thanh đó là thật. Đối với anh mà nói, đây là một bước cực kỳ quan trọng. Chỉ cần có thêm một chút thời gian, anh sẽ hoàn toàn có thể kết ấn thành công vạn tự thiên âm. Tên này không chết, tương lai nhất định sẽ gây đại họa. Lâu Thiên Khung hoàn toàn bị Trần Đức khuất phục, cho dù đó là kẻ thù, ông ta cũng tỏ ra ngưỡng mộ đối phương. Mặc dù lúc này Trần Bát Hoang rất thảm hại, nhưng tinh thần kiên cường bất khuất của anh khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng khiếp sợ. Đáng tiếc, tao và mày là kẻ thù không đội trời chung, đôi mắt của Lâu Thiên Khung u ám. Người như Trần Bát Hoang một là thu nhận làm người của mình, hai là nhất định phải giết chết. Nếu không chặt Trần sẽ trở thành đại họa trong tương lai. Ông ta không muốn tiếp tục hành hạ Trần Đức, mà muốn trực tiếp giết chết anh để vĩnh viễn loại bỏ những rắc rối trong tương lai. Ngay lập tức, ông ta nhìn chằm chằm vào áp lực của Lâu Vạn Xuân, tiến lên một bước về phía Trần Bát Hoang, thi triển Thanh Huyền Y, dùng nó để bảo vệ toàn thân, đồng thời giơ nắm đấm lên xuyên qua không trung, tạo ra một luồng không khí hỗn loạn, không để lại chút sức lực nào, lao thẳng về phía Trần Đức. Ngay lập tức, ông ta đã đến được chỗ Trần Đức. Hả, Lâu Vạn Xuân cau mày, có chút khó chịu, ông ta không muốn Trần Bát Hoang chết nhanh như vậy, còn muốn bắt anh quỳ xuống, nhưng Lâu Thiên Khung đã ra tay công kích rồi, hoàn toàn không thể ngăn cản được. Hừ, hời cho mày rồi, đôi mắt Lâu Vạn Xuân lóe lên tia lạnh lùng và tức giận, ông ta đã dự định sau khi giết chết Trần Đức thì đổ sát vô song môn. Cho đến khi ông ta hả giận thì thôi. Trần Bát Hoang, ý cả mọi chuyện, kết thúc ở đây đi, Lâu Thiên Khung lóe lén một tia dữ tợn, khát máu, ngay cả khi đối mặt với Trần Đức đang bị trọng thương, ông ta cũng không giữ lại chút sức lực nào, một đấm hơn 200% sức mạnh lao thẳng đến đỉnh đầu của Trần Đức. Trần Bát Hoang đã bị trọng thương, lúc này đây, ông ta có tự tin tuyệt đối sẽ tiêu diệt hoàn toàn. Bùm! Một cú đấm, xuyên qua các lớp không gian, cơn bão hư không cuộn lên. Âm thanh nổ tung và chấn động kinh hoàng, nhanh chóng tiếp cận Trần Đức, từ cách 100 mét, đến 10 mét, 8 mét, 6 mét, 5 mét, 1 mét, 10 cm. Đối với một quãng đường dài như vậy, Lâu Thiên Khung chỉ mất 1/10 giây.
chỉ trong nháy mắt. Cút. Đúng vào thời khắc mấu chốt này, đột nhiên, một âm thanh xé nát tâm can, vang vọng thấu tận trời mây. Một chữ cút, giống như bầu trời đang gào thét, chỉ thấy mây chẽn trời đều muốn nổ tung. Cùng lúc đó, Lâu Thiên Khung bị sét đánh trúng, hắn hung hăng lao đến nhưng giờ phút này lại bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu, cả người bay ra xa hơn 100 mét. Khụ, lại một ngụm máu nữa phun ra liên tục, Lâu Thiên Khung kinh hãi, con người run lên, ánh mã nhìn về hướng khác, tôi từng nói, đừng ép tôi, đừng ép tôi, khóe mắt Ưng Thanh Vũ đã ngấn lệ, trông rất đáng thương, đôi đồng tử đen láy của cô ta đang dần nổi lên màu đỏ tươi. Sự ngoan ngoãn, nhanh, nhẹn, hoạt bát, lúc này đang dần dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình, đáng sợ. Chết chóc, tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng bị bung ra, 3000 sợi tóc đen nhánh, giống như đôi mắt kia dần dần trở nên đỏ rực, dưới trận cuồng phong, mái tóc đỏ tung bay, uốn lượn như thác nước. Trên người cô ta nổi lên từng đợt ánh sáng màu đỏ, khí tức trở nên dị thường, cực kỳ hắc ám, hung hăng kinh người, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Phong ấn trong cơ thể cô ta đã được tháo gỡ. Ánh sáng đỏ ngút ngàn lan tỏa, ngay cả đám mây đen phía trên đầu cũng sáng lên một màu đỏ chói lóa, giống như một đám mây rực lửa giáng xuống. Bầu trời trên Huyền Thiên Phong, một nửa đen, một nửa đỏ, giống như thần tích. Lâu Thiên Khung, Lâu Vạn Xuân, tại sao các người lại ép tôi? Tại sao phải giết Trần Bát Hoang? Cô ta gầm lén, thiên địa im lặng, luồng khí tức lạnh lẽo, u ám vô cùng kỳ quái. Trong khi hét lên, cô ta chí vào Lâu Thiên Khung, ngay lập tức, một luồng sáng đỏ chói lóa. Xuyên qua bầu trời, xuyên qua không gian và xuyên qua trái tim của Lâu Thiên Khung. Đối mặt với màu đỏ rực này, Lâu Thiên Khung giống như một đứa trẻ sơ sinh, không thể chịu đựng nổi đòn công kích này. Trái tim ông ta vỡ tung, tất cả các cơ quan nội tạng bị đốt cháy. Lâu Thiên Khung, chết đi. Ưng Thanh Vũ Chí sử dụng một ngón tay để giết chết Lâu Thiên Khung ngay lập tức. Nhanh đến mức Lâu Vạn Xuân không kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra. Con trai, đồng tử Lâu Vạn Xuân run lên, ông ta không ngờ Ưng Thanh Vũ sẽ phá vỡ phong ấn. Đối với cô ta mà nói, hiện tại phá vỡ phong ấn đồng nghĩa với việc tự sát. Cách đó 200-300 mét, Lâu Vạn Xuân cũng cảm thấy sự im lặng lạnh lẽo, bóng tối bao trùm toàn bộ khoảng không. Thân hình ông ta khẽ di chuyển, trong nháy mắt đã lao về phía Lâu Thiên Khung, ông ta ôm lấy thi thể con trai mình, trái tim đau đến mức khó thở. Cháu trai của ông đã chết. Con trai của ông ta, bây giờ, cũng chết rồi. Hôm nay, sự mất mát của ông ta thực sự quá lớn đến mức khó mà chấp nhận được. Cùng lúc đó, Ưng Thanh Vũ từ trên không trung bước xuống, đi đến chỗ Trần Đức, dùng sự tỉnh táo và lý trí duy nhất còn sót lại. Mím cười với Trần Đức, Trần Bát Hoang, trước đây anh bảo vệ tôi. Bây giờ đã đến lúc tôi bảo vệ anh rồi. Thanh Vũ, Trần Đức cũng kinh hãi không kém, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một người yếu ớt như Ưng Thanh Vũ lại, có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Mức độ đó xác chắn không yếu hơn Lâu Vạn Xuân. Điều quan trọng nhất là khí thức của cô ta vẫn đang tăng vọt liên tục, giống như sẽ không dừng lại. Thật khó để tưởng tượng cuối cùng nó sẽ mạnh đến mức nào. Đừng nói gì hết, Trần Bát Hoang, anh đi đi, giọng Ưng Thanh Vũ vô cùng kiên quyết, khi nói ra hai giọt máu từ mắt cô ấy rơi xuống, như thể cô ta vĩnh viễn từ biệt Trần Đức. Ưng Thanh Vũ, vì một con kiến rác rưởi của Côn Luân Hư mà phá hủy phong ấn, có đáng không? Lâu Vạn Xuân đặt thi thể của Lâu Thiên Khung xuống, mí mắt co giật, lẽ nào cô không biết, bây giờ phá hủy phong ấn là đang tự tìm đường chết sao? Cho dù cô gặp may không chết thì toàn bộ nhà họ Ưng, thậm chí cả Văn Tiêu Giới cũng sẽ không buông tha cho một con phượng hoàng đã rơi vào bóng tối. Ưng Thanh Vũ đã hoàn toàn khóa chặt ông ta không còn sức lực nào để chú ý đến cái chết của con trai mình. Hiện giờ, ông ta chỉ quan tâm bản thân mình có thể sống sót hay không mà thôi. Anh nhìn chằm chằm Ưng Thanh Vũ, bây giờ chưa giải được phong ấn hoàn toàn, nếu Ưng Thanh Vũ lại phong ấn lần nữa, anh còn có cơ hội. Soạt! Bỗng nhiên! Ánh sáng màu đỏ đan xen, hình thành đôi cánh. Đôi cánh xòe ra, cơ thể Ưng Thanh Vũ bay lên vút về hướng Lâu Vạn Xuân. Những chỗ cô ta lướt qua, mây hồng trên đỉnh đầu như thú dữ, che lấp nuốt chửng toàn bộ mây đen, sấm sét. Bốp! Một cái bạt tai giáng xuống mặt Lâu Vạn Xuân, ông ta bị đánh bay không chịu nổi một đòn. Tôi nói đáng thì là đáng.
Ưng Thanh Vũ nghiêm giọng quát. Ông cút khỏi Vô Song Môn ngay và luôn cho tôi, còn dám nói thêm một chữ, giết. Tôi. Chữ tôi mới thốt ra được nửa giây, cơ thể Lâu Vạn Xuân hoàn toàn bị hào quang màu đỏ bao. Chùm, mất kiểm soát, một cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy đứt lìa. Á. Lâu Vạn Xuân ướt đẫm mồ hôi, tiếng hét chói tai vang khắp 9 tầng mây. Ưng Thanh Vũ, bà cô ưng, mạnh đến thế sao? Duy chỉ có Trần Đức cau chặt mày, lúc này anh đã nắm vững được 70-80% vạn tự thiên âm. Dốc hết toàn lực chắc chân có thể thi triển. Nhưng, tình huống trước mắt khiến anh thôn mặt. Linh lung, Thanh Vũ cô ta, thực sự sẽ chết à? Trạng thái của Ưng Thanh Vũ thực sự quá mức quỷ dị, khoa trương, trước đây, cô ta chỉ là thực lực đỉnh phong linh căn kỳ. Bây giờ trong tình hình quỷ dị này, thực lực của cô ta còn mạnh hơn Lâu Vạn Xuân. Thậm chí cùng với dòng chảy của thời gian, linh lực của cô ta còn đang dao động từng tầng, tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng, cùng với thực lực tăng lên điên cuồng, sự lạnh lẽo, u ám, băng giá, cô đơn càng hiện lên rõ ràng, thậm chí cảm xúc cũng bắt đầu truyền đến trong lòng mỗi một người có mặt ở đây. Một số tu võ giả có thực lực thấp cũng bị ảnh hưởng, trong đầu bắt đầu nối những điều đen tối đã từng trải qua và tưởng tượng đến. Trong cơ thể cô ta phong ấn một luồng sức mạnh này đến từ hung thú Phượng Hoàng, Linh Lung nói, với tình hình hiện tại của cô ta thì không thể áp chế ảnh hưởng tiêu cực do sức mạnh này gây ra. Cứ tiếp tục thế này, chỉ có hai kết quả, hoặc là hoàn toàn biến chất, trở thành một con dã thú hình người, hoặc là chết. Trần Bát Hoang, duyên phụ nữ của anh đúng là tốt, cô ta biết rõ hậu quả như vậy nhưng vẫn làm. Cái gì, lòng Trần Đức thắt chặt. Con mắt sao động, có cách gì cứu cô ta không? Có, vạn tự thiên âm, chẳng phải anh đã luyện khá ổn rồi à? Linh lung chú ngụ trong thức hải của Trần Đức, đương nhiên biết động tĩnh trong thần thức của anh. Anh dốc toàn lực thi triển vạn tự thiên âm, có lẽ có thể cứu cô ta, nhưng... Anh chỉ còn lại nhiều nhất 10 giây suy nghĩ thôi, nghĩ cho kỹ, đó là con át chủ bài duy nhất của anh đấy. Linh lung nói xong, lại rơi vào yên tĩnh, trầm mặc, đợi Trần Đức đưa ra lựa chọn. Dù sao vạn tự thiên âm cũng là con át chủ bài của Trần Đức, cũng là con át chủ bài duy nhất của anh tính đến hiện tại. Hơn nữa, dốc toàn lực thi triển vạn tự thiên âm, sau đó, Trần Đức sẽ không còn lại chút sức lực nào. Cũng có nghĩa anh sẽ như cá nằm trên thớt, mặc người ta cắt thái. 10 giây, trong thời gian 10 giây. Tuy Ưng Thanh Vũ có mạnh, nhưng trong thời gian ngắn, cô ta chắc chắn không thể nào giết chết Lâu Vạn Xuân. Còn Trần Đức thi triển vạn tự thiên âm, cũng cần thời gian chuẩn bị nhất định. Muốn cứu cô ta, Trần Đức chỉ còn lại 10 giây để suy nghĩ. Một khi Trần Đức cứu Ưng Thanh Vũ, lúc đó, anh sẽ không còn chút sức mạnh nào để đối phó Lâu Vạn Xuân, kết cục chỉ có chết. Đây là một đề lựa chọn cực kỳ khó, cứu Ưng Thanh Vũ đồng nghĩa với việc tìm con đường chết. Linh Lung cũng rất muốn biết, đứng trước sự sống và cái chết, Trần Đức sẽ lựa chọn thế nào. Suy nghĩ, tại sao tôi phải suy nghĩ? Ai ngờ Linh Lung vừa dứt lời, gần như không hề do dự, Trần Đức bèn nói. Người tình nguyện lấy mạng cứu tôi tặng mạng của tôi cho cô ta, thì có gì khó? Trần Đức không nói thêm nữa, tập trung toàn bộ tinh thần vào trong thần thức, lòng bàn tay không ngừng niết ấn. Thần thức màu vàng bắt đầu dần dần tỏa ra từng tầng ánh sáng, hết sức tập trung, không phản tâm, lần này anh phải thi triển được vạn tự thiên âm. Quyết không thể thất bại. Linh Lung rất kinh ngạc, cô ta không ngờ rằng Trần Đức sẽ lựa chọn dứt khoát như vậy. Trong cùng một giây, Lâu Vạn Xuân, ông còn không cút đi, Ưng Thanh Vũ giống như đại yêu dáng thế, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lâu Vạn Xuân. Lâu Vạn Xuân chỉ cảm thấy cơ thể như sắp vỡ vụn, gãy lìa, Ưng Thanh Vũ thực sự quá đáng sợ. Trên người được bao trùm bởi các tầng huyền quang màu xanh, ông ta thi triển thanh huyền y. Bao trùm bảo vệ cơ thể, cảm giác đó mới giảm đi rất nhiều. Phụp, Ưng Thanh Vũ vỗ đôi cánh, bay loạn khắp nơi, giơ cánh tay trơn nõn như củ sen, một tay che trời, chèn ép xuống. Ầm ầm, có thể thấy rõ ràng, trên bầu trời, mây hồng đỏ sập như núi lớn, dốc ngược chút xuống như rời núi ỉ lấp biến, chân áp về phía Lâu Vạn Xuân. Sắc mặt Lâu Vạn Xuân tái nhợt, tim đập chân run, đối diện với Ưng Thanh Vũ, ông ta có cảm giác tuyệt vọng. Không dám lơ là, điên cuồng niết ấn, thi. Triển võ kỹ. Bá vương trưởng. Ông ta quát lên một tiếng,
phía sau nổi lên một con vượn khổng lồ cao đến trăm trượng đập ngực thùm thụp, đánh một trường lên bầu trời. Cũng trong lúc đó, một làn mây hồng cuồn cuộn chút xuống đập vào một trường của nó. Ầm, trong tích tắc, trời long đất lở, thiên huyền phong đã sập. Thực sự như trời long đất lở, cả không gian trực tiếp trở nên hỗn độn mù mịt, không phân được không gian thời gian. Trong hỗn loạn, chỉ còn lại Lâu Vạn Xuân, Ưng Thanh Vũ vẫn đứng vững trên hư không. Mạnh quá, sắc mặt Âu Dã Tư Linh tái nhợt, tâm trạng phức tạp, từ trước đến nay, cô ta tự nhận mình là con cưng của trời, tư chất siêu phàm, nhưng hôm nay, thế giới quan, giá trị quan, nhãn sinh quan của cô ta hoàn toàn bị rửa sạch, thay mới. Chồng chưa cưới của cô ta gặp nạn, cô ta chỉ có thể nhìn, còn người cứu người đàn ông của cô ta, lại là một cô gái mười mấy tuổi. Trong lòng trăm ngàn cảm xúc đan xen, khó hiểu rõ. Phục. Trong hỗn loạn đáng sợ, Lâu Vạn Xuân ho ra máu, linh lực chấn dung kinh khủng dao động như muốn hủy diệt tất cả, ông ta khó mà chịu nổi, cơ thể như muốn đổ sập, suýt nữa ngã xuống. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không có gì đáng ngại. Đồng thời, cũng dần thở nhẹ nhõm. Trạng thái hiện tại của Ưng Thanh Vũ tạm thời không thể giết ông ta. Lâu Vạn Xuân. Giọng của Ưng Thanh Vũ hung ác, âm trầm hoàn toàn khác với vẻ bướng bỉnh, nghịch nhợm như chim sơn ca trước đây. Ông đã không đi, vậy thì phải chết. Con người Ưng Thanh Vũ đỏ tươi lóe lên ánh sáng đỏ, chút tỉnh táo cuối cùng cũng biến mất sau khi cô ta nói xong. Cùng lúc đó, khí thế trên người cũng càng mạnh mẽ, đang dần dần tăng lên gấp đôi. Khí thế khủng bố ấy khiến Lâu Vạn Xuân không kìm được dùng mình, lòng thầm chùn bước. Tên khốn, tạm biệt. Đầu óc Ưng Thanh Vũ dần mơ hồ, sự hung ác, máu me, âm u, tối tăm đang cắn nuốt cô ta. Cô ta biết cứ tiếp tục như vậy sẽ có kết quả như thế nào. Thanh Vũ. Đúng lúc này, khi Ưng Thanh Vũ đang thầm chào tạm biệt Trần Đức thì một giọng nói dịu dàng, tràn ngập từ tính chợt truyền vào trong đầu cô ta. Đầu óc dần mụ mị của Ưng Thanh Vũ bỗng tỉnh táo lại, rồi quay sang nhìn về phía Trần Đức theo bản năng. Chỉ thấy giờ phút này, Trần Đức tỏa ra ánh sáng lóa mắt như một vầng mặt trời, thắp sáng cả một vùng trời. Sau đó, anh đứng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười cưng chiều nói, Thanh Vũ, cảm ơn cô, cảm ơn mọi sự trả giá của cô cho tôi, được quen biết cô là niềm vinh hạnh của Trần Bát Hoang tôi. Vạn. Giây tiếp theo, trong miệng Trần Đức bỗng phát ra một tiếng vạn, từ tận thần thức, giọng nói ngân vang như tiếng chuông chùa truyền khắp mọi nơi. Trong vầng mặt trời chiều kia nổi lên một chữ, vạn, bao phủ Ưng Thanh Vũ. Cùng lúc đó, một sức mạnh làm lòng người sợ hãi, tim đập thình thịch bỗng xuất hiện. Dù là Lâu Vạn Xuân cũng sợ đến điếng người. Công kích thần thức. Đó, chính là sức mạnh đến từ thần thức. Lâu Vạn Xuân hoảng sợ, định bỏ chạy theo bản năng, lại kinh ngạc phát hiện luồng thần thức ấy không có tấn công mình. Ó, phút chốc. Trong cơ thể Ưng Thanh Vũ bỏng phát ra một tiếng rít quỷ dị, cánh chim không ngừng giãy giụa như bị một đòn nghiêm trọng. Sau đó, màu đỏ trong con ngươi của cỏ ta dần nhạt đi, sợi tóc đỏ như lửa cũng biến thành màu đen, dáng đỏ nơi chân trời lại bị mây đen bao phủ. Chỉ chưa đến 10 giây, mọi sức mạnh đều tan thành mây khói. Tiếp theo, Ưng Thanh Vũ như một con diều đứt dây, rơi xuống từ trên cao. Đã không còn sức mạnh đáng sợ kia nâng đỡ, cô ta cũng ngất xỉu. Không còn biết gì nữa. Con người Trần Đức răng đầy tơ máu, dùng hết sức lực cuối cùng nhảy bật lên như một con báo, ôm lấy Ưng Thanh Vũ rồi vừng vàng rơi xuống đất. Linh lung, giờ cô ấy sao rồi? Trần Đức thở hổn hển, trong giây phút sống còn thi triển vạn tự thiên âm, anh đã dùng hết mọi linh lực, thậm chí là sức mạnh thần thức. Giờ anh đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng, mọi sự chú ý của anh đều đặt lên người Ưng Thanh Vũ, hoàn toàn làm lơ tình huống của bản thân. Không có bị bóng tối nuốt hết, cũng sẽ không chết, còn có thể cứu tỉnh, chỉ là sẽ mất rất lâu. Linh lung ngừng một lát rồi nói, anh ra tay rất đúng lúc. Tốt rồi. Trần Đức yên tâm, mọi thứ anh đã làm cuối cùng cũng không uống phí. Ha 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 ha. Bỗng dưng, một tiếng cười đinh tai nhức óc chợt truyền khắp lỗ tai mỗi người làm người ta rợn tóc gáy. Là Lão Vạn Xuân, ông ta đang cười lên như điên, trên gương mặt tràn ngập vẻ dữ tợn, phấn khích. Nhìn Trần Đức như nhìn một thằng ngu, thằng hâm. Trần Bát Hoang ơi Trần Bát Hoang, mày đúng là một người trọng tình trọng nghĩa. Một chiêu ban nãy, nếu đánh lên người tao thì dù là tao cũng sẽ bị thương nặng.
nhưng mày lại dùng để đối phó cô ta. Lâu Vạn Xuân đạp lên không, bước từng bước tới trước mặt Trần Đức, rũ mắt nhìn anh. Bây giờ, mày chính là một con chó chết. Trần Đức nhặt long ngâm lên, nắm chuôi kiếm, run rẩy đứng dậy, lão khốn, ông có thể tới thử một lần. Anh nói xong, chủ động bước tới, đâm một kiếm về phía Lâu Vạn Xuân. Mặc dù khi ở thời kỳ đỉnh phong, anh cũng không thể nào đánh lại Lâu Vạn Xuân, huống chi là bây giờ. Lâu Vạn Xuân chỉ đứng im, Trần Đức lại bị đẩy lùi, không thể áp sát ông ta trong vòng 10 mét. Chẳng phải mày to mồm lắm à? Thích anh hùng cứu mỹ nhân hả? Sao? Ha ha, Lâu Vạn Xuân cười cợt như đang đùa giỡn một con kiến, đầu ngón tay khẽ búng. Trần Đức trực tiếp bay ngược ra sau, trên người vang lên từng tiếng rắc rắc, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương, trông vô cùng thầm. Xong, anh vẫn giãy giụa chậm rãi đứng lên lần nữa, lão khốn, tôi anh hùng cứu mỹ nhản đó, sao? Liên quan mẹ gì đến ông? Lâu Vạn Xuân thu hồi toàn bộ linh lực, cất bước đi xuống, chỉ dùng sức mạnh cơ thể vươn tay phải nắm lấy áo Trần Đức, nhấc anh lên như tỏ vẻ thắng lợi trước mặt mọi người, khóe miệng cong lẽn một nụ cười giễu cợt, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt đầy máu của Trần Đức, nói. Trần Bát Hoang, mày rất giống mẹ mày đó, chậc chậc. Đặc biệt là mũi, hoàn toàn là giống y như đúc. Đáng tiếc, mày vẫn chưa từng được gặp mẹ mình, giờ lại sắp chết, chắc mày còn chưa biết nhỉ. Mạng mày rất đáng giá đó, sau khi mày chết, tao còn có thể lấy nó để đổi một số tiền thường cách xù, một. Một võ gì à mạnh mẽ như vậy, ai ngờ lại ngây thơ, ngu ngốc trọng tình trọng nghĩa ở một nơi như Côn Luân hư cơ chứ. Phụt, Trần Đức khạc ra một cục đờm, phun lên mặt. Lâu Vạn Xuân, tên ngu nhà ông, còn lắm mồm nữa có tin tôi giết ông không? Giết tao. Lâu Vạn Xuân cười, cười như điên như dại, kiêu ngạo nói chỉ bằng mày như bây giờ. Đang mơ đó hả? Hay là mày thích ảo tưởng? Đúng vậy, chỉ bằng tôi, sợ, Trần Đức cười, máu tươi chảy xuống nơi khóe miệng trông có vẻ hết sức lạnh lẽo. Trên thực tế, anh cũng không có nói láo. Lúc này, Linh Lung đang nói chuyện với anh trong thức hải. Trần Bát Hoang, muốn sống thì giúp tôi tranh thủ chút thời gian, tôi giúp anh giết ông ta. Cô, có cách hả? Đúng vậy, Linh Lung gật đầu. Vậy tại sao không giúp tôi từ sớm? Nếu tôi giúp anh thì cái giá phải trả là rất lớn, một quãng thời gian dài sau này anh sẽ trở thành một người bình thường, một tên võ dụng, bất cứ. Một võ giả nào cũng có thể nghiền chết anh. Thế nên, không đến giây phút cuối cùng, sao tôi phải ra tay? Đây chỉ là lý do thứ nhất, còn một lý do nữa nhưng Linh Lung cũng không nói ra. Trần Đức của trước đó khiến cô ta không biết có nên giúp hay không, lo anh chỉ biết giết chóc, chẳng có tình người. Mãi đến khi anh không chút do dự cứu Ưng Thanh Vũ, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng, Linh Lung mới xem như chính thức nhìn thẳng vào Trần Đức và chấp nhận anh. Trước đây, cô ta hoàn toàn chưa coi Trần Đức là bạn, mà chỉ đối xử với anh như một cái xác để chú ấn. Có thể nói, hôm nay, cô ta mới hoàn toàn chấp nhận người đàn ông. Này, người đàn ông họ Trần, Tẽn Đức, tự Bát Hoang với biệt danh Trần Ma Vương. Chỉ cần có thể giết ổng ta. Tôi bằng lòng trả bất cứ cái giá nào, vô dụng thì sao, dù là địa ngục, tôi cũng muốn xông vào, Trần Đức lạnh lùng nói, Lâu Vạn Xuân là kẻ thù không đội trời chung của anh, cũng là người đứng đằng sau mối thù giết anh em và phụ nữ của mình. Nên sao anh có thể bỏ qua cho ông ta? Được, 10 giây, cho tôi 10 giây, Linh Lung nói. Cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra rất nhanh, cũng chỉ trong lúc Lâu Vạn Xuân ngừng một lát mà thôi. Giây tiếp theo. Lâu Vạn Xuân ảm trầm, lạnh lẽo, cười cợt nói, Trần Bát Hoang ơi Trần Bát Hoang, đúng thế, Lâu Vạn Xuân tao phải công nhận rằng tư chất của mày rất mạnh, là một võ giả thiên tài hiếm có. Nhưng, chỉ bằng mày như bây giờ, cái dáng vẻ chó chết như đèn cạn dầu ấy thì sao mà giết tao, dùng cách tưởng tượng hả? Dưới bầu trời âm u, Lâu Vạn Xuân giơ Trần Đức như đang khoe ra chiến thắng của mình trước toàn bộ vô song môn. Toàn bộ võ song môn, kể cả Ngụy Vô Minh. Các trưởng lão và Âu Dã Tư Linh đều vô cùng hoảng sợ. Đám Kỳ Hàn, Âu Dã Thanh Vũ, Lữ Đông Dã cũng tim như đao cắt, khóe mắt như muốn nứt ra. Đa số đệ tử còn lại cũng tràn ngập sợ hãi, thầm mắng Trần Bát Hoang là thằng ngu, đều tại anh, không phải anh thì sao vô song môn lại gặp phải tai nạn này. Mẹ nó, đúng là một thằng ngu khốn khiếp. Rõ ràng có cơ hội thăng,
lại cố tình đi tấn công Ưng Thanh Vũ. Ngu hả? Trần Bát Hoang, hy vọng kiếp sau mày đừng lại là một thằng ngu. Sự kiên nhẫn trong mắt Lâu Vạn Xuân dần biến mất, ông ta nói xong, cánh tay dùng sức quăng đi. Vèo. Trần Đức trực tiếp bị ném lên bầu trời vô song môn, dưới ánh chớp, anh được chiếu sáng một cách. Rõ ràng. Giờ phút này, toàn bộ vô song môn đều thấy rõ bộ dáng máu me, thê thảm của anh. Cái Lâu Vạn Xuân muốn chính là điều này, ông ta muốn tất cả mọi người nhìn thấy, đắc tội mình thì chỉ có con đường chết. Sau đó, ông ta nhe răng cười, dùng sức nhảy như một vị thần bay lên cao, giơ ngón tay đâm thẳng về phía Trần Đức. Cuối cùng cũng sập chết. Anh ta chết thì vô song môn có thể bình yên trở lại rồi. Đúng vậy. Lúc này, một số đệ tử vô song môn lại rất mong Trần Đức chết sớm một chút. Bình thường, họ là đệ tử vô song môn thì đi đến đâu đều tài ba hơn người, cảm giác hết sức kiêu hãnh. Giờ lại giống như nô lệ, tôi tớ, không dám lộn xộn, cực kỳ bực bội. Bọn họ không muốn tiếp tục sống trong cái áp lực ấy nữa. Cả đám đều chờ đợi giây phút Trần Đức chết. Chỉ cần anh chết thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Một chỉ của Lâu Vạn Xuân giống như một kiếm, linh lực màu xanh xoay tròn, gió lốc nổi lên, bầu trời vì chiêu ấy của ông ta mà càng trở nên u ám, tối tăm. Chỉ thoáng chốc, bóng người ông ta đã đến gần Trần Đức. Thằng ngoặt con, đi chết đi. Lâu Vạn Xuân hét lên. Tiếng hét vang vọng khắp chân trời giống như tiếng sấm rền. Phụt! Mười mấy võ giả trực tiếp bị tiếng hét ấy chấn cho hộc máu, hoảng sợ đến cùng cực. Cùng lúc đó, Lão Vạn Xuân cũng đã áp sát Trần Đức, chỉ là giây phút ấy, ông ta chợt phát hiện khóe miệng Trần Đức lại gợi lên một nụ cười. Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng lại hết sức chói mắt. TV! Dường như đã thực hiện được âm mưu gì đó. Trái tim ông ta thoáng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Lạnh cả sống lưng. Ngay lúc này, ngón tay Lâu Vạn Xuân cũng đụng vào trán Trần Đức. Thế nhưng, cảnh tượng đầu óc nổ tung máu me be bét cũng không có xuất hiện. Ngón tay ông ta giống như chọc vào một cục bông, linh lực vô cùng vô tận thế mà lại biến mất một cách quỷ dị. Lâu Vạn Xuân vô thức muốn rút tay về, lại kinh ngạc phát hiện trán Trần Đức giống như một cơn lốc xoáy vô hình, hút lấy ngón tay ông ta. Ông ta dùng hết sức cũng không thể vùng ra. Lâu Vạn Xuân trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn cảnh ấy. Giờ đây, cuối cùng ông ta mới cảm giác được một luồng sức mạnh còn đáng sợ hơn ban nãy khi đối phó Ưng Thanh Vũ đang dần ngưng tụ trên người Trần Đức. Không, không thể nào, một, đôi môi Lâu Vạn Xuân run rẩy, không tài nào tin nổi lấm bấm. Chẳng phải Trần Đức đã như đèn cạn dầu rồi sao? Vậy luồng sức mạnh kia, là từ đâu ra? Ông ta có nghĩ nát óc cũng không hiểu chuyện này là sao. Lão khốn kia, chẳng phải muốn lấy mạng tôi hả? Tiếp tục đi chứ, Trần Đức nhếch mép cười lạnh. Linh Lung nói giúp anh là đưa sức mạnh của mình cho anh mượn. Trần Đức cảm nhận được luồng sức mạnh khổng lồ vô biên vô tận như biển cả trong người mà thầm kinh ngạc không thôi. Sức mạnh ấy quả thật là khó tin. Trong lúc hai người nói chuyện, toàn bộ vô song môn rõ ràng thấy được Trần Đức giơ tay nắm lấy ngón tay Lâu Vạn Xuân. Còn ông ta lại giống như bị bấm nút pause, mặc anh tùy tiện nắm lấy. Sau đó, quăng đi. Lâu Vạn Xuân như một bao cát bị vứt đi, đâm vào trên một ngọn núi. Thoáng chốc, ầm, một tiếng nổ động trời chợt vang lên, mọi người rõ ràng có thể thấy được ngọn núi ơ ủy đã trực tiếp sụp xuống, vỡ tan tành. Núi đá lăn xuống, bụi mù bay đầy trời. Hình cảnh ấy giống hệt lúc trước Trần Bát Hoang bị Lâu Vạn Xuân quăng đi. Chỉ là lần này, người đảm sập đỉnh Lạc Vân lại là Lâu Vạn Xoản. Toàn bộ vô song môn từ nội viện đến ngoại viện, ai ai cũng hết sức kinh ngạc, hoảng sợ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng giống như xảy ra một cơn động đất 16,17 độ, kinh ngạc đến cùng cực. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải giờ Trần Bát Hoang nên là một cái xác sao? Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng người cao to đang đứng giữa không trung. Chuyện này là sao? Một, Ngụy Vô Minh kinh ngạc, nhưng lại ỉ hết sức vui vẻ, trong con ngươi tràn ngập sự phấn khích. Mặc kệ chuyện này là sao, nhưng ông ta cũng có thể cảm giác được luồng sức mạnh khủng bố trên người Trần Bát Hoang. Âu Dã Tư Linh, Bát Đại Trưởng Lão cũng kinh ngạc không thôi. Trong nội viện, Kỳ Hàn, Lữ Đông Dã, Âu Dã Thanh Vũ, Giang Hồ Hải gần như hét lên, vành mắt đỏ bừng. Trần Bát Hoang,
anh có 3 phút một, trong thức hải, Linh Lung nhắc nhở. Được. Trần Đức khẽ gật đầu, nhìn đỉnh Lạc Vân. Trong lớp bụi mù, Lão Vạn Xuân té sứt đầu mẻ trán, cả người tràn đầy bụi bặm, một người kiêu ngạo như ông ta, giờ lại hết sức chật vật, thê thảm. Trần bát hoang. Lâu Vạn Xuân giống lên, đồng thời cũng hết sức kinh ngạc, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Ông ta có thể cảm giác được sức mạnh khủng bố của Trần Đức, mạnh đến kinh người. Ngay sau đó, Lão Vạn Xuân không nói thêm gì nữa, trực tiếp phóng thẳng lên cao, lạ ỷ thi triển Phách Vương Trưởng. Một bóng hình con khỉ to lớn hiện lên, vươn bàn tay ỷ khổng lồ che trời lấp đất chụp về phía Trần Đức. Kiếm tới. Trần Đức mở tay ra, hét lên. Long ngâm kiếm cắm dưới đất như bị vây gọi, tỏa ra một vầng sáng đen tuyền, hóa thành một bóng mở vọt vào trong tay Trần Đức. Thoáng chốc, ánh vàng rực rỡ chợt thắp sáng cả vòng trời, mơ hồ có thể thấy được trong lưỡi kiếm sắc nhọn lóe lên từng vệt sáng màu đen. Giờ phút này, Trần Bát Hoang giống như một vị ma thần, không dùng bất cứ một võ kỹ nào, chỉ giơ kiếm chém xuống. Gào! Một tiếng rồng ngâm rung trời vang lên, bỗng. Dưng có một con rồng màu vàng xuất hiện, theo một kiếm kia, lao thẳng về phía Lâu Vạn Xuân. Giây kế tiếp, bèn nhào thẳng vào trong ngực ông ta. Chẳng có tiếng vang hay một tiếng nổ nào, xung quanh như cuộn lên một vòng sóng gợn khổng lồ. Cả không gian đều chìm trong trạng thái chân không, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Con khỉ đằng sau Lâu Vạn Xuân trực tiếp vỡ nát, không chịu nổi một kích. Giữa ngực Lâu Vạn Xuân xuất hiện một lỗ máu, trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi rơi vãi khắp trời như một cơn mưa rơi xuống nhuộm đỏ một mảnh. Sau đó, ông ta trực tiếp rớt xuống từ trên cao, nước mưa bẩn tung tóe, mềm oặt nằm trên mặt đất. Trong lòng chỉ còn lại nòi hoảng sợ cùng với sự khó hiểu, con người tràn ngập mờ mịt. Giờ, ông ta đã không còn chút sức lực nào nữa. Một kích của Trần Đức đã hoàn toàn phế bỏ ông ta. Lâu Vạn Xuân biết, dù đứng lên thì mình cũng sẽ không phải đối thủ của Trần Bát Hoang. Mọi người trong Vô Song Môn đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy như là đang nằm mơ. Trần Bát Hoang, đánh bại. Người canh giữ. Sự thật ấy đã rõ ràng bày ra trước mắt mọi người, nhưng đa số họ lại không tài nào chấp nhận nổi, nghi ngờ mình đang nằm mơ. Trần Đức hạ xuống đất, đi đến trước mặt Lâu Vạn Xuân. Anh rũ mắt nhìn ông ta, Lâu Vạn Xuân, tôi chỉ muốn hỏi một điều, giờ. Ai mới là con chó chết? Lâu Vạn Xuân nằm trong vũng máu, run lấy bấy, bỗng dưng, ông ta xoay người ngồi dậy, quỳ xuống trước mặt Trần Đức, điên cuồng dập đầu. Trần Bát Hoang, tôi là chó, tôi là con chó chết, cầu xin cậu bỏ qua cho tôi sai rồi, tôi không nên đến giết cậu, cầu xin cậu đó, mong cậu tha cho con chó này một mạng. Con chó như tôi không đáng để cậu phải lấy mạng đâu ạ. Cậu chắc chắn cũng muốn biết chuyện của mẹ mình đúng không? Tôi nói, tôi sẽ nói hết cho. Cậu biết, thái độ của Lâu Vạn Xuân hoàn toàn thay đổi, không ngừng dập đầu, trên trán đã máu thịt bầy nhầy, nào còn chút kiêu căng, ngạo mạn. Ta đây vô địch như ban nãy. Hoàn toàn giống y như một con chó. Một con chó chỉ biết nịnh bợ. Thái độ Lâu Vạn Xuân xoay chuyến 180 độ, từ một kẻ khinh người, đến một chó quỳ xuống cầu xin tha mạng, nhưng lại không có chút chần chừ nào. Hầu như ai trong Vô Song Môn cũng nhìn ngây người, kinh ngạc, hoảng sợ không thôi. Đây là người cạnh giữ Côn Luân Hư Lâu Vạn Xuân U. Cứ thế mà, quỳ xuống. Quả thực còn hơn cả nằm mơ. Phải biết rằng, kia chính là người canh giữ đó. Chưa nói là người mạnh nhất Côn Luân Hư, nhưng cũng chắc chắn là một trong những người mạnh nhất. Vậy mà, lại quỳ xuống trước mặt Trần Bát Hoang. Trái tim mọi người giống như núi trống, đập lên dồn dập, nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng với sự kinh ngạc đến từ việc chuyển biến của Lâu Vạn Xuân, bên cạnh đó còn là sự chấn động trước thực lực của Trần Bát Hoang. Thật sự là hết sức chấn động. Phải hiểu rằng, Trần Bát Hoang là đến từ thế tục, mà tuổi cũng cùng Lâm chỉ 26-27 thôi. Nhưng, hôm nay, dù là Ngụy Vô Minh, Bát Đại Trường Lão hay Âu Dã Tư Linh thì đều hoàn toàn thay đổi cái nhìn về anh. Trước đây, mặc cho họ có nghĩ nát óc cũng không ngờ được sẽ xảy ra cảnh tượng như bây giờ. Trần Bát Hoang, cầu xin cậu tha cho con chó này một mạng được không? Tôi sai rồi, sai thật rồi, cậu chắc chắn rất muốn biết thân phận của mình, Tôi nói hết cho cậu nghe nhé, trong lòng Lâu Vạn Xuân sợ hãi, hoảng loạn đến cùng cực. Giờ phút này,
chắc chẳng ai có thể hiểu được ông ta sợ hãi đến mức nào. Lâu Vạn Xuân vốn là một người rất tiếc mạng, để đi đến ngày hôm nay, không biết ông ta đã phải trả bao nhiêu lòng tự trọng và chịu biết bao tuổi hơn. Huống chi, cái khí thế đáng sợ trước nay chưa từng có trên người Trần Bát Hoang thật sự là quá khủng bố, như muốn nghiền nát mọi cấp bậc. Anh đứng trước mặt ông ta mà giống như một vị ma thần khiến Lâu Vạn Xuân không kìm được muốn quỳ xuống, cúng bái. Cái cảm giác ấy, tựa như dân đen nhìn thấy vua chúa. Lâu Vạn Xuân run rẩy, cả người toàn là máu, dập đầu cầu xin tha thứ hết lần này đến lần khác, cái trán be bét, xương cốt cũng vặn vẹo. Mỗi khi ông ta dập đầu, mặt đất cũng hơi run lên, tạo ra một cơn chấn động mãnh liệt. Lai lịch của tôi. Đôi mắt Trần Đức chợt nghiêm túc. Vốn tưởng sau khi thắng, Lâu Vạn Xuân vẫn sẽ cứng miệng, phải mất chút sức mới cạy ra được. Ai ngờ ông ta lại vô dụng như thế. Bấy giờ, anh bèn lạnh lùng hỏi, ông biết bao? Nhiều về lai lịch của tôi. Tôi biết rất nhiều, rất nhiều. Chỉ cần cậu không giết tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết. Lão Vạn Xuân ngẩng đầu nhìn Trần Đức, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Ông cho rằng mình có tư cách đưa ra điều kiện hả? Trần Đức nhìn thẳng vào mắt ông ta. Khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười lạnh. Lâu Vạn Xuân không kìm được run lên, ánh mắt ảm đạm. Ông ta quả thật không có tư cách đưa ra điều kiện. Riêng sóng linh lực toát ra trên người Trần Bát Hoang thôi cũng đủ nghiền nát ông ta ra bã. Lão Vạn Xuân hoàn toàn không có cơ hội đón đỡ hay đánh trả, dù mình không nói, e rằng Trần Bát Hoang cũng có cách khiến ông ta phải mở miệng. Giờ chủ động nói ra, may ra còn có một con đường sống. Mẹ của cậu đến từ gia tộc Đệ Ngũ ở Vân Tiêu giới, Lâu Vạn Xuân cảm thấy sát khí của Trần Bát Hoang càng trở nên lạnh lẽo thì không chút do dự trực tiếp nói ra điều quan trọng nhất. Lâu Vạn Xuân cảm thấy sát khí của Trần Bát Hoang hơi yếu đi bèn nói tiếp, 26 năm trước, khi ấy, có một người đàn ông bỗng đến tìm tôi, nói muốn tôi đi với gã đến giới thế tục giết cậu và mẹ cậu. Cái tên họ Trần kia à, Trần Đức hỏi, rốt cuộc. Gã là ai? Gã chỉ nói mình họ Trần. Còn lại thì tôi không biết, Lão Vạn Xuân lắc đầu. Gã quá mạnh, đừng nói là thân phận, ngay cả gương mặt thôi tôi cũng không thể nhớ nổi. Lâu Vạn Xuân nhớ đến người nọ thì cảm khái không thôi. Hồi đó, khi lần đầu tiên ông ta thấy người nọ, dù cách nhau cả cây số, thậm chí là 10.000 mét mà Lâu Vạn Xuân đã cảm nhận được một áp lực khủng bố như bị núi đè. Dưới áp lực ấy, ông ta giống như là ngày hôm nay, chỉ có thể uốn gối, quỳ rạp xuống. Có lẽ cậu không tin, nhưng thực lực của gã đã vượt ngoài sự hiểu biết của tôi rồi. Trong mắt Lâu Vạn Xuân hiện lên vẻ kiêng dè đầy sợ hãi. Gã muốn tôi dẫn theo một vài người đi ám sát cậu và mẹ cậu, có điều. Lúc đó, bên cạnh mẹ cậu còn có một cao thủ tên Đệ Ngũ Hiên. Sau khi Đệ Ngũ Hiên giết sạch người của tôi, còn đánh tôi bị thương nặng. Tôi lại tìm Phương Tâm Ngọc, Tà Vô Cương, bảo họ tìm kiếm chỗ ở của mẹ cậu. Cuối cùng. Tôi tra được mẹ cậu đang ở trong một gia tộc họ Chu, nhưng đợi đến khi chúng tôi chạy tới thì họ đã chạy. Lâu Vạn Xuân chậm rãi tỉ mỉ kể lại. Sau khi biết được nhà họ Chu không có người, cả đám lại lần theo dấu vết, cuối cùng tìm được Đệ Ngũ Vân Yên mẹ Trần Đức. Sau khi tìm được Đệ Ngũ Vân Yên mẹ của cậu thì đã không thấy cậu đâu, chỉ còn lại bà ấy và Đệ Ngũ Hiên. Cuối cùng, mẹ cậu và Đệ Ngũ Hiên kia cùng người đàn ông họ Trần cũng không tránh khỏi một trận chiến. Trận chiến ấy, mẹ cậu và Đệ Ngũ Hiên đều thua một cách thê thảm, xong. Lại được một ông lão cứu. Ông lão ấy quỳ dưới đất, cầu xin người đàn ông kia, rằng có một lúc lâu mới cứu được cả hai. Họ nói gì, Trần Đức hỏi. Tôi không biết vì tôi hoàn toàn không có tư cách đến gần họ, Lâu Vạn Xuân buồn bã lắc đầu. Nhưng cuối cùng, ông lão kia vẫn dằn được. Mẹ cậu và Đệ Ngũ Hiên đi. Sau đó, người đàn ông họ Trần kia nói với tôi. Bảo tôi nhất định phải tìm được và giết chết cậu. Nếu tôi có thể làm được, vậy thì, sẽ thưởng hậu hĩnh cho tôi, phần thưởng ấy đủ để thực lực của tôi tăng lên gấp trăm lần. Thế nên ông cũng nói chuyện này cho Phương Tâm Ngọc và Tà Vô Cương, bảo họ giết tôi, ánh mắt Trần Đức chợt lạnh lẽo. Tất cả mọi thứ đều giống như dự đoán của anh, lúc trước mục tiêu của Phương Tâm Ngọc và Tà Vô Cương đều không phải đám Trương Phàm, mà là mình. Lâu Vạn Xuân run lên, đổ mồ hôi lạnh. Cúi đầu run bần bật. Ông ta nào dám trực tiếp trả lời vấn đề ấy. Lâu Vạn Xuân nơm nớp lo sợ nói. Trần Bát Hoang, cậu Trần, lúc trước tôi cũng là bị ép buộc,
nếu tôi không làm theo lời người đàn ông họ Trần kia thì chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn, giống như ngày hôm nay, tôi. Lâu Vạn Xuân, tôi sẽ cho ông chết một cách thoải mái, Trần Đức ngắt lời ông ta, giơ long ngâm. Lên. Ầm. Bỗng nhiên có một tiếng nổ vang lên, trên bầu trời có một luồng ánh sáng đỏ bắn thẳng về phía Trần Đức. Trần Đức nhảy một cái, lập tức lùi lại, nhìn lên. Cao. Ở chỗ đó không biết bao giờ lại có một người đang đứng. Đó là một người đàn ông khoảng 27-28, mặc một bộ áo dài bằng gấm, kiêu ngạo đứng trên đám mây, cười cợt nói, Lâu Vạn Xuân, ông đường đường là một người canh giữ mà lại quỳ trước mặt loại rác rưởi như thế. Ha ha. Ưng, ưng thiên hà, Lâu Vạn Xuân nhìn thấy người đó thì chấn động, sau đó ánh mắt chợt lộ ra vẻ mừng rỡ, đứng bật dậy, dùng hết sức gào lên. Cậu ưng, cứu tôi với. Vạt áo ưng thiên hà tung bay, lĩnh khí đỏ cam bao phủ toàn bộ cơ thể giống như một vị thần đứng trên mây. Mọi người trong vô song môn thấy hắn ta thì không khỏi ngơ ngác. Sao, sao lại đến thêm một tên nữa? Đây là ai? Ưng thiên hà, Ngụy Vô Minh giật mình nhìn bóng người cao to kia, trong con ngươi già nua lộ ra chút kiêng kỵ. Lão không ngờ ưng thiên hà sẽ đến nơi này. Môn chủ, rốt cuộc thì hắn ta là ai? Tại sao lại mạnh như vậy, Âu Giá Tư Linh lại bị đả kích thêm lần nữa, tuổi tác của ưng thiên hà cũng không lớn, phần chưa đến 30, nhưng đã hoàn toàn vượt xa cô ta, thậm chí là bỏ xa Lâu Thiên Khung và Lâu Vạn Xuân. Hắn ta, đến từ nhà họ ưng ở Vân Tiêu Giới. Ngụy Vô Minh nói với giọng hết sức nghiêm trọng, ưng Thanh Vũ vừa tiến vào học viện vô song, lão đã dùng cách đặc biệt báo cho nhà họ ưng. Nhưng cũng không ngờ bên ấy lại cử hắn ta tới. Ưng thiên hà là loại người nào? Nói đơn giản là chẳng ai có thể hiểu hắn ta nghĩ gì, cách làm việc của hân ta hoàn toàn là thích gì thì. Làm nấy, một giây trước còn có thế xưng anh em với cậu, nhưng tiếp theo có khi đã trở thành kẻ thù muốn lấy mạng cậu. Thật sự là làm việc tùy theo tâm trạng, hoặc có thế nói là. Mặc sức làm bậy. Luồng dao động khủng bố quanh người ưng thiên hà khiến lòng người run sợ, vô số người cảm thấy trái tim mình như đang bị một ngọn núi đè lên. Anh là ai? Trần Đức nhìn bóng người đằng xa, nhíu mày hỏi. Tôi. Hắn ta đứng trên bầu trời, dưới tầng mây đen nhìn xuống Trần Đức, loại kiến hôi như mày không biết ưng thiên hà tao cũng là bình thường thôi. Nghe cho kỹ này thằng nhóc, tao tên ưng thiên hà đến từ nhà họ ưng ở Vân Tiêu Giới, anh họ của ưng Thanh Vũ. Bất kể mày có thân phận và thực lực gì, đến từ đâu, tao chỉ có hai yêu cầu với mày. Thứ nhất, Lâu Vạn Xuân là ưng thiên hà tao. Bảo vệ. Thứ hai, mày dẫn theo ưng Thanh Vũ ngoan ngoãn theo tao về tiếp nhận xử phạt. Lời nói vừa dứt, ưng thiên hà đưa mắt nhìn Trần Đức, hân ta thấy chắc chân 1000% Trần Đức sẽ làm theo yêu cầu của mình. Dẫu sao? Lão Vạn Xuân hắn ta cũng chẳng coi ra gì. Một thứ cặn bã của Côn Luân Hư thì được coi là thứ đồ chơi gì chứ? Từng bóng người trong nội ngoại viện của vô song môn đều kinh hãi nhìn bóng dáng trên bầu trời. Kia! Đầu óc trống rỗng. Dù cách nhau 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét, bọn họ vẫn cảm nhận được áp lực kinh khủng. Ba người thực lực thấp kém Đàm Thu, Trương Tử Đằng và Giang Hồ Hải sắc mặt đỏ ửng, bọn họ đã ho ra máu. Đột nhiên, chẳng ai ngờ Trần Đức không những không sợ, ngược lại anh cười gằn, sát ý lóe lên, tao cho mày 10 giây, cút. Một chữ cút quát ra. Kinh động 9 tầng mây, một đám mây đen nổ bùm một tiếng. Tia chớp lóe sáng, cực kỳ nhức mắt. Làm sao anh có thể đi cùng ưng thiên hà chứ? Cũng làm sao giao ưng Thanh Vũ cho hắn ta được? Với tình hình hiện tại của ưng Thanh Vũ, dù là ai tới anh cũng không yên tâm. Huống chi? Anh rất ghét người khác dùng giọng điệu ra lệnh đó nói chuyện với mình. Phía chân trời, ưng thiên hà sửng sốt. Gần như tất cả mọi người đều ngẩn ra sững sờ. Trần Bát Hoang, bảo ưng thiên hà cút. Ra đầu Ngụy Vô Minh tê dại, lão đặt mông ngồi dưới đất, con ngươi mở thật to. Trần Bát Hoang điên rồi sao? Dù có thể chiến thắng Lâu Vạn Xuân, nhưng anh sẽ thắng được ưng thiên hà ư? Ưng thiên hà còn mạnh hơn rất rất nhiều so với Lâu Vạn Xuân. Điều quan trọng nhất là sau lưng ưng thiên hà đại diện cho nhà họ ưng. Đắc tội với hân ta, đồng nghĩa với việc đắc tội nhà họ ưng. Hành động của Trần Đức có khác gì người điên đâu. Lâu Vạn Xuân đầu tiên cũng sửng sốt, sau đó, ông ta giễu cợt nói, thật đúng là một thằng ngu đần. Ngay cả cậu ưng cũng dám mắng, ha ha.
Dường như ông ta đã nhìn thấy dáng vẻ chết chắc của Trần Bát Hoang, vậy nên ông ta cười hung ác không chút nể nang. Có Ưng Thiên Hà ở đây, Trần Bát Hoang có cơ hội giết ông ta sao? Tuyệt đối là không thể nào. Ông ta có chút hối hận vì trước đó nói cho Trần Đức nhiều chuyện như vậy làm gì. Dưới mây đen, sắc mặt Ưng Thiên Hà cực kỳ cổ quái. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai từng nói chuyện như vậy với hắn ta, ngay cả bố, mẹ cũng nói với hắn ta nhỏ nhẹ, dịu dàng. Mà thằng nhãi này, dám bảo hắn ta cút. Ha 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 ha, giây kế tiếp, Ưng Thiên Hà ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng, rõ ràng có thể thấy được, lông mày và mí mắt của hắn ta đều đang run rẩy nhảy nhót một cách hung hãn. Một giây kế tiếp, tiếng cười im bặt, hắn ta chỉ vào Trần Đức, ra lệnh. Mày nói lại một lần nữa lời vừa rồi cho tao xem. Ha! Không có chút điềm báo nào. Sau khi Trần Đức cười lạnh, đột nhiên anh nâng long ngầm lên, một kiếm bổ về phía Ưng Thiên Hà. Gào! Linh khí di chuyển, kim quang chợt hiện một cái hàng dài bay lên trời, thẳng tắp hướng về phía Ưng Thiên Hà. Kim quang nhức mắt vô biên vô tận chiếu sáng thiên huyền phong mở tối, chỉ trong nháy mắt đã. Tới gần Ưng Thiên Hà. Ưng Thiên Hà hơi biến sắc, nhưng cũng chỉ là khẽ biến mà thôi, hắn ta cười gằn một tiếng, sau đó nâng quả đấm lên đánh về phía một quyền kim long kia. Bùm! Tiếng nổ ầm rung chuyển, hư không hỗn loạn, xé toạc và hủy diệt tất cả. Trong phút chốc, kim long vỡ vụn, bị một quyền đánh tan. Cái này! Nhìn thấy cảnh này, vô số người ra đầu tê dại. Ưng Thiên Hà, quá mạnh! Một kiếm kia của Trần Bát Hoang. Đổi lại bất kỳ ai trong số bọn họ cũng tuyệt đối không tiếp nổi. Cho dù là Lâu Vạn Xuân, ra đầu ông ta cũng tê. Một kiếm kia, nếu đổi thành ông ta, e rằng sẽ chết tại chỗ, tan xương nát thịt. Còn Ưng Thiên Hà vẻn vẹn chỉ là một quyền. Hơn nữa, một quyền kia thoạt nhìn giống như, không dùng hết toàn lực. Rác rưởi. Ưng Thiên Hà thu quyền, vẫn là thái độ cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh. Chỉ dựa vào loại thực lực này của mày mà cũng dám khiêu khích tao. Nào, để cho mày nhìn thấy chênh lệch giữa chúng ta. Lời vừa dứt, thản hình hân ta di chuyển. Bốn phía Ưng Thiên Hà có hồng mang di chuyển, gần như hóa thành một đường ánh sáng xông về phía Trần Đức. Tiếp đó, một quyền rơi xuống chỗ Trần Đức. Trần Đức không có lui, cũng không có tránh, lúc này anh cũng nâng một quyền lên đánh lại. Bụp, một, quả đấm đụng nhau. Lại thấy quả đấm của Trần Đức trực tiếp biến dạng, gãy xương, toàn bộ da thịt nứt ra, thậm chí dáng vẻ còn lùi hơn 10 bước. Mà Ưng Thiên Hà chỉ bị đánh tổn thương, thoáng thụt lùi 3 bước. Mẹ kiếp, Ưng Thiên Hà cau mày, con kiến hôi này lại khiến hắn ta lùi lại, nếu nói ra thì nhục nhã như thế nào. Trần Đức khó khăn lắm mới ổn định thân hình, dáng vẻ chăm chú. Ưng Thiên Hà này quả thực rất mạnh. E rằng với tình hình của anh bây giờ cũng không thể có cách nào chống lại. Bùm! Trong nháy mắt, giống như không có dấu hiệu gì, Ưng Thiên Hà đang cảm thấy nhục nhã đã ra tay rồi. Hắn ta bay vào tới, không đến 10 giây đã tới trước mặt Trần Đức. Không nói nhảm một lời. Lại là một quyền. Một quyền khủng khiếp bơi ra hư không, giống như thúc đẩy núi sông, chỉ nghe thấy từng tiếng gào giống xé rách màng nhĩ. Rõ ràng có thể thấy một tiếng rắc rắc giữa không gian như mặt kính đang vỡ vụn. Thực lực của Ưng Thiên Hà thật sự vượt quá mức tầm thường, so với Lâu Tử Phong trước đó được gọi là Diêm Vương thì hân ta chính là một lâu la. Hơn nữa còn là lâu la siêu cấp. Một quyền tấn công tới, con người Trần Đức cứng lại, anh vẫn không nẻ tránh mà nâng lên một quả đấm, đột nhiên tiến lên nghênh đón. Một giây kế tiếp, hai quả đấm một lần nữa đụng nhau. Một lần nữa Trần Đức bị thương nặng. Nửa cánh tay của anh gần như bị hủy, ống tay áo vi đi vụn, máu thịt mơ hồ. Mà Ưng Thiên Hà chỉ bị thương nhẹ. Trần Bát Hoang, cậu mau chạy đi, đừng tiếp tục nữa, Ngụy Vô Minh mồ hôi lạnh chảy ròng, thấp giọng gào. Khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dã Tư Linh cũng tái nhợt, cô ta đau tim từng trận. Thằng nhãi, không phải mày rất kiêu ngạo sao? Kiêu ngạo nữa đi xem nào, Ưng Thiên Hà cười đầy u ám. Lộ ra hàm răng trắng, trong mắt lóe lên tàn khốc và lạnh lẽo. Đùng! Lời hắn vừa dứt. Bất thình lình. Trần Đức lại một nửa đứng dậy, lần này là anh chủ động nâng quả đấm đột ngột phóng về phía Ưng Thiên Hà. Tốc độ còn nhanh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần.
Trong nháy mắt sức mạnh bỗng nhiên tăng vọt, một quyền đánh thật mạnh vào mặt Ưng Thiên Hà. Lần này, Ưng Thiên Hà hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, nắm đấm như bao cát lớn không ngừng phóng đại hơn nữa trong con mắt hẳn ta. Bụp! Đột nhiên, trong 1% hơi thở, nắm đấm của Trần Đức tiếp xúc gần với mặt hẳn ta. Rõ ràng có thể thấy được mặt Ưng Thiên Hà lúc này vén lên từng đợt sóng, bất chợt tiếng xương cốt răng rắc vang dội. Ưng Thiên Hà tung người, cơ thể như sắp bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại được Trần Đức níu chân, đồng thời một cái tay khác nâng lên. Lại một quyền rơi xuống, đánh vào bên hông hắn ta. Ầm! Ưng Thiên Hà rơi xuống đất, đập thành một cái hố sâu, nhìn bề ngoài phần eo thì không tổn thương, nhưng xương cốt bên trong đã thành mảnh vụn. Tao kiêu ngạo đấy, sao hả? Bây giờ tao kiêu ngạo cho mày xem, mày cẩn tao xác. Đôi mắt Trần Đức nhìn Ưng Thiên Hà, khóe miệng cong lên một tia tà mị, độ cong đẹp mắt. Ưng Thiên Hà sắc mặt tái nhợt kinh hãi, hắn ta nắm trong hố, sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Đức, mặt không tưởng tượng nổi, sao? Sao có thể? Quả thực hắn ta nghĩ không thông, tại sao mình có thể thất bại? Hơn nữa, còn bị thất bại một cách đột ngột như vậy. Sức chiến đấu của Trần Đức đã tăng lên không chỉ gấp 10 lần trong nháy mắt xông lên. Ưng Thiên Hà có chút phát run, khóe miệng co quáp, một sự bất an nảy sinh. Cái này, Lâu Vạn Xuân trước đó mặt đầy đắc ý và buông lỏng, bây giờ cơ thể giống như cỗ máy ngưng động lại, còn người cũng sắp rơi ra ngoài. Mẹ nó! Chuyện gì đây? Ưng Thiên Hà, cũng bại rồi. Lâu Vạn Xuân kinh hãi trong lòng, không thua gì sóng thần cấp 10. Ông ta không kìm được lại một lần nữa quỳ xuống đất, mặt đầy sợ hãi, da đầu tê dại. Ngụy Vô Minh, tám đại trưởng lão, Âu Giá Tư Linh và trong ngoài vô song môn đều gần như trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Trần Đức như thấy quỷ. Chơi với mày chút thôi mà mày còn tưởng mình vô địch, Trần Đức cười ha ha một tiếng. Năng lượng của Linh Lung mạnh bao nhiêu? Cho dù cô ta không được như ban đầu, hơn nữa chỉ mượn một bộ phận của Trần Đức. Nhưng cũng vĩnh viễn không phải một Ưng Thiên Hà có thể địch lại được. Sở Đi Anh lộ ra vẻ không địch nổi, hoàn toàn là vì muốn tìm hiểu rõ về Ưng Thiên Hà. Xem người đến từ Vân Tiêu Giới rốt cuộc mạnh thế nào. Bởi vì, anh muốn đi Vân Tiêu Giới. Thứ nhất, mẹ anh rất có thể đang ở Vân Tiêu Giới, anh rất muốn nhìn xem rốt cuộc mẹ của mình là ai. Vì sao mình bị bỏ rơi. Thứ hai, anh bây giờ một lòng tu luyện. Hiển nhiên Côn Luân Hư không phải thánh địa tu hành cao nhất, nếu muốn đi về phía cao hơn, leo lên xa hơn thì phải xông đến Vân Tiêu Giới. Là ngựa chiến 10 năm, anh đã rõ từ trước, thế giới theo luật rừng này phải có thực lực mạnh thì mới có thể đạt được tất cả. Thứ ba, anh phải giết người đàn ông họ Trần kia. Hân mới chính là hung thủ đứng sau hại chết đám người Trương Phàm, cũng là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện. Trần Đức không tiếp tục ra tay, anh đưa mắt nhìn Ưng Thiên Hà. Nể tình mày là anh họ của Thanh Vũ, trong 10 cái hít thở, cút ngay. Ưng Thiên Hà là kiểu người kiêu ngạo thế nào? Thản là người nhà họ Ưng, dù là ở Vân Tiêu Giới, thản phận cũng rất tôn quý. Bây giờ, lại bị một tên rác rưởi ở Côn Luân Hư nói cút. Nếu là trước đó, hắn ta đã sớm bùng nổ lao lên giết người rồi. Nhưng bây giờ hắn ta không dám. Nhớ lại hai quyền vừa nãy của Trần Đức. Hẳn ta biết rất rõ nếu như anh muốn giết mình thì bây giờ đã sớm tan xương nát thịt. Tao đi. Ưng Thiên Hà vận chuyển linh khí, hắn ta chật vật kéo thản thể nhanh chóng rời khỏi Thiên Huyền Phong. Còn chuyên trong nhà giao phó đưa Ưng Thanh Vũ quay về, hắn ta đã quên đi luôn, không dám nhắc đến nửa câu. Mưa vẫn rào rào như thác đổ. Dưới cơn mưa lớn, Lâu Vạn Xuân nhìn thấy Ưng Thiên Hà chật vật rời đi như chó, nội tâm ông ta lạnh băng run rẩy. Liều mạng. Lúc này, trong con ngươi Lâu Vạn Xuân lóe lên dữ tợn. Bất chợt, áp lực cuồng nhiệt nổi lên, ông ta nâng một quyền đánh lén về phía Trần Đức. Nhưng mà, Trần Đức bây giờ mạnh đến mức nào? Nhất cử nhất động của Lâu Vạn Xuân hoàn toàn được anh nắm giữ trong tay, đầu cũng không quay lại, long ngâm trong tay vung lên. Nhất thời, thân hình Lâu Vạn Xuân ngưng lại. Trên cổ xuất hiện một vết đỏ nhỏ. 3 giây sau. Đầu Lâu Vạn Xuân giống như quả bóng da xịt hơi. Trước lúc chết, trong tròng mắt còn lóe lên nỗi sợ hãi vô ngàn. Trần Đức đánh ra đường linh lực, trong nháy mắt cơ thể Lâu Vạn Xuân trực tiếp bị đánh thành thịt vụn, bay múa đầy trời.
giống như bày tỏ lòng thành kính trước các vong hồn đã chết trong tay anh, lòng thành kính trước các anh em đã chết của Trần Đức. Rào rào rào, mưa vẫn chậm rãi rơi xuống như thác đổ. Hai tròng mắt của Trần Đức trở nên vô cùng tang thương, giống như trải qua cuộc bể dâu, năm tháng không giới hạn. Các anh em, bàn tay gây tội ác đứng đằng sau chỉ còn lại người họ Trần, Trần Bát Hoang, tôi thề dù là trả giá tính mạng, tôi cũng phải đưa hắn đến âm tào địa phủ, bày tỏ lòng thành kính trước vong hồn. R.G. Các anh. Trần Đức ôm lấy Ưng Thanh Vũ, anh xoay người, từng bước đi tới trước mặt đám người Ngụy Vô Minh. Môn chủ, Vô Song môn có chỗ nào chữa thương không? Có. Ê. Ngụy Vô Minh theo bản năng đáp. Dù là đến bây giờ, đầu óc ông ta vẫn trì trệ trống rỗng, hôm nay quả thật Trần Đức đã cho lão quá nhiều kinh ngạc và sợ hãi. Lúc này, đối mặt với câu hỏi của Trần Đức, lão hoàn toàn có một loại cảm giác kính sợ, trong Vô Song môn có một mật thất tên là Mật Thất Phản Thiết. Năm đó do lão tổ Vô Song môn tạo ra, nằm ngay dưới Thiên Huyền Phong. Được, đa tạ, mời môn chủ dẫn tôi đi, Trần Đức nói. Sau mấy phút, đám người Trần Đức, Ngụy Vô Minh xuất hiện dưới đáy Thiên Huyền Phong, chân đạp lên sống lưu giang. Phần đáy Thiên Huyền Phong lại có một cửa ngầm, dưới sự thúc đẩy của Ngụy Vô Minh, cửa ngầm từ từ mở ra. Linh khí trong mật thất còn dày đặc hơn so với tháp tụ linh. Sở dĩ mật thất có tên là Mật Thất Vẫn Thiết là vì nó được chế tạo bởi vẫn thạch pha sắt ngoài trời. Bởi vì nguyên liệu đặc biệt, nó không những có cống hiệu hội tụ linh khí cực mạnh, mà còn có hiệu quả cách âm rất lớn. Dù bên ngoài có xảy ra cái gì hay Thiên Huyền Phong sập xuống, chỉ cần ở bên trong không đi ra, tuyệt đối sẽ không chịu bất kỳ quấy nhiều nào. Trong nội viện tháp tụ linh vẫn xen lẫn loại vẫn thiết này, vì vậy mới có tác dụng hội tụ linh khí. Có thể nói, Mật Thất Vẫn Thiết là thánh địa tu võ, bế quan và trị thương. Trần Đức mang theo Ưng Thanh Vũ từng bước đi vào, biến mất ở trong mắt mọi người. Cùng với bước chân anh đi vào, cửa ngầm mật thất ầm ầm đóng chặt. Nhìn thấy bóng dáng anh biến mất, đột nhiên Ngụy Vô Minh lại có chút hối hận, lão không khỏi nhớ đến tháp tụ linh và thang thần thánh lão tổ để lại, trong lòng quặn đau một trận. Đây là vật cuối cùng lão tổ lưu lại, ngàn vạn lần đừng phá hủy nữa. Ngụy Vô Minh trong lòng cầu nguyện. Môn chủ, thầy, con muốn ở lại bảo vệ anh ta, Ẩu Dã Tư Linh tiến lên, hành lễ tôn kính, cô ta khẩn cầu nói. Mặc dù thực lực của cô ta đã sớm vượt qua đám người Ngụy Vô Minh, nhưng tất cả mọi thứ của cô ta đều là do Vô Song môn ban tặng, cô ta hết sức tôn kính ân sư và môn chủ. Tư Linh, hắn ở chỗ này sẽ không sao đâu, Vu Thu Yến lo lắng nói, vết thương của con cũng không nhẹ đâu, nên trở về chữa trị thật tốt. Đúng vậy, Tư Linh, con không cần phải trông coi chỗ này đâu, Ngụy Vô Minh cũng khuyên, vết thương của con không nhẹ, ở lại đây. Môn chủ, thầy, ý con đã quyết, khuôn mặt đẹp của Âu Dã Tư Linh đầy chắc chắn, ánh mắt lóe lên hào quang kỳ dị, anh ta là chồng tương lai của con, bảo vệ anh ta chính là trách nhiệm con phải làm. Cũng được, quay về ta sẽ bảo người đưa chút dược liệu và đan dược đến đây giúp con chữa trị vết thương, Ngụy Vô Minh không khuyên nữa, lão nói. Sau đó, lão cùng tám đại trưởng lão quay về Thiên Huyền Phong khắc phục hậu quả. Mưa to. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, bùn lầy và máu trên Thiên Huyền Phong được mưa như thác đổ gột rửa sạch sẽ, hội tụ vào trong sông Tây Lưu. Nếu như không phải Vân Hà Phong và Lạc Vân Phong hóa thành trận bụi, đất đai khô cằn, e rằng sẽ không ai nghĩ rằng Vô Song môn từng xảy ra một trận đại chiến. Một mình Trần Đức đơn độc chiến đấu với nhà họ Lâu. Đơn độc chiến đấu với Ưng Thiên Hà. Sức chiến đấu điên cuồng này nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì ai dám tin chứ? Dù nằm mơ cũng không dám mơ đến tình hình như vậy đâu. Bên trong mật thất, thực tế sau khi tiến vào mật thất, Trần Đức trực tiếp té xỉu rồi ngất đi. Ngoại giới cho rằng anh rất rất mạnh. Nhưng, cuối cùng anh vẫn chỉ là một con người. Người có máu có thịt. Từ tu võ đến giờ chỉ có thời gian vẻn vẹn 5-6 tháng. So với những chí cường giả từ nhỏ bắt đầu tu võ như Lâu Tử Phong, Lâu Thiên Khung, Lâu Vạn Xuân và Ưng Thiên Hà, cuối cùng vẫn có chênh lệch. Anh bị thương rất nặng. Sau khi tiến vào mật thất, anh ngủ mê man khoảng một ngày một đêm, chức năng cơ thể mới dần dần khôi phục, trong tiếng gọi của Linh Lung, anh dần mở mắt tỉnh lại. Anh cảm thấy sao, thân hình thon dài xinh đẹp của Linh Lung di chuyển, cô ta xuất hiện trước mặt Trần Đức với dáng vẻ của âm hồn.
nhìn gò má trâng bệnh của anh còn có gì đáng ngại. Không có gì, chỉ là gãy mười mấy cái xương thôi, Trần Đức đột nhiên cười, nói chuyện thoải mái ỉ giống như thật sự không có đau khổ gì. Linh Lung rất rõ, cơ thể Trần Đức Minh Đồng ra sắt không thể gãy. Dưới tình hình như vậy vẫn có thể gãy mười mấy cái xương, đây là trọng thương thế nào? Đau đớn ra sao? Chỉ là, từ đầu đến cuối ỉ Trần Đức không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu đau khổ nào, tâm tính và nhẫn nại như vậy thật khó có thể tưởng tượng chẽn người anh đã xảy ra chuyện gì. Linh Lung, bây giờ tình hình của Thanh Vũ có phải không lạc quan? Trần Đức đến bên cạnh Ưng Thanh Vũ, nhìn thấy cô ta vốn đang hôn mê, đôi mày thanh tú nhắm chặt, anh tràn đầy lo âu. Ừ, mặc dù anh kịp thời ngăn cản, lại một lần nữa phong ấn sức mạnh trong cơ thể cô ta, nhưng sức mạnh kia của cô ta quá u ám, dẫn đến thần thức của cô ta vẫn bị ăn mòn, Linh Lung nói. Lực u ám sao? Trần Đức cau mày, loại bệnh trạng này cũng không phải không có cách nào giải quyết. Trong truyền thừa anh lấy được có một loại đan dược tên là Minh Tâm Đan. Loại đan dược này chuyên xua đuổi những ảnh hưởng tiêu cực ban đầu, tác dụng vốn dùng để giảm nguy cơ tấu hỏa nhập ma trong tu luyện. Trần Đức đưa tay đặt lên mạch của Ưng Thanh Vũ, đồng thời mở mật nhìn thấu, đưa mắt nhìn vào kỳ kinh bát mạch của cô ta, thậm chí là cả thức hải. Tâm thần vừa mới vào liền không khỏi đông cứng lại. Cảm xúc tiêu cực trong cơ thể Ưng Thanh Vũ quả thật quá nặng. Bóng tối, sự tức giận, sát ý, lạnh lẽo, u ám, xa. Đoạ. Trần Đức chỉ dùng mắt nhìn thấu thoáng liếc qua mà thôi, anh có thể phát hiện rõ ràng vài cảm xúc trong đó thậm chí lây từ anh. Chỉ có thể thử một chút Minh Tâm Đan, nhưng, bây giờ vết thương của mình chưa lành, linh lực chưa hồi phục, căn bản không có cách nào luyện đan, Trần Đức có chút khó xử, tình hình của Ưng Thanh Vũ không thể trì hoãn. Nhưng với tình hình hiện tại của anh, căn bản không làm được. Hơn nữa dược liệu cần cho Minh Tâm Đan vô cùng quý giá, không thể gom được trong thời gian ngắn. Đừng lo lắng, bên ngoài mặt thất có một cô gái đang bảo vệ anh giao Ưng Thanh Vũ cho cô ấy để cô ấy đưa đến Phật môn của Tây Cảnh Côn Luân Hư, để cho người trong Phật môn niệm kinh tụng Phật, dùng linh lực đặc biệt của bọn họ có thể tạm thời trấn áp tà tính. Hửm! Trần Đức nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt xuyên qua cửa đá, khối núi, quả nhiên nhìn thấy Âu Dã Tư Linh đang yên lặng ngồi khoanh chân bên ngoài cửa. Có lẽ cô ấy sớm đã nhìn thấy tôi bị thương nặng, cho nên mới chờ ở đây. Trong lòng Trần Đức rất cảm kích, với thực lực và thiên phú của Âu Dã Tư Linh, không thể không nhìn ra tình hình của anh. Cửa đá khẽ động, Âu Dã Tư Linh quay đầu lại nhìn, lập tức nhìn thấy Trần Đức ôm Ưng Thanh Vũ bước ra ngoài. Có thể giúp tôi một việc được không, Trần? Đức đưa Ưng Thanh Vũ đến trước mặt cô ta. Giúp tôi đưa cô ở ủy đến Phật môn Tây Cảnh. Sau đó, chăm sóc cô ấy một thời gian. Được. Tình cảm của Âu Dã Tư Linh đối với Trần Đức vô cùng kỳ lạ. Cô ta đặt việc luyện kiếm đặt lên hàng đầu, nhưng để có thể luyện được kiếm lại không được có tình cảm. Cô ta không muốn nảy sinh tình cảm với Trần Đức, nhưng hình như đã nảy sinh tình cảm rồi. Lúc đối diện với Trần Đức, nhịp tim không kiềm chế được mà đập nhanh hơn, thậm chí không dám nói quá nhiều, ôm lấy Ưng Thanh Vũ, cơ thể nhẹ nhàng linh hoạt như chim yến. Lướt qua mặt sông như chuồn chuồn chấm nước, nhanh chóng biến mất. Dứt khoát lạnh lùng như vậy sao, Trần Đức có chút kinh ngạc, không ngờ Âu Dã Tư Linh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Thật có duyên với phụ nữ, trong thức hải, Linh Lung nói một mình, nhân duyên với phụ nữ của Trần Bát Hoang thật sự quá tốt, cũng là một người phụ nữ, cô ta làm sao có thể không biết Âu Dã Tư Linh nghĩ gì. Cô gái đó 8-9 phần là yêu Trần Đức, nhưng lại không thể đối diện với anh, vì vậy mới như thế. Không biết làm sao, Trần Đức lại hoàn toàn không nghĩ tới phương diện đó, chẳng những không nghĩ tới, còn cảm thấy người ta có chút lạnh lùng cao ngạo. Trở lại mật thất, Trần Đức ngồi khoanh chân, vận hành âm dương kinh, hấp thu linh lực xung quanh, bắt đầu hồi phục thương tích. Linh lực dồi dào giống như bị nam châm hút, biến thành một đám sương mù, từ lỗ chân lông của Trần Đức chui vào trong cơ thể anh. Linh Lung cũng không nhàn rỗi, nhân lúc Trần Đức không có thời gian để ý đến cô ta. Cơ thể trong suốt của cô ta xoay quanh Trần Đức hết lần này đến lần khác, đầu ngón tay khẽ điểm, những tia sáng rực rỡ tạo thành những ký tự kỳ quái rơi xuống bên cạnh và xung quanh Trần Đức. Từng ký tự riêng biệt ban đầu rơi xuống đất, ánh sáng lưu chuyển kết hợp lại, trở thành một trận văn. Có hết lớp trận văn này đến lớp trận văn khác, linh lực xung quanh kết càng nhanh hơn, tạo thành một vòng xoáy, hoàn toàn bao bọc lấy Trần Đức. Qua 7 ngày, Trần Đức mới hoàn toàn tỉnh lại từ trong trạng thái đó.
thương tích trên người anh cùng với linh lực bị thiếu hụt đã hồi phục 60%, thấy vậy, Linh Lung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.